Trên tường trong văn phòng của Thái Công Dân không có treo những bảng hiệu nhã nhặn như tập trung trí tuệ, càng không có treo những khẩu hiệu kiểu như không được hồ đồ, mà trên đó chỉ treo một tấm biển viết ngay ngắn theo kiểu chữ lệ, vì nhân dân phục vụ. Nét chữ đen đậm, nhìn vào rất có lực, cứng cáp làm cho người ta cảm thấy rất có trọng lượng. Không có ký tên, không biết là người viết chữ này không thèm ký hay là không muốn ký nữa. Sau khi Thái Công Dân đi vào văn phòng làm việc của mình thì việc thứ nhất chính là rửa chén pha trà. Đây vốn là phần việc của thư ký, nhưng bất kỳ lúc nào khi trong phòng không có khách, Thái Công Dân cũng tự tay làm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Khi hậu vệ Đông mới tới, anh ta không hiểu thói quen này của Thái Công Dân. Ngày nào anh ta cũng dành ra nửa tiếng để giúp Thái Công Dân thu dọn văn phòng, pha trà và nói đây là bổn phận của thư ký, nhưng Thái Công Dân chỉ nói một câu, hậu vệ Đông không dám tiếp tục làm vậy nữa. Thái Công Dân nói với hậu vệ Đông, đây là công việc của người làm, không phải là công việc của thư ký. Ta tuyển cậu làm thư ký là để giao cho cậu làm những chuyện quan trọng hơn, chứ không phải để bưng trà rót nước. Sau khi pha trà xong, theo thói quen Thái Công Dân thường xem qua một số báo chí trong và ngoài nước thư ký đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng hôm nay ông lại không đọc báo mà mở tivi trong văn phòng để xem. Không cần đổi sang kênh chuyên biệt. Trên màn hình TV là bản tin về chuyện hôm qua Tần Lạc về nước và được dân chúng cuồng nhiệt chào đón, trong đó có cảnh tượng một đoàn xe dài vô tận thoạt trông vô cùng hoành tráng. Nếu những chiếc xe hơi đó không có đủ loại màu sắc, to nhỏ khác nhau thì thực sự trông giống như một buổi duyệt binh của bên quân đội. Thư ký hậu vệ Đông đi vào báo cáo công việc, nhìn thấy thủ trưởng của mình đang ngồi xem TV, anh ta liền lặng lẽ đứng bên cạnh. Thái Công Dân không nhìn hậu vệ Đông, ông chỉ vào ghế salon bên cạnh. Hậu vệ Đông hiểu ý, anh ta ngồi xuống cùng xem TV với Thái Công Dân. Ngay khi bản tin đó kết thúc, đài truyền hình chuyển sang bản tin khác, Thái Công Dân liền cầm điều khiển từ xa tắt TV. Cậu thấy thế nào? Thái Công Dân nhìn hậu vệ Đông hỏi. Hậu vệ Đông cười nói, rất ấn tượng nhưng cũng rất hợp lòng người. Kiểu đón tiếp như vậy mấy năm gần đây rất hiếm gặp. Đúng vậy, ta cũng rất thích, Thái Công Dân gật đầu. Đó là bộ trưởng thích điều giản dị. Hậu vệ Đông cười, vỗ mông ngựa, nếu bộ trưởng của một đất nước thích những cảnh hoàn tráng đương nhiên rất dễ dàng đạt được, chẳng qua bộ trưởng Thái là người thích giản dị, không thích sự phô trương, xa hoa lãng phí. Vấn đề là hậu vệ Đông nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Thái Công Dân lại sắp đặt sự đón tiếp Tần Lạc rầm rộ như vậy. Khi ta bảo cậu thông báo tin tức về nước của Tần Lạc với giới truyền thông là ta đã nghĩ tới khả năng hiệu triệu của Tần Lạc sẽ mang tới cho chúng ta một bữa tiệc, nhưng ta thực sự không ngờ khả năng hiệu triệu của Tần Lạc lại lớn đến như vậy. Thái Công Dân cười nói, rất tốt, như vậy những nỗ lực của Tần Lạc đã không uổng phí. Ước mơ của cậu ấy sắp thành hiện thực. Bộ trưởng, lần này Tần Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng viên mãn. Chúng ta cũng nên thưởng thế nào cho tương xứng chứ? Hậu vệ Đông hỏi. Trong cuộc thi đấu y học cổ truyền giữa Hàn Y và Trung Y, anh ta giữ vai trò liên lạc, cũng chính là một trong những người chịu trách nhiệm. Bây giờ cuộc thi cũng sắp kết thúc, đại anh hùng Tần Lạc ca khúc khải hoàn về nước trước. Thực sự chuyện ban thưởng cho người anh hùng này cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Tôi đã thưởng cho cậu ấy. Thái Công Dân cười nói. Đã thưởng rồi sao? Hậu vệ Đông không hiểu. Cậu ấy có tiền, rất nhiều tiền. Cậu ấy cũng không phải người làm chính trị, vì vậy không thể thăng chức cho cậu ấy. Thái Công Dân kiên nhẫn giải thích, tất cả những người làm thư ký cho ông đều biết bản thân ông là một lãnh đạo rất hòa nhã. Vì vậy ta quyết định phong cậu ấy làm một anh hùng của đất nước. Anh hùng đất nước ư? Hậu vệ Đông nhớ tới tình huống ngày hôm qua thì chợt hiểu ra. Được lòng dân, có danh tiếng, lại thêm được cấp trên ủng hộ, cùng với sự giúp sức của giới truyền thông. Một người như vậy mà không thể trở thành anh hùng sao? Vậy là ban thưởng rất hậu, hậu vệ Đông tán dương. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn nhưng cũng gây ra rất nhiều rắc rối. Thái Công Dân vừa tức giận nói, hơn nữa ngay khi quay về lại không tới thăm lão già này, cũng không cả gọi điện thoại báo tin lấy một câu. Tần Lạc không tới thì chúng ta mời cậu ta tới. Cậu hãy gọi điện cho Tần Lạc bảo cậu ta tới văn phòng của ta muốn hỏi rõ ràng xem tại sao lại bị người ta bắn bị thương. Dạ, bộ trưởng. Hậu vệ Đông trả lời rồi anh ta lập tức dùng điện thoại di động gọi vào số di động của Tần Lạc. Xin lỗi, số bạn gọi không liên lạc được, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái tổng đài. Có lý nào như vậy? Thái Công Dân tức giận nói. Tiểu tử này lại tắt máy. Quả thật Tần Lạc đã tắt điện thoại. Bởi vì từ hôm qua khi hắn quay về điện thoại di động của hắn gần như bị người gọi làm nổ tung. Phóng viên muốn tới,
đài truyền hình muốn làm phóng sự chuyên đề, mời hắn tới làm khách quý, muốn thảo luận chuyện hợp tác, muốn làm quen với hắn, bạn bè thân thích gọi điện thoại chúc mừng, sinh viên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Cuối cùng Tần Lạc nghe điện thoại tới mỏi cả tay, tới khi hắn tắt máy thì mới được hưởng một khoảng thời gian thanh tĩnh. Tần Lạc vốn nghĩ chỉ cần hắn không mở máy là có thể ở nhà tĩnh dưỡng bên Lâm Hoán Khê và Bối Bối, thế nhưng ngay mới sáng sớm, ngay khi nhà còn chưa mở đã có người tới thăm, cũng có một số phóng viên truyền thông dứt khoát tới trước cửa nhà mai phục. Sau khi trải qua bao nhọc nhằn, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê dẫn theo Bối Bối mới có thể cắt đuôi được những phóng viên đó đi tới thăm vườn thú mà Bối Bối mong đợi đã lâu. Thật sự thì trước khi Tần Lạc đi Hàn Quốc đã đồng ý dẫn Bối Bối đi tới chơi vườn thú, thế nhưng nhiệm vụ lần này quá gấp gáp, hắn không có cơ hội hoàn thành lời hứa của mình. Ngay khi quay về nhà, Tần Lạc muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lấy lại sức đã quyết định đưa Bối Bối tới thăm vườn thú. Vườn thú ở Yến Kinh nằm ở khu Tây Thành, là vườn thú lớn nhất Trung Quốc. Vào thời Minh là trang viên hoàng gia, thanh sơ cải biến thành hoa viên trong dinh thự riêng của hoàng thân, tám bối tử Phúc Khang An. Người đời thường gọi là hoa viên tam bối tử, khu phía đông được gọi là thiện viên, khu phía tây được gọi là khả viên. Vào năm Thanh Quang Tự năm 32 thì khả viên và thiện viên được hợp nhất vào nhau, siêu tầm thêm một số động vật và được gọi là vạn sinh viên. Khi đó vườn thú là nơi du ngoạn riêng của hoàng gia. Thường dân khó có thể tiến tới gần. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, nơi này mới bắt đầu mở cửa cho người dân vào thăm. Hôm nay không phải là ngày lễ nên trong vườn thú không có nhiều người. Điều này cũng phù hợp với tâm lý của Tần Lạc. Hắn không muốn trong lúc hắn và người nhà đang ngắm nhìn các con vật lại bị người khác vây quanh như những động vật quý hiếm. Tiểu hài tử Bối Bố tính tình trẻ con, khi thấy bất kỳ con vật nào cô bé cũng hỏi tên. Cô bé thích nhất là gấu mào, một loại gấu mà thoạt nhìn thì là con vật to lớn, lông xù. Lâm Hoán Khê ở bên cạnh giúp Tần Lạc và Bối Bối chụp ảnh. Thái độ của mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng ở Yến Kinh hôm nay khá bình thường, gương mặt rạng rỡ, tràn ngập nụ cười, niềm hạnh phúc, trông giống như một người vợ, người mẹ hiền cực kỳ xinh đẹp. Đây là con gì Bối Bối hỏi? Đây là con voi, Tần Lạc trả lời. Đây là con gì? Đây là con khỉ. Con này. Đây là, Tần Lạc suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết đó là con gì, hắn định đi tới xem tấm biển sắt giới thiệu ở cánh cửa sắt. Đây là rái cá. Ngốc nghếch quá đi. Em đã biết sao vẫn hỏi anh. Tần Lạc ôm gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối hỏi. Em không hỏi anh làm sao em biết anh ngốc. Anh không ngốc, chẳng qua anh chưa từng nhìn thấy con vật này mà thôi. Tần Lạc nghiêm túc sửa lại. Tần Lạc có hàng ngàn, hàng vạn người hâm mộ, nhưng điều hắn hy vọng nhất là Bối Bối có thể trở thành người hâm mộ của hắn. Con gái của hắn nhất định phải yêu quý hắn. Được, em hỏi anh một câu nữa, nếu anh trả lời được thì chứng minh anh không ngốc. Được, em hỏi đi, Tần Lạc nói, hắn vô cùng tự tin, một cô bé mấy tuổi đầu thì có thể hỏi vấn đề khó tới mức độ nào đây? Vì sao cổ của hươu cao cổ lại dài như vậy? Bối Bối chỉ vào một con hươu cao cổ đang vươn cổ ăn lá ở cách đó không xa hỏi. Lâm Hoán Khê nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Lạc, nàng cười nghiêng ngả, người run rẩy. Chiếc áo thể thao màu trắng bao lấy bộ ngực cao rung rung từng đợt tạo nên một cảnh tượng rất mê người. Ở trong khu hải dương, Bối Bối chỉ tay vào một con cá đầu nhọn, dáng vẻ kỳ lạ hỏi, ba, đây là cá gì vậy? Khi không có người ngoài, Bối Bối luôn gọi Tần Lạc là ba, Lâm Hoán Khê là mẹ. Khi ở nhà lại gọi là anh và chị, nói chung là cách xưng hô rất hỗn loạn. Đây là cá thầy thuốc, Tần Lạc nói. Cá mà cũng có cá thầy thuốc sao? Bối Bối tò mò hỏi. Có, Tần Lạc ôm Bối Bối để tránh cho cô bé chạm vào những con cá nhỏ đó ngăn cách bởi một lớp thủy tinh nói. Cũng giống như con người, loài cá cũng mắc bệnh, bị thương. Trong đại dương bao la có một số loài cá chuyên sống ở tầng san hô dưới đáy biển và cạnh núi đá. Ở dưới đó tảo biển tươi tốt, nước chảy chậm rất thích hợp mở bệnh viện, rất cần thiết cho những con cá này chữa bệnh miễn phí. Vậy nó chữa bệnh như thế nào? Nó không kê được đơn thuốc mà. Cách chữa bệnh của cá thầy thuốc rất đặc biệt. Nó chuyên làm giải phẫu ngoại khoa. Em cứ nhìn miệng chúng mà xem, có phải chúng cực kỳ sắc nhọn không? Chúng thường dùng cái miệng nhọn của mình để tiêu diệt vi khuẩn ký sinh trùng hay tế bào hoại tử trong vết thương trên người các loài cá mắc bệnh. Kỹ thuật của chúng vô cùng cao minh, những con cá được chúng trị bệnh sẽ hoàn toàn khỏi trong vòng mấy ngày. Diệu thủ hồi xuân, dùng miệng để chữa bệnh. Trong lúc Tần Lạc đang giải thích cho Bối Bối nghe thì một đám cá thầy thuốc xúm lại chữa bệnh cho một con cá sặc sỡ không rõ tên.
chúng xung quanh đang mổ thức ăn trên da con cá đó. A, à, Bối Bối hét to. Trong lúc đó con cá sặc sỡ đó bất ngờ há miệng nuốt chửng một con cá thầy thuốc vẫn đang chữa bệnh cho nó. Tại sao nó lại ăn con cá thầy thuốc? Rất tồi, Bối Bối tức giận trợn trừng mắt nhìn con cá sặc sỡ kia, dáng vẻ như cô bé chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con cá đó. Bởi vì, nó đói, Tần Lạc cảm thán, tình cảnh này thực sự không khác ngoài đời thường bao nhiêu. Con cá sặc sỡ kia là đồ lưu manh, tại sao cá thầy thuốc còn chữa bệnh cho nó? Đây là bản năng của chúng. Bản năng là cái gì? Bối Bối nói, khi nào em lớn lên, em sẽ không chữa bệnh cho người xấu. Tần Lạc vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối cười nói, đúng, anh ủng hộ em, không được chữa bệnh cho người xấu. Không được nói với trẻ con những điều này. Lâm Hoán Khê đứng bên cạnh nói. Tần Lạc cười nói, càng hiểu sớm càng tốt. Chúng ta thường nói, người tốt có phúc nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cứ lấy như tình cảnh của anh bây giờ. Anh cố gắng chiếm được sự ủng hộ của mọi người, danh tiếng hiển hách nhưng vẫn phải vô cùng cẩn thận vì anh không thể biết tới khi nào một con cá lớn mà anh liều mạng chữa bệnh cho lại quay lại cắn anh một cái chí mạng. Tần Lạc nhìn những con cá thầy thuốc đang bận rộn trong tủ thủy tinh nói, thật ra anh và chúng rất giống nhau. Chương 435, chuyện kinh hãi ở khu Hải Dương. Lâm Hoán Khê giơ tay nhận lấy Bối Bối từ Tần Lạc cho cô bé tự do chơi đùa. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi, sao đột nhiên anh lại nói những câu này? Anh có linh cảm nguy hiểm gì hả? Có rất nhiều người ghen ghét, gây hiềm khích với rất nhiều người. Lần này danh tiếng ở trong nước của anh đã lên tới đỉnh điểm thế nhưng điều này cũng chẳng khác nào đặt anh lên một lò lửa. Nếu chỉ cần không cẩn thận một chút là anh sẽ bị một số kẻ cố tình gây chuyện nghiền nát như tương. Tần Lạc cảm thán nói. Lần trước khi hắn về nhà ăn Tết, khi hắn quay lại Yến Kinh, dường như Tần lão gia đã dự cảm được những việc hắn sẽ làm sau này nên đã đặc biệt nhắc nhở hắn một câu như sau, cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật tung rễ. Khi một người đứng trên đỉnh cao danh vọng thì lập tức sẽ mang tới rất nhiều kẻ thù và sự ghen ghét. Từ cổ chí kim đã có vô số chuyện bắn hạ chìm đầu đàn. Một nhân vật anh hùng lẫy lừng bị một người tầm thường ra tay làm hại cũng không phải là chuyện hiếm thấy trong lịch sử. Tần Lạc đương nhiên không bởi vì sự hoành tráng của ngày hôm qua mà kiêu ngạo tự mãn hay ngông cuồng tự cao tự đại. Trong khi ở bên ngoài vẫn đang rầm rộ tuyên truyền cho hắn, ca tụng chiến công vĩ đại của hắn. Ở đâu đó tiếng reo hò vẫn vang lên trong đầu, ngay khi nhiệt huyết vẫn còn đang sôi trào, Tần Lạc lại nhanh chóng hạ nhiệt, tắt di động, tự kiếm một nơi yên tĩnh thư giãn. Bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Sau này sẽ lại xuất hiện đối thủ cùng với kẻ thù như thế nào đây? Tất cả những điều này Tần Lạc không thể không đối mặt, không thể không suy nghĩ đặt câu hỏi. Khi đắc ý không thể quên bản thân, khi thất chí không thể buồn nản, những lời nói này tuy rất đơn giản nhưng có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể làm theo được. Cũng đừng quên, Tần Lạc đang trong lúc thanh danh vang dội, trên người hắn gánh quá nhiều trách nhiệm vì thế mọi người cũng quên mất hắn cũng chỉ là một đứa bé trai lớn tuổi. Nếu như có thể được lựa chọn, liệu anh có nguyện ý làm một người bình thường tiêu dao tự tại không? Lâm Hoán Khê hỏi. Không đâu, Tần Lạc lắc đầu nói. Anh thích cái cảm giác đó. Anh yêu thích cảm giác có thể thay đổi thực tế cũng như thay đổi lịch sử. Vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác. Lâm Hoán Khê nói, cho dù gian khó như nào đi nữa, vẫn còn rất nhiều người nguyện ý một ly không rời theo sát anh, ủng hộ anh. Con mắt của người dân sáng như gương. Bọn họ hiểu rõ ai mới là người hoàn toàn đáng tin cậy. Còn em, Tần Lạc nhìn vào mắt Lâm Hoán Khê hỏi. Em cũng vậy, Lâm Hoán Khê thản nhiên trả lời, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, giọng nói rất bình tĩnh. Cô ấy là Tô Tử, Tần Lạc nói. Em biết, Lâm Hoán Khê gật đầu nói, trên báo cũng có nói về cô ấy. Cô ấy rất đẹp, tình trạng của cô ấy giống như anh. Lâm Hoán Khê không để Tần Lạc giải thích, nàng cắt ngang nói, Bối Bối. Chúng ta đi, qua bên kia xem. Phía trước là khu nuôi cá heo. Nếu như đồng ý trả 200 tệ là có thể đi vào trong ôm cá heo chụp ảnh. Bối Bối rất thích loài động vật có suy nghĩ gần như người này, cô bé muốn đi vời sở cá heo nhưng lại không dám đi vào một mình. Lúc này Tần Lạc với trách nhiệm của người cha, hắn đương nhiên phải làm một việc đáng làm, không thể nhường ai đó đóng vai nhân viên hộ tống. Sau khi nộp tiền, vào trong phòng thay đổi sang bộ đồ lặn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách, T. Bên trong đó có một cô gái huấn luyện. Công việc chính của cô gái này là hướng dẫn khách cùng thuần thục cá heo nếu cá không nghe lời, giúp đỡ khách và cá tiếp xúc với nhau thuận tiện hơn trong việc chụp ảnh.
Cá heo nhìn thấy hai quái vật, một to một nhỏ đột nhiên tiến vào trong hồ thì hoảng sợ bơi tán loạn xung quanh. Cô gái huấn luyện nhanh chóng bơi theo sau rồi chậm rãi vuốt ve nó, lúc này cá heo mới bình tĩnh trở lại. Cô gái huấn luyện vẫy tay với Tần Lạc, Tần Lạc ôm Bối Bối cẩn thận từng ly từng tí tiến tới gần. Lần này con cá heo không vội vã bơi đi mà nó chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ, nó không biết hai quái vật này có ý đồ xấu gì không. Tần Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Bối Bối đặt lên người cá heo. Bối Bối giống như một chú thỏ con giật mình kinh hãi, cô bé ôm chặt lấy người Tần Lạc, nép sát vào ngực hắn. Chú cá heo toét miệng, cười vui vẻ khi nhìn thấy tình cảnh đó. Quái vật kiểu gì vậy, còn nhát gan hơn cả mình. Thế là dường như để ra oai, chú cá heo bơi vòng quanh người Bối Bối, nó còn dùng cái đầu tròn căng của mình đụng vào bụng của Bối Bối. Sắc mặt Bối Bối khẩn trương, bàn tay nhỏ bé, bụ bấm run rẩy vươn ra sờ lên người cá heo. Ngay khi cô bé phát hiện ra chú cá heo không cắn mình mà ngược lại nó còn thân mật liếm tay mình thì cô bé không muốn bỏ tay ra nữa. Thế là trong lúc đó nhà nhiếp ảnh nghiệp sư đứng ở bên ngoài ngăn cách bởi bức tường thủy tinh trong suốt giơ máy ảnh lên chụp lấy hình ảnh đó. Tần Lạc nhìn ra bên ngoài bức tường thủy tinh, hắn vẫy tay với Lâm Hoán Khê. Đột nhiên ánh mắt hắn tập trung vào một điểm, sau đó vội vàng ôm lấy Bối Bối, tiếp theo hắn vung tay đánh mạnh một quyền vào bụng cá heo. Quái vật này mới rồi còn hiền hòa thân thiện trong lúc bất chợt đã đánh mình làm chú cá heo vô cùng kinh sợ. Hơn nữa mặc dù có lực cản của nước biển, lực của cú đấm Tần Lạc yếu đi rất nhiều nhưng do Tần Lạc dốc hết sức ra tay, lực mạnh tựa ngàn cân. Ngay khi quyền đó đánh trúng chú cá heo không ngừng rít lên thảm thiết, giống như đứa trẻ khóc nỉ non trong đêm khuya. Tiếp theo đó chú cá heo giống như loài ruồi bỏ mất đầu, bơi điên cuồng không có phương hướng trong hồ nước. Quấy động nước trong hồ bắn tung tóa như long trời lở đất. Nhân cơ hội đó Tần Lạc ôm Bối Bối vọt lên bờ, hắn vội vã chạy tới phòng thay trang phục để thay quần áo. Này, anh kia đứng lại, anh kia đứng lại. Cô gái huấn luyện quát to, nàng mắng hắn, anh bị thần kinh hả? Tại sao vô duyên vô cớ đánh cá heo? Anh điên rồi sao? Nó có chọc giận anh cái gì đâu? Tần Lạc không phản kích lại mà chỉ áy náy nói, thực sự xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường. Vậy anh hãy bồi thường đi. Bồi thường ngay bây giờ. Lâm Hoán Khê đứng ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong, nàng nhanh chóng chạy tới phòng thay quần áo. Khi nàng nghe thấy lời của cô gái huấn luyện liền rút ngay ví, lấy tất cả tiền mặt trong ví ra đưa cho cô gái và nói, thật sự xin lỗi. Đây là một chút bồi thường của chúng tôi. Nếu như cá heo có vấn đề gì sau này anh ấy sẽ tới thanh toán tất cả các chi phí chữa trị. Nàng vẫn còn chưa nói xong đã bị Tần Lạc vừa mặc xong quần áo kéo chạy ra ngoài. Này, chị nói tất cả chi phí chị chịu, vậy hai người là ai? Số điện thoại của hai người à gì? Cô gái huấn luyện ở phía sau gọi to. Tần Lạc, tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hoán Khê vừa chạy vừa hỏi. Không có chuyện gì, gặp người quen thôi, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê liền không nói gì thêm nữa. Nàng lặng lẽ chạy theo Tần Lạc bởi vì hôm nay ra ngoài đi chơi nên nàng đi một đôi giày thể thao màu trắng nên chạy một lúc vẫn không đau chân. Ngay khi ba người chạy tới nhà để xe, Lâm Hoán Khê ngồi vào trong xe, khởi động chiếc BMW rồi lái ra ngoài thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Bối Bối ngồi dậy từ trong ngực Tần Lạc, cô bé bừng bừng tức giận nói, tại sao anh lại đánh cá heo? Cá heo là con vật tốt. Anh biết, Tần Lạc nói, anh đánh cá heo chỉ vì muốn hăm dọa đuổi người xấu. Lúc trước khi Tần Lạc đứng trong hồ nước quay nhìn, vẫy tay với Lâm Hoán Khê, hắn đã bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc. Khi Tần Lạc và Mễ Tử An bất ngờ bị truy sát bằng súng ở bến tàu đảo Tế Châu ở Hàn Quốc, dù chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí Tần Lạc cũng không nhìn rõ gương mặt của tên sát thủ như thế nào nhưng Tần Lạc nhớ rất rõ ánh mắt không chút cảm xúc, âm u của tên sát thủ đó. Hôm nay hắn lại nhìn thấy đôi mắt giống y như đúc đôi mắt đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt đó Tần Lạc đã lập tức xác định được thân phận của hắn. Lần này Tần Lạc đã nhìn rõ mặt của tên đó. Một gương mặt bình thường của người phương Đông chỉ trong nháy mắt có thể biến mất trong đám đông. Thậm chí Tần Lạc đã quay về Trung Quốc tên sát thủ đó vẫn đuổi theo sau hắn. Ngay khi Tần Lạc nhìn thấy tên sát thủ, hắn ta cũng phát hiện ra ánh mắt Tần Lạc. Hai đôi mắt giao nhau qua bức tường thủy tinh chỉ tích tắc trong một giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tên sát thủ đã đặt tay lên ngực. Tần Lạc biết lớp thủy tinh ở khu hải dương được chế tạo đặc biệt, có lẽ cũng có thể ngăn cản được đạn bắn ra. Bằng không thì có thể sử dụng cá heo như vật chống đạn. Thế nhưng hắn không thể mạo hiểm,
cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hắn không cho phép bất xảy ra bất kỳ thương tổn nào xảy ra với bối bối, thực sự không thể cho phép. Hắn muốn bảo vệ Trung Y, hắn lại càng muốn bảo vệ người phụ nữ của đời mình cùng với cô bé đáng yêu này. Hắn biết lòng dạ của tên sát thủ vô cùng độc ác, hắn biết tên sát thủ này quyết tâm giết chết hắn. Trong thời khắc quan trọng đó, phản ứng của Tần Lạc cực kỳ nhanh nhẹn. Đầu tiên hắn ôm bối bối vào ngực sau đó ra tay đánh cá heo. Có thể nói khi cá heo hoảng sợ nó sẽ quấy đảo nước trong hồ bắn loạn lên, tên sát thủ không nhìn thấy rõ mục tiêu. Hắn và bối bối chỉ có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để thoát hiểm. Ai là người xấu? Bối bối hỏi. Người xấu ở bên ngoài. Bối bối không nhìn thấy. Tần Lạc nói. Cho tới khi Lâm Hoán Khê lái chiếc BMW chạy vào đường phố chính Phần Hoa, nhộn nhịp, Tần Lạc mới yên lòng. Tần Lạc buông bối bối ra nói với Lâm Hoán Khê, em hãy mang bối bối quay về, anh quay lại xem thử một chút. Lâm Hoán Khê liếc nhìn Tần Lạc nói, chúng ta trở về cùng với nhau. Anh muốn xuống xem tình hình thế nào, có một chuyện nhất định anh phải làm thì mới hiểu được. Tần Lạc nói, nếu như hắn không thể giải quyết xong tên sát thủ này, sự an toàn của hắn và người thân của mình không được đảm bảo. Không được, anh nhất định phải quay về cùng với bọn em. Lâm Hoán Khê cố chấp nói. Tần Lạc kinh ngạc nhìn người phụ nữ hắn đang lái xe ở ghế trước, cười nói, được, chúng ta quay về. Đã lâu Tần Lạc không nhìn thấy sự mạnh mẽ như vậy của Lâm Hoán Khê. Trong lúc bất ngờ xảy ra chuyện như vậy nên Tần Lạc cũng không còn tâm trạng mà trêu chọc Lâm Hoán Khê. Tần Lạc thầm hỏi trong lòng, đây chính là phong thái của ngự tỷ sao. Khi quay về biệt thự Lâm gia, bên ngoài cánh cửa vẫn đóng kín có một dãy xe dài đang đậu ở đó, trông giống như bãi đậu xe của một siêu thị cấp cao vậy. Tần Lạc vừa mới xuống xe đã bị một đám người vây quanh, nào là đặt câu hỏi, chụp ảnh, đưa danh thiếp liên tiếp diễn ra làm hắn không biết thế nào mà lần, hoa hết cả mắt. Bối bối nép sát vào người Tần Lạc, cô bé đã nhìn thấy bản thân mình không sao bước đi được liền la lớn, các người tránh ra, cháu muốn đi vệ sinh. Câu la hét của cô bé dường như lại có tác dụng những người đó lập tức tránh ra để lộ một lối đi. Tần Lạc ôm bối bối nhanh chóng chuồn vào trong nhà. Lâm Thanh Nguyên trốn ở trong nhà, uống trà, đọc báo, ông nhìn thấy Tần Lạc quay về liền nói, cháu hãy mau gọi điện cho Thái Bộ trưởng. Ông ấy cho thư ký hậu gọi điện cho ông mấy lần rồi. Chương 436, người hiệp nghĩa vì dân vì nước. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc tới tòa nhà văn phòng của Bộ Y tế gặp Thái Công Dân, ngay khi hắn còn đang đứng ở trước phòng bảo vệ của tòa nhà thì hậu vệ đông bước tới nghênh đón hắn. Tần Lạc tiến lên hai bước cười nói, anh hậu, anh đã nói vị trí, cứ để tôi tự mình đi về. Tại sao anh còn tự mình ra đón thế này? Hậu vệ đông thân mật vỗ vỗ vai Tần Lạc cười nói, lần đầu tiên cậu tới đây. Nếu như tôi không ra đón cậu thì chỉ e cậu tìm cả giờ cũng không thấy. Chúng ta mau vào thôi, Thái Bộ trưởng chờ rất lâu rồi. Hôm nay Bộ trưởng bảo tôi gọi điện thoại cho cậu mấy lần. Thái Bộ trưởng tìm tôi có việc gì không? Tần Lạc hỏi. Cũng không có việc gì quan trọng, Bộ trưởng chỉ muốn tìm cậu tâm sự chút. Hậu vệ đông cười nói. Cậu lập được công lao to lớn như vậy, khi trở về danh tiếng nổi khắp nơi. Sao cậu không đi trả lời phỏng vấn giới truyền thông, không đi gặp người hâm mộ của mình trên truyền hình mà phải trốn đi một chỗ tiêu dao tự tại làm gì hả? Đi chơi vườn thú, Tần Lạc cười nói. Vườn bách thú, hậu vệ đông ngẩn người nói. Thật sự rất thú vị, tôi cũng không nhớ là đã bao nhiêu năm bản thân mình chưa tới đó. Ai, một khi đã gia nhập quan trường thì không còn tự do nữa. Tần Lạc cười. Không nói gì, lúc trước chính Minh Hạo cũng ca thán như vậy, anh ta cảm thấy làm chính trị mất hết tự do, đặc biệt những thư ký như bọn họ, lúc nào cũng phải ở cạnh lãnh đạo của mình, không dám làm đại khái bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nếu bây giờ bảo bọn họ từ bỏ công việc hiện tại thì bản thân họ lại không muốn bỏ. Đây chính là lý do hàng ngày có vô số người chửi mắng nhân viên chính phủ nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu người nộp đơn thi vào ngạch nhân viên chính phủ, lại có mấy ngàn người phát sinh xung đột để tranh đoạt chức vị. Hậu vệ đông dẫn Tần Lạc đi vào một thang máy chuyên dụng, sau đó cả hai đi qua một hành lang vô cùng tĩnh lặng, gần như không nghe thấu ý bất kỳ âm thanh nào rồi mới dừng lại trước cửa của một căn phòng không treo bất kỳ một biển hiệu nào. Sau khi khẽ gõ cửa, hậu vệ đông đẩy cửa bước vào, anh ta đứng ở cửa báo cáo, Bộ trưởng Tần Lạc đã tới. Thái Công Dân ngồi ở bàn làm việc phê duyệt công văn, sau khi nghe hậu vệ đông báo cáo, ông liền nắp bút máy lại, nói, trăm mời. Ngàn gọi mới xuất hiện. Bảo cậu ta vào. Đi. Hậu vệ đông cười, anh ta giơ tay làm động tác mời Tần Lạc bước vào.
Bộ trưởng tìm tôi sao? Tần Lạc cười ha hả đi vào, vẻ mặt như muốn lấy lòng Thái Công Dân. Hắn biết Thái Công Dân tức giận, bản thân hẳn gánh trách nhiệm việc nước ngoài, dựa theo quy tắc công việc sau khi hắn trở về trước tiên hắn phải tới báo cáo tình hình. Công việc, hắn thì ngược lại, điện thoại di động tắt, lãnh đạo cho người tìm không thấy đâu, quả thật điều này cũng hơi quá, cũng may hẳn không phải nhân viên nhà nước. Thế nào, trở thành anh hùng, được nhiều người đón tiếp hơn, có nhiều người hâm mộ hơn một chút là bắt đầu lên mặt sao? Ngay cả điện thoại của ta cũng không muốn nghe sao? Sắc mặt Thái Công Dân vẫn không thay đổi, ông nhìn Tần Lạc hỏi. Đâu dám vậy, điện thoại di động của tôi hết pin, tôi thì coi là anh hùng cái gì cơ chứ? Thái bộ trưởng mới là anh hùng buông rèm, nếu không phải bộ trưởng có con mắt tinh tường đào luyện tôi, nếu không có sự ủng hộ và giúp sức mạnh mẽ của bộ trưởng, nếu không phải bộ trưởng cử tôi tới Hàn Quốc thì có tôi ngày hôm nay không? Tần Lạc vuốt mông ngựa. Sắc mặt Thái Công Dân trở nên hòa hoãn, ông cười, cầm bút máy chỉ Tần Lạc nói, cậu đúng là tên láo cá. Tại sao cậu cũng học được chiêu này hử? Nào lại đây để ta xem vết thương của cậu tiến triển thế nào. Lúc đó ta nhận được điện thoại của bên Hàn Quốc nói cậu bất ngờ bị hung thủ bắn bị thương, trong lòng ta rất nóng vội. Ta thầm nghĩ bao nhiêu năm ta mới tìm ra một bảo bối như cậu, bây giờ cứ thế mất sao. Sau khi ta nghe tin cậu không sao ta mới thở phào nhẹ nhõm ta vội gọi điện thoại bảo cậu quay về. Ngược lại tiểu tử cậu thì sao sau khi quay về cũng không thèm tới chào hỏi một câu, chẳng thấy tung tích đâu cả. Tần Lạc thấy cảm động, Thái Công Dân thực sự cực kỳ quan tâm tới hắn. Tuy nhiên ông cũng gửi gắm hy vọng rất lớn trên người Tần Lạc. Ông hy vọng Tần Lạc hẳn có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện trấn hưng trung y nhưng quả thực bản thân Thái Công Dân đã làm rất nhiều việc cho hắn. Là một bộ trưởng quyền cao chức trọng của đất nước Trung Quốc lại có thể đùng giọng nói quan tâm của một bậc trưởng nói chuyện với hắn, có thể luôn ghi nhớ sự an toàn của hắn trong lòng đây thực sự quả là một chuyện vô cùng hiếm gặp. Bộ trưởng dùng quốc sĩ báo đáp với tôi tất sẽ lấy quốc sĩ báo đáp Tần Lạc nghiêm túc nói. Thái Công Dân cũng nghiêm mặt nói với Tần Lạc, đây cũng là điều cậu xứng đáng được hưởng. Cậu dùng quốc sĩ báo đáp ta mới dùng quốc sĩ đối đãi với cậu. Tất cả thảy những việc đó là do cậu xứng đáng nhận được, không liên quan gì tới ta. Cũng không có liên quan tới bất kỳ ai. Tần Lạc cười nói đây là lời khen ngợi hay nhất. Ta nhận ra một điều sau này ta không thể đẩy tiểu tử cậu lên cao hơn nữa được. Nếu không cậu càng lúc càng kiêu ngạo, ngồi đi. Ta có một số việc muốn thảo luận cùng với cậu. Thái Công Dân bảo Tần Lạc ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nói. Trong lòng hậu vệ đông thầm hâm mộ, trên thực tế Thái Công Dân là một người lãnh đạo rất nghiêm túc. Từ lâu lắm rồi mọi người chỉ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông nhưng hôm nay cách đối xử của ông với Tần Lạc lại hoàn toàn khác hẳn. Nghe cách hai người nói chuyện với nhau hậu vệ đông cảm giác đây không phải là cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo và cấp dưới, mà thật sự giống như cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu với nhau. Càng nghĩ hậu vệ đông càng củng cố quyết tâm sau này phải thiết lập mối quan hệ thân thiết với Tần Lạc. Cậu hãy nói ta nghe xem nào. Rốt cuộc chuyện bị bắn ở Hàn Quốc là như thế nào? Thái Công Dân nhìn Tần Lạc đang ngồi đối diện với mình hỏi. Vì ta đã đắc tội với rất nhiều người Tần Lạc cười gượng trả lời. Ta đã cho người điều tra qua chuyện này. Ta biết buổi tối hôm đó cậu xảy ra xung đột với Ly Sơn Minh chính là người có khả năng ra tay lớn nhất nhưng tạm thời vẫn chưa biết có phải Ly Sơn Minh. Ly Gia đang cùng với chính quyền địa phương đảo Tế Châu đàm phán về vơ cấu du lịch trên đảo Tế Châu. Ngay lúc này bọn họ không thể gây ra chuyện bôi đen hình tượng đảo Tế Châu. Biểu hiện của Ly Sơn Minh cũng không đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn có chút tài năng, nói thế để chứng tỏ rằng hắn ta không phải là người gây ra chuyện đó. Thái Công Dân khẽ nói. Vậy do ai làm? Tần Lạc hỏi vẻ nghi ngờ. Trong thâm tâm hắn cũng nghĩ chuyện này không phải do Ly Sơn Minh. Chẳng qua là hắn không có cách nào xác định rõ vì hắn không thấy có những đối tượng đáng nghi ngờ nào khác. Cho dù là chuyện thanh niên quá khích Hàn Quốc tập kích các thành viên phái đoàn Trung Quốc hay là chuyện ám sát ta đều có cảm giác là có người đứng sau ngầm ra tay sắp đặt nhưng khi ta phái người đi điều tra lại không thu được kết quả gì. Nếu như thực sự có người đứng sau đọa diễn những chuyện này cậu nhất định phải cẩn thận, những kẻ này rất chuyên nghiệp, hơn nữa chúng cũng rất cẩn thận. Cảm ơn Bộ trưởng, tôi sẽ chú ý Tần Lạc nói. Thế nhưng mục tiêu của chúng là gì? Phá hỏng sự phát triển của Trung Y, tiêu diệt hoàn toàn Trung Y. Thái Công Dân lạnh lùng nói. Tôi đã nghe người ta nói qua về nhất môn, nhị phái kia. Cứ mấy năm họ lại phái đệ tử ưu tú nhất của mình hạ sơn. Những đệ tử đó đều không có ngoại lệ, tất cả hoặc thân bại danh liệt hay chết rất thê thảm. Liệu những chuyện đó có liên hệ với bọn chúng không? Rất có thể Thái Công Dân nói.
đây cũng chính là nỗi lo lắng của ta. Hiện tại cậu chính là lá cờ đầu, đại diện của cả nền trung y. Nếu như bọn chúng muốn ra tay, cậu chính là mục tiêu đầu tiên. Liệu đây có phải là một tổ chức không? Tần Lạc hỏi. Thái Công Dân cười gượng nói, là một tổ chức mà cũng có thể rất nhiều tổ chức, một quốc gia mà cũng có thể là đa quốc gia. Tần Lạc, có một số việc chúng ta hiểu rất rõ nhưng lại không thể quang minh chính đại nói ra. Việc xâm lấn văn hóa và kỹ thuật cũng cực kỳ quan trọng như chiến tranh chém giết đối mặt với nhau. Điều khác nhau đây chính là một cuộc chiến không đổ máu nhưng thất bại của bên thua trận cũng tương tự như vậy mà thôi. Tần Lạc cười gượng. Hắn hiểu được đạo lý này, hắn cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác bất đắc dĩ đó. Thấy Tần Lạc không nói gì, Thái Công Dân tiếp tục giải thích, thuốc đông y là báu vật văn hóa của dân tộc Trung Hoa đã có mấy ngàn năm lịch sử, rơi vào tay người châu Âu cũng được mấy trăm năm nay rồi nhưng tới thời khắc này, giây phút chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây, thuốc đông y ở châu Âu đã gặp phải cảnh ngộ bất hạnh, hoặc gần như bị hủy diệt hay chọn lựa phương pháp rút vào hoạt động bí mật. Mấy hôm trước Chủ tịch Hội Y Dược Quốc tế ở là Lâm Quốc Minh gửi tới một bản báo cáo. Trên bản báo cáo đó có viết, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Hiện tại những thuốc đông y ở hết thời hạn đồng loạt không thể chính thức đăng ký được. Bắt đầu từ tháng 4 sang năm những người hành nghề trung y ở châu Âu sẽ rơi vào tình cảnh đó là súng hết đạn, một tình cảnh vô cùng trớ trêu là vẫn hành nghề trung y nhưng không có thuốc đông y. Đây chính là phong tỏa văn hóa, kỹ thuật. Nếu một khi một loại hình văn hóa nghệ thuật không có biện pháp nào lưu thông thì chẳng sớm thì muộn nó cũng bị diệt vong. Tần Lạc quýnh lên, hắn liền hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta không có các mối quan hệ xã hội sao? Thái Công bất giác dĩ thở dài nói dễ như vậy sao? Có rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào các mối quan hệ trong xã hội là có thể giải quyết. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết thì đã không để kéo dài tới tận bây giờ. Tần Lạc, việc nguy hiểm chỉ còn một sớm một chiều, nguy hiểm chỉ còn một sớm một chiều. Tần Lạc cười gượng nói, Bộ trưởng, người cứ nói thẳng ra đi. Bộ trưởng hãy nói mục đích của mình khi nói những điều này với tôi. Thái Công Dân nhìn Tần Lạc nói, hãy nghỉ ngơi mấy ngày rồi sau đó cậu hãy sang châu Âu một chuyến. Tần Lạc bưng chén trà, nhấp một ngụm nói, tại sao tôi có cảm giác như mình là nhân viên cứu hỏa vậy nhỉ? Cứ chỗ nào có lửa là tôi lại phải mải mốt chạy tới đó. Đúng vậy, rất thiệt thòi cho cậu Thái Công Dân áy náy nói, nhưng thực sự ta không tìm ra một cách nào khác tốt hơn. Hơn nữa ta cũng không tìm được người nào thích hợp hơn cậu. Bộ trưởng, xin cứ yên tâm. Trong vòng 3 ngày nữa tôi sẽ lên đường, Tần Lạc nói. Thái Công Dân vỗ vào mờ u bàn tay Tần Lạc nói, cậu không như những kẻ giả nhân giả nghĩa bán nước kia, cậu cũng không sống an nhàn như những người tầm thường nhưng Tần Lạc, cậu phải nhớ kỹ, là một người hiệp nghĩa vì dân vì nước, chúng ta không có cách nào tôn vinh cậu nhưng hậu thế sẽ làm điều này cho cậu. Trong sử sách sẽ ghi lại, có một tiểu tử tên là Tần Lạc, chỉ muốn làm những việc người khác không muốn làm những việc người khác không thể làm. Tài năng không ai sánh kịp, đó chính là anh hùng. Chương 437, nói chung vẫn không kém chút nào. Lại chuẩn bị đi nước ngoài sao? Khi hậu vệ Đông tiễn Tần Lạc đi ra cửa, anh ta dè dặt hỏi. Đúng vậy, tôi trời sinh là mệnh khổ mà, Tần Lạc nhún vai nói. Cậu không cần than vãn. Rất nhiều người khác chỉ muốn ở vào vị trí của cậu mà không có cơ hội. Cậu là một người phi thường, làm những việc phi thường. Bộ trưởng giao những công việc gian khổ này cho cậu chính là bộ trưởng đã rất tin tưởng cậu. Bộ trưởng hiểu cậu có thể làm được. Nói thì dễ dàng như vậy nhưng sự việc lần này thực sự khó khăn, Tần Lạc nói, bản thân tôi lần này không có chí tin tưởng nào. Đã nhiều năm phong tỏa trung y dược, sao tôi có thể tới đó và mở ra một cửa đột phá đây? Tần Lạc cười nói, tôi chỉ là một thầy thuốc, tôi không phải là Tổng thống Hoa Kỳ. Hậu vệ Đông khuyên nhủ, cậu không nên đánh giá thấp bản thân mình. Có lẽ Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa chắc đã làm được những việc cậu đã làm. Tôi và Bộ trưởng cùng có suy nghĩ như nhau, nếu đất nước cầm cử một người sang giải quyết việc đó, cậu chính là đối tượng phù hợp nhất. Đây chính là sùng bái mù quáng, Tần Lạc trêu cợt, ngay cả tiếng nói của bọn họ tôi cũng không biết thì tôi có thể giao tiếp với bọn họ thế nào đây. Cậu cũng không hiểu tiếng Hàn nhưng cậu lại tiếp xúc với bọn họ rất tốt ư. Nếu như bây giờ tiến hành một cuộc tổng điều tra ở Hàn Quốc thì chỉ e trong 10 người sẽ có 9 người hy vọng hắn ăn cơm uống nước chết nghẹt, đi trên đường bị xem cắn chết, hay yêu quá độ mà chết, còn không thì bọn họ hy vọng có cơ hội xông lên quyết đấu với hắn. Cậu vẫn chưa học lái xe sao? Hậu vệ Đông nhìn thấy Tần Lạc đứng ở cổng vẫy taxi liền hỏi. Chưa,
tôi lấy đâu ra thời gian bây giờ? Tần Lạc hỏi ngược lại. Cậu chờ một chút, tôi đi điều xe chở cậu đi hậu vệ đông, vừa nói vừa định gọi điện thoại. Không cần, tôi có thói quen đi xe taxi, Tần Lạc từ chối. Sau khi chào tạm biệt hậu vệ đông, Tần Lạc ngồi vào xe và nói, anh bạn, tới viện an dưỡng Lan Đình. Đi tới đó sao? Không vào trong đó được, người lái xe khó xử nói. Không sao, tôi có bạn bè trong đó. Anh bạn chỉ cần đưa tôi tới cổng là được, Tần Lạc cười nói. Được, người tài xế trả lời rồi lái xe đi. Trại an dưỡng Lan Đình nằm ở chân núi Lan Đình Sơn, là một trại an dưỡng của cán bộ cao cấp. Trại an dưỡng Lan Đình lại nằm trong khu vực đóng quân của quân vương bài quân đoàn thứ 18 ở Yến Kinh, vì vậy nơi đây cũng là một khu vực quân sự. Người bình thường rất khó có thể ra vào khu vực này. Trong trại an dưỡng Lan Đình chủ yếu là cán bộ quân đội cao cấp. Một số cán bộ cao cấp về hưu cũng thích tĩnh dưỡng ở trại Lan Đình. Lăng Tiếu không thuộc về bất kỳ hệ thống có liên quan nào mà cô nàng vẫn có thể tự do vào đó thì cũng đủ để chứng minh Lăng gia rất có thế lực. Ngay khi taxi chạy tới bên ngoài núi Lan Đình đã bị quân đội ở trạm kiểm soát chặn lại. Người tài xế giơ cao tay nói, người anh em, không có cách nào vào trong đó được. Không sao, Tần Lạc thanh toán tiền xe rồi đẩy cửa bước xuống. Tần Lạc đi tới trước mặt một người lính mang súng ở trạm kiểm soát nói, chào anh, tôi tới thăm bạn. Có giấy phép ra vào không? Người lính đó lễ phép hỏi. Cái này, Tần Lạc nói, tạm thời vẫn chưa có. Xin lỗi, nếu không có giấy phép ra vào thì anh không thể vào trong, người lính đó nói. Một chiếc xe Mercedes-Benz thể thao màu bạc đời mới nhất đỗ lại ngay bên cạnh Tần Lạc. Ninh Toái Toái bỏ cặp kính xuống nhìn Tần Lạc cười hỏi, Tần đại ca, làm sao anh tới nhanh vậy? Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Ninh Toái Toái rõ ràng gầy đi khá nhiều, thế nhưng khi nhìn thấy Tần Lạc, Ninh Toái Toái vẫn cố gắng tươi cười. Khi Tần Lạc bất ngờ bị bắn, điện thoại di động của hắn đã mất dưới biển, ngay khi hắn vẫn chưa về nước, Lâm Hoán Khê đã giúp hắn làm lại SIM mới. Số điện thoại di động của một số mối quan hệ bị mấy cùng chiếc điện thoại kia cũng đã được lấy lại. Điện thoại cũng do Lâm Hoán Khê mua cho hắn, một chiếc Nokia N8 đời mới. Loại điện thoại này hoàn toàn điều khiển bằng cảm ứng từ. Tần Lạc cũng không thích hợp với kiểu đó, nhưng một khi đã mua thì hắn vẫn cứ sử dụng. Trước đó Tần Lạc đã gọi điện thoại cho Ninh Toái Toái nên hắn mới biết Lăng Tiếu đã chuyển viện, chuyển từ bệnh viện chi nhánh tới trại an dưỡng Lan Đình. Trại an dưỡng Lan Đình có các thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất trong và ngoài nước. Những y bác sĩ có chuyên môn tốt nhất nên càng có hiệu quả đối với việc trị liệu hồi phục của nàng. Tôi ở gần đây mà, Tần Lạc cười nói. Hắn và Ninh Toái Toái hẹn gặp nhau ở đây, nhưng vì hắn ở gần đây nên đương nhiên hắn đến trước nàng một chút. Ninh Toái Toái lái xe từ trường học tới đây nên đương nhiên chậm hơn một chút. Lên xe đi, tôi đưa anh đi gặp Tiếu Tiếu, Ninh Toái Toái cười nói. Nàng lấy ra một giấy chứng nhận trên mặt có in quốc huy, người lính cầm lấy nhìn qua rồi vẫy tay cho qua. Tình hình bây giờ thế nào? Tần Lạc ngồi bên cạnh Toái Toái nhìn nàng hỏi. Ngay khi anh ra đi thì không có bất kỳ chuyển biến tích cực nào, giọng nói của Ninh Toái Toái trầm trầm. Đã mời rất nhiều chuyên gia tới kiểm tra, cũng xét nghiệm tất cả các chức năng của cơ thể. Tình hình giống như là say rượu vậy, ngủ sâu, bất tỉnh. Bọn họ biết cô ấy bị trúng độc nhưng vấn đề là không biết cô ấy trúng độc gì. Quản Trung Tự đúng là đồ cầm thú, hắn đã hại cả đời Thiếu Thiếu. Sẽ khỏe lại thôi, Tần Lạc khẽ thở dài, an ủi nàng. Trước đây mỗi ngày hắn gặp cô gái này, hắn đều cảm thấy nàng rất dịu dàng, giống như không lo nghĩ gì cả, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện đau buồn gì. Nhưng chuyện xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn đã làm nàng gánh chịu sự đả kích rất lớn. Hơn nữa người bạn thân nhất của nàng vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, làm cho gương mặt nàng như phủ một lớp mây u ám, trông giống như người mới qua cơn bạo bệnh, làm cho người khác có một cảm giác buồn bã. Hay nói cách khác, nàng đã mất đi ánh sáng rực rỡ của mình, bây giờ chỉ là một cái xác không hồn đang di động. Trại an dưỡng Lan Đình dùng phương pháp bảo vệ ngoài chặt, trong lòng. Bên ngoài thì bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng bên trong thì ít bóng dáng quân nhân hay vệ sĩ. Phong cảnh bên núi Lan Đình cực kỳ xinh đẹp, hồ núi đá, dàn hợp sướng cá, côn trùng. Đây chính là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn rất tuyệt vời. Ninh Toái Toái đỗ xe vào bãi đỗ xe của trại an dưỡng. Trong bãi toàn xe xịn, sau đó nàng dẫn Tần Lạc đi xuyên qua một cái cầu mái vòm đi tới một biệt thự nhỏ có kiến trúc châu Âu ở phía sau. Sau khi xuất trình giấy tờ ra vào ở cổng, Ninh Toái Toái dẫn lên lầu 2, tới trước cánh cửa một gian phòng ở hướng đông và nói, Thiếu Thiếu ở trong này. Ninh Toái Toái gõ cửa, một người phụ nữ trung niên,
dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm ra mở cửa. Nhìn thoáng qua tướng mạo của bà cũng thấy bà và Lăng Thiếu Thiếu khá giống nhau. Sắc mặt có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, có thể thấy đã lâu rồi bà chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Toái Toái, cháu đến rồi, người phụ nữ cầm tay Ninh Toái Toái nói, bà ngạc nhiên hỏi, vị tiên sinh này là? Anh ấy là Tần Lạc, là bạn thân của cháu và Tiếu Tiếu. Anh ấy là một thầy thuốc rất giỏi. Anh ấy đến xem bệnh của Tiếu Tiếu, Ninh Toái Toái giải thích. Tần tiên sinh, mời, người phụ nữ trung niên nhìn Tần Lạc nói, nhưng bà không kinh ngạc, vui mừng khi nghe lời giới thiệu của Ninh Toái Toái. Mọi người hy vọng đã nhiều mà thất vọng cũng lắm, bởi vì những lần trước cũng không thấy bất kỳ tiến triển nào nên bây giờ không còn ai có thể làm động lòng hiếu kỳ được nữa. Đây là một căn phòng xa hoa, rộng rãi, khoảng chừng 200 mét vuông. Ở vị trí gần cửa sổ có một cái giường to, Lăng Tiếu Tiếu đang nằm trên giường, cạnh giường là một số thiết bị y tế mới tinh, trên chiếc bàn vuông nhỏ là một số đồ vật lặt vặt. Trong phòng có ghế salon và bàn trà tiếp khách, bên cạnh có nhà bếp riêng, phòng vệ sinh, cả phòng riêng dành cho nhân viên ở lại. Tất cả đều sắp đặt rất chu đáo cho người bệnh cùng thân nhân. Tần Lạc đi tới bên chiếc giường lớn, hắn nhìn Lăng Tiếu Tiếu vẫn đang ngủ say cùng với túi dịch truyền dinh dưỡng. Trong lòng hắn vẫn thầm dâng lên sự thông cảm cùng thương hại. Nàng không làm sai bất kỳ điều gì, vấn đề là nàng chỉ yêu lầm người, nhưng thừa nhận điều này lại gây ra sự đau đớn, khổ sở. Rốt cuộc quản tự hắn muốn làm gì? Tại sao cho tới giây phút cuối cùng hắn vẫn không chịu giao thuốc giải cho Lăng Tiếu Tiếu? Cho dù không có tình yêu thì cũng còn tình cảm khi ở chung với nhau đã lâu chứ? Tần Lạc kéo tay của Lăng Tiếu Tiếu trong chăn ra, sau khi bắt mạch cho nàng liền nói, tôi sẽ dùng ngân châm thủ châm cứu cho cô ấy, xem có thể kích thích huyệt ị để cô ấy tỉnh lại hay không. Tương đương u tương đương. Vương Cửu Cửu mặc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, một chiếc tê, xuất cổ chữ V đang ngồi trên ghế salon đọc báo. Tai nghe gắn trên tai nàng đang cầm một cây tăm. Nàng cắm cây tăm vào một quả anh đào đã rửa sạch trong đĩa trái cấy đưa lên miệng. Cửu Cửu Trương Nghi Y đang đắp mặt nạ dưa chuột, trong tay cầm một hộp kem to ngồi bên cạnh Vương Cửu Cửu lên tiếng gọi. Dường như Vương Cửu Cửu không nghe thấy mẹ mình gọi, nàng vẫn chăm chú đọc tờ báo trong tay mình. Trương Nghi Y tức giận, bà kéo tai nghe trên tai Vương Cửu Cửu xuống nói to, Vương Cửu Cửu. Chuyện gì, mẹ? Vương Cửu Cửu sợ hết hồn. Nàng nhìn chằm chằm người mẹ của mình đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, nói, Trương Nghi Y, mẹ ăn kem mà không yên được sao? Tại sao mẹ lại đột nhiên gào tên con vậy hả? Mẹ không gọi to như vậy con có nghe thất không? Trương Nghi Y quát to, gương mặt co lại, miếng dưa chuột rơi xuống, bà nhặt lên đắp lại lên mặt rồi nói, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Chuyện gì vậy à? Vương Cửu Cửu hỏi lấy lệ rồi lại cúi đầu đọc báo. Con rể của mẹ đã quay về rồi hả? Trương Nghi Y kích động hỏi. Con rể của mẹ, ai là con rể của mẹ? Vương Cửu Cửu sửng sốt hỏi. Ít giả bộ đi, đương nhiên đó là Tần Lạc, nếu không còn có ai khác đủ tư cách làm con rể Trương Nghi Y này. Trương Nghi Y kiêu ngạo nói. Anh ấy thành con rể của mẹ lúc nào? Vương Cửu Cửu khinh khỉnh hỏi. Từ khi bà mẹ này sinh con ra thì nó đã là con rể của mẹ rồi, Trương Nghi Y nói. Rất uy phong, đến mẹ đây nhìn cũng động tâm. Nếu mẹ chưa lập gia đình thì... Thôi được rồi, con gái của mẹ phải lấy chồng, mẹ còn muốn lập gia đình làm gì nữa hả? Vương Cửu Cửu cắt ngang lời bà mẹ của mình. Trương Nghi Y vỗ đùi con gái mình mắng, con có ý gì vậy hả? Con mắng mẹ đã già rồi sao? Mẹ không cho phép nói mẹ già, thật tức chết đi được. Thôi được, vậy lần trước ai nói ngực mình dệ xuống nhỉ? Vương Cửu Cửu nói mà không nhìn mẹ. Trương Nghi Y cố sức ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình rồi nói, sệ xuống mà như thế này sao? Nhìn chung vẫn không kém chút nào. Chương 438, siêu nhân sấm sét, biến hình. Trương Nghi Y, con đã cảnh cáo mẹ, mẹ không được phép nói con ngực lép. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Với tâm trạng bây giờ của nàng nên trong lúc nói nàng đã tiện thể vo tròn tờ báo trong tay lại. Thực tế thì Vương Cửu Cửu cũng không phải là ngực lép. So sánh với các bạn cùng trang lứa thì có khi còn to hơn, nhưng bởi vì vóc dáng nàng cao, chân dài nên khi nhìn thoáng qua đôi nhũ hoa trước ngực nàng quả thật không mấy thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng nếu so với mẹ mình thì quả thực có bé hơn khá nhiều. Nàng vẫn còn là xử nữ, chưa bao giờ trải qua chuyện hoan ái nam nữ, cũng không có được một bộ ngực vĩ đại do dao kéo. Cũng chưa bao giờ được bàn tay của một người đàn ông khám phá, âu yếm. Trẻ trung, e lệ như măng non, như chim câu nho nhỏ. Như thỏ non, nhọn nhọn.
nhưng mẹ nàng Trương Nghi Y thì khác. Bà đã bước vào tuổi trung niên, đã làm mẹ, trải qua chuyện nam nữ, có ưu thế bẩm sinh lại trải qua chăm sóc. Thân hình bà không cao, vóc dáng đẫy đà. Hai nhũ hoa trước ngực giống như hai ngọn đèn ô tô, xe chưa tới, đèn đã chiếu tới, chói mắt làm người khác không thể không trợn mắt. Cũng chính vì như thế mà bà mới thường xuyên châm chọc Vương Cửu Cửu ngực phẳng. Trương Nghi Y thấy bản thân mình đã đánh trúng điểm yếu của Vương Cửu Cửu, bà không khỏi đắc ý nói, mẹ cũng đã nói con không được gọi mẹ là Trương Nghi Y mà con có nghe không? Vậy có người mẹ nào mà nói con gái mình là ngực lép không? Mẹ mà là mẹ đẻ của con sao? Mẹ nhất định không phải là mẹ ruột của con. Có con gái nào gọi thẳng tên mẹ của mình ra không? Con có còn là con gái của mẹ không? Con nhất định không phải là con gái ruột của mẹ. Vương Cửu Cửu ngang ngược nói. Thúi lắm, con chính là con ruột của mẹ. Không có mẹ sinh ra, con có thể trưởng thành như này không? Trương Nghi Y tức giận nói. Vậy bây giờ thế này, con sẽ không gọi mẹ là Trương Nghi Y nữa. Mẹ cũng không được nói con là ngực phẳng nữa. Vương Cửu Cửu dịu giọng thương lượng. Vậy trước tiên hãy gọi mẹ một tiếng. Trương Nghi Y tự cao tự đại nói. Mẹ, hãy gọi lại một lần nữa. Trương Nghi Y vui vẻ nói. Ai? Trương Nghi Y nói, con gái mẹ có ngực to. Mẹ, con gái mẹ có bộ ngực to. Mẹ, con gái mẹ có bộ ngực to. Một lúc sau khi cả thể lực và tinh thần của hai người đã thỏa mãn hoàn toàn, hai mẹ con mới ngừng trò chơi nhàm chán này. Con gái này, chuyện mẹ nói con phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Trương Nghi Y xúc một muỗng kem cho vào miệng nói. Chuyện gì? Vương Cửu Cửu chọn một quả anh đào bỏ vào miệng, sau đó nàng mở lại tờ báo kia và say sưa đọc. Không phải là con rể của mẹ đã trở về hay sao? Hãy dẫn cậu ấy tới gặp mẹ. Trương Nghi Y nói. Mẹ nói thầy Tần hả? Thầy Tần trở thành con rể của mẹ từ lúc nào? Vương Cửu Cửu cười nói, thầy Tần mới trở về, nhất định còn bận rất nhiều việc. Chúng ta không nên làm phiền thầy ấy. Phiền cái rắm, Trương Nghi Y tức giận nói, dù bận mấy thì bận cũng phải tới thăm mẹ vợ cùng bạn gái của mình chứ. Mẹ là mẹ con. Vương Cửu Cửu nói, mẹ nghĩ cái kiểu gì vậy? Con và thầy Tần vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Cửu Cửu khẽ thở dài, nàng thầm nghĩ đúng là mình vẫn còn chậm một bước. Chậm một bước, lỡ cả đời. Cũng may anh ấy nguyện ý thừa nhận trước mặt mọi người có yêu mình. Cuối cùng bao tâm huyết của mình cũng không tan biến theo chiều gió. Liệu đây có phải là phần thưởng an ủi không? Ai bảo không có, chiến địa nguy tình là chuyện gì? Bài diễn thuyết ở trường học là chuyện gì? Trai tài gái sắc là chuyện gì? Chẳng lẽ toàn bộ là dựng chuyện sao? Cái gì, mẹ đang nói bậy bạ cái gì vậy? Vương Cửu Cửu giận dữ nói. Ha ha, tại sao khi ở trong rừng rậm Vân Điền con không nhân cơ hội trói cậu ta lại? Nhiều cơ hội tố vậy. Trương Nghi Y nói vẻ tiếc nuối. Mẹ không muốn nói chuyện nhảm nhí với con nữa. Hôm nay nhất định cậu ta phải tới đây. Trương Nghi Y nói, mẹ có chuyện muốn hỏi Tần Lạc. Vương Cửu Cửu cảnh giác nhìn Trương Nghi Y nói, mẹ đừng làm chuyện rối tung lên. Con và thầy Tần thật sự không có gì. Mẹ nên biết tất cả những chuyện đó đều do con tình nguyện. Thầy Tần. Vương Cửu Cửu trầm tĩnh một lát rồi nàng nói với vẻ khó xử, thầy Tần đã có người yêu rồi. Vì sao vậy? Trương Nghi Y quát to. Khi bà quát to, những miếng dưa chuột dán trên mặt lại rơi xuống, giống như lớp sơn trên tường bong ra từng mảng, rơi lả tả xuống bên dưới. Trương Nghi Y cũng chẳng quan tâm đến điều đó, bà ôm bả vai con gái mình hỏi, vì sao vậy? Cậu ta vì sao lại không yêu con gái ta? Vương Cửu Cửu nổi giận, nàng lách người tránh ra khỏi bàn tay của Trương Nghi Y, lớn tiếng nói, anh ấy vì sao không yêu con ư? Con có cái gì đáng giá để anh ấy thích đây? Đương nhiên là có, con là cô gái rất xinh đẹp hơn những cô gái khác. Nước da của con đẹp, đẹp hơn da những cô gái khác. Mông vỉnh cao, cao hơn so với mông của các cô gái khác. Còn nữa, sau này đảm bảo sau khi con sinh em bé, ngực của con, tuy có hơi nhỏ nhưng do con vẫn còn nhỏ, sau này nhất định sẽ to dần lên. Con còn là con gái của mẹ, mẹ Trương Nghi Y đã sinh ra con. Cậu ta dựa vào cái gì mà không thích con? Một cô gái như con mà không thích, cậu ta thích kiểu con gái nào? Chị ấy cũng rất xinh đẹp. Vương Cửu Cửu nhìn dáng vẻ phẫn nộ của mẹ, đột nhiên tâm trạng của nàng dịu đi rất nhiều. Mẹ nàng chỉ vì bênh vực kẻ yếu mà thôi. Bà là người phụ nữ bất cần phải trái gì cả, ngay từ khi nàng còn nhỏ mẹ nàng đã rất cưng chiều nàng. Chỉ cần nàng đánh nhau với người khác, bất luận là đúng hay sai bà cũng sẽ hung hăng quát mắng cho đối phương một trận. Nhưng mẹ nàng vẫn không hiểu sao,
Tình yêu là chuyện cá nhân giữa hai người. Yêu hoặc không yêu, chọn hay không chọn, không có chuyện bênh vực kẻ yếu. Không có ai tốt hơn con gái của ta, Trương Nghi Y quả quyết, nhất định không cho ai cãi lại. Hai mắt Phương Cửu Cửu đỏ hoe, nàng khẽ gật đầu nói, đó là vì không nhìn xem con do ai sinh ra. Trương Nghi Y ôm con gái vào lòng hỏi, con vẫn thích cậu ta chứ? Thích, Phương Cửu Cửu nói. Con hãy cố gắng nữa lên, Trương Nghi Y nói, cuộc đời rất dài mà cũng rất ngắn. Chúng ta không biết có địa ngục, có luân hồi hay không, kiếp này con từ bỏ, vậy kiếp sau. Con không gặp được cậu ta thì làm sao? Phương Cửu Cửu trong lòng mẹ, sững sờ giây lát khi nghe mẹ nói giỏi nàng lên tiếng, không thể nào. Những câu triết lý trong văn học như vậy mà mẹ cũng nói sao? Thật sự là quá lắm. Đúng vậy đó, Trương Nghi Y đắc ý nói, năm đó mẹ cũng là một tài nữ nổi tiếng phương Bắc. Đàn ông theo đuổi mẹ đông nghìn nghịt như cá giết vượt sông, mãnh thú trong. Dừng. Phương Cửu Cửu cảm thấy sự so sánh này rất kỳ cục, nàng cựa quậy nói, may mắn con là con gái của một tài nữ phương Bắc. Quả thực con không nhận lầm mẹ. Con, Trương Nghi Y cố kìm nén sự xúc động của mình nói, đi. Chúng ta đi bắt cậu ta về đây. Con không biết anh ấy đang ở chỗ nào. Ha ha, vấn đề này làm khó được mẹ sao? Chờ một chút, mẹ gọi điện thoại. Phương Cửu Cửu nằm trên ghế sofa nhìn mẹ đi lấy điện thoại gọi. Nàng thầm nghĩ mình nhất định phải đi gặp Tần Lạc. Đã lâu nàng không gặp Tần Lạc, nàng cực kỳ nhớ mong. Trương Nghi Y cúp điện thoại chạy tới nói, tìm được rồi, cậu ta đang ở trại an dưỡng Lan Đình. Lan Đình, Phương Cửu Cửu sinh ra trong một gia đình quân nhân cao cấp nên đương nhiên nàng biết Lan Đình là gì, anh ấy tới đó làm gì. Mặc kệ nó, con gái, đi thôi. Phương Cửu Cửu ngồi dậy nói, con lên lầu thay quần áo. Quần áo gợi cảm một chút, khi nói chuyện cũng phải lả lơi một chút, Trương Nghi Y ở phía sau hô lên, con cả ngày ăn mặc như mộ ổ bó củi, giấu ngực, giấu mông. Con không cho cậu ta một ít cảm xúc làm sao cậu ta có thể thích con. Mẹ mà là đàn ông mẹ cũng không thích con. Ngay khi chạy tới giữa cầu thang, Vương Cửu Cửu đột nhiên đứng lại, nàng quay người, hoa chân múa tay giống như kiểu dáng siêu nhân sấm sét nói, sóng điện tử giết chết ngươi. Ta cũng vậy, Trương Nghi Y ngồi trên ghế sofa cũng làm kiểu siêu nhân sấm sét nói với con gái mình, sóng điện của ta mạnh hơn, ta giết ngươi. U, huyệt nhân trung là ở điểm giữa mũi và khe môi. Là một huyệt đạo cấp cứu quan trọng. Tại điểm nối 1/3 trên và 2/3 dưới của rãnh nhân trung giữa đáy rãnh, một yếu huyệt cấp cứu hôn mê. Nhân trung là một huyệt lớn của cơ thể cũng là một trong những huyệt đau nhức trong cơ thể. Vì Tần Lạc muốn châm cứu nên hẳn tiến hành vệ sinh trừ độc rồi bắt đầu châm cứu huyệt nhân trung của Tiếu Tiếu. Trước tiên Tần Lạc thử dùng thiêu sơn hỏa của Thái Ất thần châm. Hắn muốn dùng cảm giác nóng rực trong cơ thể kích thích thân thể nàng để xem Lăng Tiếu Tiếu có thể tỉnh lại từ giấc ngủ say hay không. Một luồng khí nhỏ từ ngân châm chậm rãi tiến vào thân thể của Lăng Tiếu Tiếu. Ban đầu là hơi nóng, cùng với việc Tần Lạc tăng sức dần nhiệt độ càng lúc càng cao. Có vẻ như Lăng Tiếu Tiếu cũng cảm giác được hơi nóng này, sắc mặt của nàng hồng lên, trán nàng bắt. Đầu dịn mồ hôi. Cô ấy đã có phản ứng rồi hả, Ninh Toái Toái vui mừng nói. Chưa đâu, Tần Lạc giải thích, đây chỉ là phản ứng bình thường của chức năng cơ thể cô ấy. Cô ấy bỉa lạnh, sợ nóng đổ mồ hôi biết đau đớn nhưng trí não của cô ấy vẫn không có ý thức. Quả nhiên hai mắt Lăng Tiếu Tiếu vẫn nhắm lại cho tới tận khi mồ hôi chảy ra ướt cả tóc mình mà Lăng Tiếu Tiếu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Lạc rút ngân châm, hẳn chọn một cây trường châm. Sau khi tiến hành trừ độc, hẳn lại tiếp tục châm vào huyệt nhân trung của Lăng Tiếu Tiếu. Lần này Tần Lạc sử dụng thủ pháp thấu tâm lương của Thái Ất thần châm. Đúng ra thì thiêu sơn hỏa đã không có hiệu quả gì thì thấu tâm lương cũng sẽ không có hiệu quả gì hết. Bởi vì lúc này Lăng Tiếu Tiếu đang ngủ sâu, thấu tâm lương có tác dụng thúc đẩy, càng làm cho nàng ngủ say hơn. Thế nhưng Lăng Tiếu Tiếu đã như vậy, tại sao lại còn làm tồi tệ hơn? Tần Lạc muốn thử một lần biết đâu sẽ xuất hiện một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Đáng tiếc. Ngoại trừ thân thể Lăng Tiếu Tiếu trở nên mát lạnh, mồ hôi trán của nàng hoàn toàn biến mất thì không có bất kỳ hiệu quả gì. Tần Lạc đón nhận chiếc khăn tay từ tay Ninh Toái Toái, hắn lau mồ hôi và nói, không có tác dụng. Mẹ của Lăng Tiếu Tiếu nghe thấy Tần Lạc thông báo kết quả, một lần nữa mắt bà đỏ ngầu, bà cầm tay con gái mình khóc. Ninh Toái Toái an ủi bà một lát rồi nàng nói với Tần Lạc, chúng ta hãy ra ngoài một lát. Tần Lạc gật đầu đồng ý. Giả sơn. Tượng đá, loại cây lá to không bia tên,
hai bên đường là tán cây và những bông hoa tím đỏ nở bừng. Nước suối trong suốt nhìn thấy đáy cùng với đàn cá tung tăng bơi lội. Đây quả thật là một nơi thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng hai người không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Anh nói xem, tại sao quản tự lại làm như vậy? Ninh Toái Toái đứng lại, nàng quay người nhìn Tần Lạc hỏi. Có lẽ, Tần Lạc nói, hắn muốn trả thù. Trả thù Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu có để hắn thiệt thòi chuyện gì đâu. Ninh Toái Toái phẫn nộ nói. Không phải Tần Lạc lắc đầu nói, hắn báo thù những kẻ điều khiển con người hắn. Chương 439, rồi bỏ. Đương nhiên Ninh Toái Toái không chấp nhận kiểu giải thích của Tần Lạc, nàng nói, dùng sự an toàn tính mạng của Lăng Tiếu Tiếu báo thù những người điều khiển hắn ư. Đây cũng là phương pháp báo thù sao? Tần Lạc cũng có cảm giác suy nghĩ của mình vô cùng khác lạ, nhưng nếu như không phải là thế hắn thật sự không thể tìm được lý do nào khác. Rất nhiều chuyên gia đã thử qua, có phải là tất cả đều không làm Tiếu Tiếu tỉnh lại không? Tần Lạc giơ tay bứt một chiếc lá, hắn nhẹ nhàng xoa xoa trong tay. Đúng vậy, Ninh Toái Toái gật đầu nói, bọn họ đều nói chất độc này rất tiên tiến, bọn họ chưa từng gặp qua, càng chưa nghe nói bao giờ. Trong số đó có không ít chuyên gia có uy tín về lĩnh vực độc dược ở nước ngoài, bọn họ cũng có chung quan điểm đó. Cởi chuông cần người buộc chuông, người có thể giải độc chỉ có thể là người đã nghiên cứu ra loại độc này. Tần Lạc quả quyết, nếu như tôi đoán không sai thì chính những kẻ đứng sau điều khiển quản tự chính là những kẻ chủ mưu nghiên cứu ra chất độc này, vì vậy nó mới không xuất hiện trên thị trường. Sau đó thì sao? Quản tự muốn chúng ta đi tìm chúng. Tần Lạc chăm chú nhìn chiếc lá đã bị hắn vò nát trong tay nói tiếp. Quản tự hiểu rõ rằng phương pháp duy nhất có thể giải được độc dược cho Lăng Tiếu Tiếu chính là đi tìm chính những kẻ chủ mưu đó. Hắn hy vọng chúng ta có thể tìm được những kẻ đó, báo thù cho hắn, vì hắn cũng giống như chúng ta cũng căm thù những kẻ đó. Một khi hắn căm thù những kẻ đó, vậy tại sao hắn vẫn làm việc cho những kẻ đó? Điều này tôi cũng không rõ. Có lẽ hắn có nhược điểm gì đó bị bọn chúng nắm được, hoặc một người quan trọng nào đó, chung quy lại là có lý do. Tần Lạc nói. Làm sao anh biết quản tự làm việc cho kẻ khác, tại sao không phải hắn làm việc cho chính bản thân hắn? Ninh Toái Toái nghi ngờ hỏi. Chính hắn không hề có động cơ, Tần Lạc nói, nếu như hắn làm việc cho chính bản thân hắn thì hắn có lý do gì để giết Lý Lệnh Tây, có lý do gì dùng sự an toàn của Tiếu Tiếu để uy hiếp Lăng vẫn giữ bí mật. Mấy người đều là bạn bè thân thiết nhất của hắn. Ai biết được là trong lòng hắn có coi chúng tôi là bạn bè hay không? Hiển nhiên trong lòng mình Ninh Toái Toái không còn coi quản tự là bạn bè, hắn chỉ lợi dụng chúng tôi mà thôi. Đúng vậy, lợi dụng, nhưng cô có nghĩ tới một chuyện không, tại sao hắn phải lợi dụng mấy người? Tần Lạc hỏi, nếu như hắn cần sự giúp đỡ của mấy người, chẳng lẽ có người từ chối hắn sao? Tuyệt đối không hề, hắn không cần làm một điều cực đoan đó, vậy chỉ có thể có một giải thích, phía sau hắn có người thao túng, hắn không thể không làm như vậy. Hắn chỉ là một quân cờ và mấy người cũng là quân cờ của hắn. Thật là đau lòng, Ninh Toái Toái cười nhạt nói như vậy tôi phải đồng cảm với hắn. Đương nhiên, quản tự đáng hận nhưng những kẻ đứng sau lưng hắn còn đáng hận hơn nhiều. Ninh Toái Toái nhìn thái độ của Tần Lạc hỏi, anh biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai hả? Trước kia tôi thực sự không biết, nhưng sau chuyến đi Hàn Quốc, tôi đã suy nghĩ cẩn thận lại rất nhiều chuyện. Tần Lạc nói, không thể không nói quản tự là một nhân tài hiếm có. Hắn đã chết, có lẽ hắn muốn dùng cái chết để giải thoát cho chính mình. Nếu như hắn không chết thì rất có thể hắn lại phải tiếp tục làm những chuyện người khác khó có thể chấp nhận được, hắn cũng không muốn tiếp tục phục tùng theo sự an bài của số kiếp, vì vậy hắn đã tự tử, nhưng sau khi chết hắn vẫn còn làm thành công một chuyện. Chuyện gì? Hắn đánh cuộc rằng tôi sẽ đi tìm kẻ chủ mưu sau lưng hắn. Tần Lạc nói, quả thực tôi cũng đi tìm bọn chúng. Quản tự không có cách nào trả thù những kẻ chủ mưu sau lưng hắn, vì vậy hắn mới giao cái chết của mình vào tay tôi. Lăng Thiếu, chính là một đầu mối hắn lưu lại. Hắn muốn tôi lần theo đầu mối này truy tìm, một ngày nào đó tôi sẽ đối mặt với những kẻ đó. Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc nói, người không biết thì nghĩ trước khi chết quản tự đã nói cho anh biết những điều này. Hắn là người thông minh nhưng hắn đánh giá tôi còn thông minh hơn. Hắn vốn nghĩ rằng tôi sẽ rất nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo chuyện này, nhưng đáng tiếc tôi đã để hắn thất vọng. Tới tận bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu những chuyện này. Tần Lạc than thở. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy, chỉ có những người kỳ quái như hai người mới có kiểu suy nghĩ như vậy. Cách nói của anh làm tôi có suy nghĩ rằng anh và quản tự là hai kẻ đồng bọn đang hợp tác với nhau. Ninh Toái Toái cười gượng nói, sự việc phức tạp đến mức độ này sao? Xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện.
không ngờ tôi vẫn còn là người xa rời cuộc sống. Tôi tuyệt đối không thể nào quen với cái suy nghĩ âm mưu, lừa gạt như vậy. Thiện là thiện, ác là ác. Tôi vẫn đang thực sự căm hận quản tự, căm hận hắn đã mang tới tất cả tai họa này. Tần Lạc chăm chú nhìn Ninh Toái Toái đang tức giận cau mày lại nói, là sinh viên thì nên ở trong tủ kính, vội vã chạy ra ngoài làm gì. Trên thế giới này có rất nhiều công việc, không ai có thể làm hết được. Âm mưu quỷ kế xung rất nhiều, không ai có thể nhìn thấu tất cả được, vì vậy cô không cần phải nóng vội, cô sẽ có cơ hội tiếp xúc với tất cả những điều này. Tần Lạc Ninh Toái Toái ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Lạc. Ừ, anh là một người rất kỳ quái, Ninh Toái Toái nói. Rất nhiều người cũng nói như vậy, Tần Lạc cười gượng nói. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã cảm thấy anh rất kỳ quái, Ninh Toái Toái nghiêm túc nói, anh còn nhớ tình huống chúng ta gặp mặt lần đầu tiên không? Nhớ rõ, Tần Lạc gật đầu, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua tán lá cây nhìn về ngôi biệt thự Lăng Tiếu Tiếu đang nằm trong đó nói, tôi không cẩn thận va phải mấy người. Lăng Tiếu Tiếu đã mắng tôi là đồ nhà quê. Sắc mặt Ninh Toái Toái như đang hồi tưởng lại quá khứ, nàng giải thích, Tiếu Tiếu chỉ là được gia đình nuông chiều một chút thôi. Thật ra thì cô ấy rất hiền lành. Khi chúng tôi bắt đầu học chung một trường, thời gian đầu mới vào trường, Tiếu Tiếu che giấu thân phận của mình vào ở trong ký túc xá của trường. Cô ấy nói muốn trải nghiệm cuộc sống. Trong phòng có bạn học gia thế cũng khá, luôn luôn chĩa mũi dùi vào Tiếu Tiếu ở khắp nơi bởi vì cô ta không xinh đẹp bằng Tiếu Tiếu. Cô ta luôn khoe khoang những đồ trang sức mới mua trước mặt Tiếu Tiếu. Sau đó Tiếu Tiếu tức giận, cô ấy đi mua một lúc 5 túi sách Louis Vuitton, ngoại trừ cô gái kia, Tiếu Tiếu tặng cho mỗi bạn trong phòng một cái. Bởi vì mọi người trong nhà đều cưng chiều Tiếu Tiếu nên cô ấy có rất nhiều tiền tiêu vặt. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài mua sắm cô ấy đều tranh thanh toán hóa đơn. Cô ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của các bạn mình sau đó lại làm cho người đó kinh ngạc, mừng vui. Hàng năm cô ấy đều đi hiến máu tình nguyện. Trong khoa có bạn nam hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bạn ấy học rất tốt. Cô ấy hỏi nhà trường địa chỉ nhà bạn ấy rồi cô ấy thường xuyên giấu tên gửi tiền giúp đỡ bạn ấy vì không muốn làm tổn thương bạn đó. Sai lầm duy nhất của cô ấy là quá yêu quản tự, ngay từ nhỏ cô ấy đã chết mê chết mệt quản tự. Quả thật lúc đó quản tự rất hấp dẫn, người cao giáo đẹp trai, học tập rất xuất sắc, nụ cười quyến rũ, chơi bóng rổ, đá bóng, chơi đàn dương cầm, viết sách cái gì cũng tốt. Anh ta được xưng là hot boy Yến Kinh, đi tới đâu cũng có một đám con gái bám theo. Nghe vậy Tần Lạc không khỏi có chút chua chát, hắn thầm nghĩ nếu bản thân mình có cơ hội đi học, hắn cũng sẽ có cơ hội được những nữ sinh đó xưng tụng là hot boy Dương Thành. Tần Lạc cẩn thận suy nghĩ một lát, hắn nhận ra bản thân hắn không chơi được bóng rổ, không biết đá bóng, không biết đánh dương cầm, ngoại trừ việc trông cũng khá đẹp trai thì gần như hắn không còn kỹ năng huyền diệu nào để khoe khoang nữa. Vì vậy hắn cảm thấy cái danh xưng hot boy thật ra cũng chẳng có gì thú vị lắm. Tất cả cũng chỉ là do một số thiếu nữ đang ở vào độ tuổi trưởng thành thổi phồng lên mà thôi. Nhưng danh hiệu Dương Thành Tam Tú lại rất có uy danh bởi vì đây là do những người rất có thân phận, địa vị hay những nhà kinh doanh, người trưởng thành có suy nghĩ chính chắn bình chọn ra. Cô ấy chỉ có vấn đề là yêu lầm một người đàn ông mà thôi. Liệu có mấy người con gái ngay từ lần đầu tiên lựa chọn đã chọn chính xác? Thế nhưng điều này sai ở đâu? Sai ở đâu? Tại sao lại hại bản thân mình hôn mê bất tỉnh, sống không ra sống, chết không ra chết thế này? Ninh Toái Toái ngồi xổm khóc thút thít. Tần Lạc muốn an ủi nàng mấy câu nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại, không nói được lời nào. Trong lúc Ninh Toái Toái đang khóc lóc thương tâm, Tần Lạc đang đứng ngây ngô không biết làm gì thì sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Hay, rất hay, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Người đàn ông đó đi xuyên qua hàng cây tới trước mặt Ninh Toái Toái và Tần Lạc. Hắn ta đưa mắt nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của Ninh Toái Toái rồi lại chuyển ánh mắt sang người Tần Lạc và nói. Thật không ngờ mày còn có tố chất của một gã tiểu bạch kiểm. Lôi Diệu Dương, anh quá đáng rồi đó, Ninh Toái Toái tức giận nói. Lời nói của hắn ta không chỉ có sỉ nhục Tần Lạc mà còn sỉ nhục ngay cả nàng. Lôi Diệu Dương, Tần Lạc cười chăm chú đánh giá gã này. Đây chính là người đã phát sinh xung đột với hắn trên chuyến bay từ Seoul về Yến Kinh. Chính hắn ta đã hỏi Tần Lạc có biết bay hay không. Hắn ta muốn mua máy bay để người ta đẩy Tần Lạc ra ngoài bay lượn như chim. Gã điên bạch tàn phổ khi so với gã này thì quả thực vẫn còn coi như là một người tốt, mềm mỏng, biết tuân thủ hơn nhiều. Đàn ông của cô hả? Lôi Diệu Dương không để ý đến Tần Lạc, hắn ta nhìn Ninh Toái Toái hỏi, chứng tỏ hai người này quen biết nhau. Bạn của tôi, Ninh Toái Toái nói. Lôi Diệu Dương gật đầu nói,
khi chúng tôi cùng ở trên một chuyến bay, gã này đã ôm một cô gái đi vệ sinh. Quả thật anh cũng giúp một cô gái đoạt lại toilet mà Tần Lạc nói. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói, tao biết rõ mày, mày chính là một thầy thuốc, chỉ có chút danh tiếng mà thôi nhưng thế thì đã sao nào. Nếu không phải có gia thế là loại nhà giàu mới nổi thì mày không thể lên mặt như vậy. Nếu như không có Ninh Toái Toái giúp đỡ thì mày căn bản không thể vào được Lan Đình. Tao cũng biết rõ mày, mày chính là loài ruồi bọ. Ngoại trừ mày suốt ngày vo ve khiến cho người khác chán ghét còn thì mày không có bất kỳ khả năng gây thương tổn cho người khác. Lôi Diệu Dương khẽ gật đầu nói, tao đã nói sẽ có một ngày mày sẽ quỳ dập trên mặt đất cầu xin tao. Tần Lạc đối chọi gay gắt, thật trùng hợp, tao cũng nói thế. Lôi Diệu Dương vỗ vỗ tay, lập tức có mấy gã đàn ông mặc đồ đen uy phong lẫm liệt xuất hiện làm thành vòng vây hình chữ U, vây hai người Tần Lạc vào giữa. Lôi Diệu Dương đắc ý nói, một là quỳ xuống cầu xin tao. Hai là tao cho người làm gỏi mày. Chương 440, Tiểu Bạch Kiểm phản kích. Tần Lạc nhìn bốn gã vệ sĩ áo đen phía sau Lôi Diệu Dương, sắc mặt hắn một mực như đang trầm tư điều gì đó. Chỉ cần nhìn qua, Tần Lạc cũng biết bốn gã này đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Cho dù bỏ qua dáng người cao lớn cùng thân thể cường tráng, chỉ cần quan sát sự di chuyển nhẹ nhàng cùng với cách thức di chuyển của mấy người thì có thể nhận ra. Đương nhiên Tần Lạc không chú ý tới khả năng võ nghệ của mấy người này mà hắn chú ý tới lý do xuất hiện của họ. Tại sao mấy người này lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Đây chính là Lan Đình. Lan Đình là chỗ nào? Đây là trại an dưỡng cao cấp do bên quân sự quản lý, là chỗ để các cán bộ quân sự cao cấp tu thân dưỡng tính, an dưỡng tuổi già. Mặc dù trong này phần lớn là những ông già về hưu nhưng bên quân đội cực kỳ coi trọng những người đã ẩn cư, từ quan cáo lão này. Không một ai dám xem nhẹ năng lực của bọn họ. Vậy vì sao Lôi Diệu Dương lại dám làm bừa bãi ở đây? Tại sao hắn ta lại dám ra tay ở một chỗ vô cùng nhạy cảm này? Thoạt nhìn Lôi Diệu Dương có chút ngốc nghếch, hắn ta cũng hoàn toàn không phải là người đáng tin nhưng hắn ta tuyệt đối không phải kẻ ngu. Có bao nhiêu kẻ ngu ngốc xuất hiện ở những gia tộc hiển hách? Nếu thật sự những người đó xuất hiện, nói không chừng họ đã bị người nhà mình cất giấu hay giết chết hết rồi. Bọn họ không thể để cho gia tộc mất mặt, càng không thể để cho kẻ thù lợi dụng công kích sỉ nhục. Một khi muốn cho gia tộc đời đời hiển hách, vinh quang thì tốt nhất là không được để cho kẻ thù của mình nắm được nhiều nhược điểm của mình. Nhìn thấy Tần Lạc trầm ngâm nửa ngày không nói gì, chỉ ngắm đi ngắm lại những vệ sĩ vây xung quanh hắn, Lôi Diệu Dương đắc ý nói, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một là quỳ xuống xin tao tha thứ, hay là muốn tao cho người ném mày ra ngoài? Trong hai cách, cách thứ nhất tốt hơn. Nếu tao là mày tao nhất định sẽ chọn cách đó, cho dù có thể rất khó khăn khi mày làm điều này trước mặt con gái. Dù sao mày cũng không có khả năng thể hiện thực lực của mày, thể hiện khí phách của mày. Lôi Diệu Dương, anh muốn làm gì? Anh không được làm bậy. Ninh Toái Toái đứng chắn phía trước Tần Lạc, tức giận nói. Ninh Toái Toái, ở đây không có chuyện của cô. Lôi Diệu Dương nhìn Ninh Toái Toái nói. Anh ấy là bạn của tôi, dĩ nhiên có quan hệ với tôi. Ninh Toái Toái nói không chút e ngại. Ninh Toái Toái, cô phải biết rõ cô không thể bảo vệ nó. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói, đúng là Ninh gia các người có chút tiền bạc. Cha cô, Ninh Chí Viễn cũng là một người có danh tiếng, hội trưởng thương hội Tấn Thương cũng có chút danh tiếng trong giới tài chính, cũng được một số người tôn trọng. Tôi tin rằng nếu nói về tiền thì 100 tỷ cho tới vài trăm tỷ cũng không thành vấn đề thế nhưng đây là Trung Quốc, ở Lan Đình có một số việc không phải có tiền là có thể giải quyết được. Có tiền thì sao nào? Nếu như không có người Lăng gia ra mặt, cô có thể vào trong Lan Đình này không? Quả thật trên thế giới này nếu như có thể dùng tiền để giải quyết sự việc thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu như ngay cả tiền cũng không thể giải quyết được thì đó chính là vấn đề về quyền lực. Ninh gia xuất thân là thương nhân, quả thật Ninh gia không cần lo lắng về tiền bạc thế nhưng nói về thế lực trong giới chính trị thì lại vô cùng kém cỏi. Có tiền chỉ có thể có được một số quyền lực nhất định nhưng bạn hiểu rằng những quyền lực đó là do người khác mang tới cho bạn. Bọn họ mang tới cho bạn thì bọn họ cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ninh Toái Toái biết Lôi Diêu Dương nói sự thật, với thực lực của nàng quả thật không thể bảo vệ được Tần Lạc. Hơn nữa nàng nghe quản tự nói Lôi Diêu Dương này quả thực có thực lực nhất định trong giới quân đội. Cho dù ngay cả Lăng Vẫn đến đây cũng không thể ngăn cản hắn ta. Nhưng có nhiều chuyện không phải là không bao giờ có thể làm được. Bảo nàng trơ mắt nhìn Tần Lạc bị đánh, bị sỉ nhục thì nàng tuyệt đối không bao giờ làm được. Tôi thừa nhận anh nói rất đúng nhưng Tần Lạc là do tôi dẫn vào đây.
Tôi nhất định phải dẫn anh ấy đi ra ngoài. Ninh Toái Toái cố chấp nói, anh muốn ném anh ấy ra ngoài thì hãy ném cả tôi. Chúng tôi cùng tới đây thì chúng tôi cũng cùng ra. Lôi Diệu Dương lắc đầu thở dài, mọi người đều nói, thương nhân lanh lợi, nhạy bén, coi trọng lợi ích nhưng xem ra con gái của Ninh Chí Viễn lại không ra cái gì, ngược lại không hơn gì đám nông dân hủ lậu. Các người khinh thường, chúng ta vẫn cứ kiên trì, cha tôi sẽ tự hào về tôi. Ninh Toái Toái tức giận nói. Nàng rất ghét người nào đó châm chọc cha mình. Không sai, những lời này rất hay. Chỉ dựa vào sự kiên trì của cô, tôi nhất định sẽ không làm khó cô. Lôi Diệu Dương nói. Hắn quay mặt nhìn Tần Lạc nói, tao nghe nói mày là đệ nhất tiểu bạch kiểm ở thủ đô. Tao thực sự không tin. Mày hãy nhìn mày xem, mày có khí chất nào của tiểu bạch kiểm. Cái quan trọng nhất của tiểu bạch kiểm là gương mặt. Bọn nó phải có gương mặt đẹp đúng không? Mày có cái gì? Thế nào? Tại sao vào lúc này mày vẫn chọn cách để một cô gái đứng chắn, bảo vệ trước mặt mày? Sao mày lại giống như con rùa đen sợ hãi khiếp nhược làm người khác phải khinh bỉ chê cười? Nếu tao là mày tao sẽ dứt khoát tiến lên trước để bọn tao quẳng mày ra ngoài là xong. Tần Lạc cười nói, tao suy nghĩ cẩn thận thì thấy hình như tao chưa bao giờ cần phụ nữ bảo vệ vượt qua chuyện khó khăn thì phải. Liệu có phải mày đã nhìn nhầm người không? Thật vậy sao? Nếu nói vậy thì lời đồn đãi không chính xác hả? Một khi đã vậy, hôm nay mày có dám đứng trước mặt phụ nữ hay không? Lôi Diệu Dương cố ý dùng chiêu khích tướng với Tần Lạc. Cái này có gì mà không dám? Tần Lạc cười nói, lồng ngực của đàn ông bằng phẳng hơn, dày rộng hơn so với của phụ nữ nên đương nhiên phải đứng trước che chắn mưa gió cho phụ nữ. Đây là bản năng tự nhiên của đàn ông. Trong khi nói Tần Lạc sải bước lên trước đứng chắn trước mặt Ninh Toái Toái. Ninh Toái Toái lo lắng Tần Lạc gặp nguy hiểm, nàng đang định tiến lên chắn trước mặt Tần Lạc thì Tần Lạc đã giữ tay nàng lại. Hãy để tôi đứng trước. Tần Lạc nhìn vào ánh mắt trong sáng nhưng xen lẫn sự lo lắng của Ninh Toái Toái, nhẹ nhàng nói. Lập tức Ninh Toái Toái bình tĩnh trở lại, nàng giống như một đứa trẻ biết nghe lời, đứng yên sau lưng Tần Lạc. Thôi được, một khi nó đã chọn vậy hãy quẳng nó ra ngoài. Lôi Diệu Dương ra lệnh cho những vệ sĩ áo đen kia. Lôi Diệu Dương nhìn Tần Lạc nói, tao rất bội phục sự dũng cảm của mày, tao cũng thương hại cho sự ngu ngốc của mày. Tần Lạc lắc đầu cười nói, mày đúng là loại ruồi bỏ. Mày chỉ biết nói nhảm, lúc nào cũng vo ve, mãi mà vẫn không ra tay. Ra tay. Sắc mặt Lôi Diệu Dương âm trầm, hắn ta phất tay nói. Hai gã áo đen đứng sau lưng Tần Lạc Red Eye trước tiên. Hai chân của chúng di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, mũi chân chạm đất, hơi với chạm đất đã lập tức di chuyển tới một vị trí khác. Đây chính là phương pháp di chuyển của bên bộ đội đặc chủng, nhanh nhẹn, tốc độ mà vẫn không phát ra tiếng động lớn. Nếu như toàn bộ bàn chân thực sự đặt xuống đất thì sẽ tạo ra một cảm giác mặt đất đang bị một lực mạnh đè lên, phương hướng tấn công rất dễ dàng bị phát hiện ra. Càng nhìn Tần Lạc càng khẳng định mấy người này là vệ sĩ riêng của một nhân vật cốp nào đó hay chính bản thân mấy người này là đội viên của liên đội giao nhọn. Trong lòng Tần Lạc thầm than thở, để những người như này đi làm mấy chuyện nhàm chán này quả thực là rất lãng phí tài năng. Phản ứng của Tần Lạc cũng rất nhanh nhẹn, thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước, lui về đúng vị trí hắn đứng trước đó, ngay sau lưng Ninh Toái Toái. Như vậy khi đối phương công kích từ sau lưng sẽ không thể nào gây ra ngộ thương cho một người không có năng lực tự bảo vệ mình như Ninh Toái Toái. Gã vệ sĩ áo đen bên trái đánh ra một quyền, khí thế như cầu vồng, uy lực như gió cấp 9. Đây chính là thuật bác đấu điển hình trong quân đội, một quyền này của gã đánh vào vị trí sau gáy của Tần Lạc. Có thể bình tâm nói rằng một quyền này đánh ra không đánh chết kẻ thù, nó sẽ chỉ làm Tần Lạc ngất xỉu sau đó hắn phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể hồi phục. Nói chung mấy người này vẫn còn kiêng kỵ, không dám đánh chết người ngay trong trại an dưỡng này. Trong khi một gã đồng bọn của gã lại đánh ra một chiêu cầm nã thủ, hai tay gã như ưng chảo. Một chiêu đó linh hoạt, biến hóa khôn lường. Định bắt bả vai Tần Lạc, như vậy gã coi như hỗ trợ đồng bạn của mình công kích. Một người khống chế, một người công kích, phối hợp rất hoàn hảo. Công thủ vẹn toàn, không để cho Tần Lạc có cơ hội phản kích hay chạy trốn. Đáng tiếc bọn chúng đã quá khinh thường Tần Lạc. Tần Lạc lại lui về phía sau, đột nhiên trong lúc đó hai chân cử động. Đầu gối hắn khẽ cong lại, cả người hắn giống như một cánh cung căng dây ngay sau đó cả người hắn vọt lên cao, càng lúc càng lên cao. Chiêu thức này đánh ra cực nhanh, không ai kịp nhận ra. Ngay khi thân hình Tần Lạc đang ở trên không trung, thân hình đang cong lại của hắn duỗi ra, giống như đại bàng dương cánh, như diều gặp gió. Sau đó,
Trong lúc hai gã vệ sĩ kia bối rối chưa kịp thu thế lại thì Tần Lạc đã rơi xuống ngay sau lưng chúng. Hai chân Tần Lạc đá vào mông của hai gã. Hai gã kêu lên hự một tiếng nặng nề rồi cả hai loạng choạng té ngã xuống đất. Tuyệt học của Long Tức, Diêu Hâu Thức. Đây chính là chiêu thức Ly đặc biệt dạy cho Tần Lạc dùng vào thời khắc nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của mình. Vì chiêu thức này có độ khó rất cao, khó học, khó tinh thông, khả năng thất bại cũng rất lớn nên từ trước đến giờ Tần Lạc không dám sử dụng. Những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì hắn vẫn lén tập luyện. Hắn hoàn toàn không ngờ lần đầu tiên sử dụng chống lại người khác, hắn lại sử dụng hoàn mỹ như vậy. Hoàn hảo. Hai gã vệ sĩ da dày thịt béo, một cước của Tần Lạc cũng không làm chúng mất sức chiến đấu. Cả hai gã đều tự bật người dậy tới đứng chung một chỗ với hai gã vệ sĩ còn lại. Lần này bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Quả thật bọn chúng có chút khinh địch. Nụ cười của Lôi Diệu Dương cứng đơ, bộ dáng hắn lúc này giống như con chó cụp đuôi. Hắn ta nâng kính lên theo thói quen. Quả thực hắn không thể tin vào những việc xảy ra trước mắt mình. Thế nào, bất ngờ hả? Tần Lạc nhìn vẻ mặt khó có thể chấp nhận sự thật của Lôi Diệu Dương cười nói, bây giờ đã hiểu rõ chưa? Tiểu Bạch Kiểm cũng không phải không làm được như vậy, không chỉ có một gương mặt đẹp. Khi phụ nữ gặp nguy hiểm còn có thể đứng ra bênh vực như những người đàn ông khác. Hơn nữa tao còn quên chưa nói cho mày một việc, Tần Lạc cười nói, Tiểu Bạch Kiểm đánh người cũng đau lắm đó. Lần này Tần Lạc chủ động đánh ra. Thân hình Tần Lạc cong lại, giống như ác hổ hạ sơn đánh về phía mấy tên vệ sĩ áo đen đứng chắn trước người Lôi Diệu Dương. Thực sự trong lòng Tần Lạc vô cùng hận gã Lôi Diệu Dương này. Dám chửi mình là Tiểu Bạch Kiểm sao? Đúng vậy. Tao thừa nhận mặt tao hơi trắng. Nhưng mày chưa bao giờ gặp qua những Tiểu Bạch Kiểm dũng mãnh như tao sao? Chương 441, việc xấu trong nhà. Biệt thự nhỏ, cửa sổ mở tung. Ánh sáng rực rỡ giống như thủy ngân ùa vào trong, những đồ đạc làm bằng gỗ trong nhà ánh lên một màu sáng trắng, chiếu rọi vào gương mặt của một thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, có cảm giác như một khối lập thể, tinh thần dồi dào, cực kỳ thần thái. Người thanh niên này tuổi chừng 23, 24 tuổi. Tướng mạo của anh ta còn trẻ hơn so với tuổi. Sắc mặt anh ta tái nhợt, gương mặt góc cạnh, sáng sủa, gầy yếu. Xem ra anh ta có vẻ như là một mỹ nam tử đang bị bệnh. Mái tóc anh ta rối bời, mặc một bộ quần áo ngủ kẻ, màu xanh lam. Đôi chân trần đứng trên tấm thảm đỏ dày cộm. Anh ta trông giống như một con quỷ lười vừa mới ở trong chăn chui ra. Ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn vào tán lá cây dày đặc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trước mắt anh ta chỉ hiện ra tán lá cây tươi tốt cùng với phảng phất như đình đài, lầu các đủ các loại, những tảng đá lớn đủ các hình thù kỳ quái nhưng trong mắt anh ta vẫn hiện lên khát vọng mong đợi vô bờ. Có vẻ như anh ta đang nóng lòng chờ đợi kết quả của sự việc nào đó. Thái tử, có cần tôi ra ngoài đó xem một chút không? Một người đàn ông đeo kính đứng sau lưng anh ta lên tiếng hỏi. Người đàn ông đeo kính sau lưng vẫn còn trẻ, dáng người gầy khọm. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen. Chất lượng, kiểu dáng của bộ vest rất chuẩn nhưng chẳng qua khi hắn ta mặc vào người thì không hiểu sao lại trông giống như một mảng vải bọc bên ngoài một bộ xương khô. Xem ra đã bắt đầu động thủ rồi, một người béo mập khác lên tiếng. Người này rất béo, thân hình hắn ta cao chưa tới 1m7 mà đã cân nặng gần 100kg. Hắn ta ngồi trông như một núi thịt nhưng trong tay hắn ta vẫn đang cầm một đĩa thịt lớn. Trong đĩa có đầy thịt nướng mềm, giòn, không biết đó là thịt gì. Hắn ta đang nhồm nhoàm nhai thịt vừa nói đến sủi bọt mép. Hắn ta ăn tới khi thịt trong đĩa hết sạch sành xanh, lại cầm một miếng đùi lên gặm. Hai người hãy đoán xem ai sẽ thắng. Người thanh niên được gọi là thái tử đó lên tiếng hỏi. Sắc mặt anh ta vô cùng trong sáng, một nụ cười tươi. Cho dù là một người đàn ông nhìn thấy nụ cười đó, suy nghĩ đầu tiên là rất đẹp. Nếu như là một cô gái nhất định cô ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Dù đội đột kích lợi kiếm đang có danh tiếng trong bộ đội đặc chủng của đất nước, trên thế giới có thể xếp trong top 100 nhưng hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Long Tức. Đối phó với mấy người kia dường như không có vấn đề gì, người đàn ông béo mập lau mỡ trên miệng rồi cười ha hả nói. Nói như vậy thì Lôi Diệu Dương sẽ gặp bi kịch rồi, người đàn ông gầy hả hê nói, tiểu tử này suốt ngày ở chỗ thái tử cầu cạnh, hôm nay sai hắn đi làm một việc kia nhưng là làm bia đỡ đạn rồi. Hừ. Nằm bên ngoài dựa vào một cánh cửa nào đó. Nếu như cả đời không có kỳ ngộ thì cũng chỉ như con chó canh cửa. Nhưng nếu có thể đánh một trận đẩy cánh cửa ra thì khi đó hắn đã lãi lớn. Gã mập phản đối. Lần đánh nhau này của hắn vẫn đáng giá.
ít nhất có thể làm cho những lão gia hỏa kia nhận ra gã thanh niên mà bọn họ lựa chọn tính tình bừa bãi như thế nào. Ánh nắng chiếu thẳng vào làm hai mắt gã thanh niên nheo lại, anh ta cười nói, lần lập công ở Vân Điền dù hắn không có bất cứ biểu hiện nào nhưng phần vinh dự này không thể thiếu hắn. Còn nhà đầu vương gia kia cũng rất có ý tứ với hắn. Mấy lão già bên vương gia cũng rất xem trọng hắn. Bọn họ chuẩn bị mời hắn tới dự bữa cơm thân mật gia đình. Nếu để cho bọn họ biết Lôi Diệu Dương bị hắn đánh vậy bữa cơm đó bọn họ còn mời nữa không? Ha ha, Thái tử Anh Minh gã béo vuốt mông ngựa một cách thô thiển, tuy trước nay vương gia không coi Lôi Diệu Dương là một người có tài nhưng dù sao thì hắn vẫn là người của vương gia, trong người hắn đang chảy dòng máu vương gia. Người của vương gia bị đánh mà không lên tiếng thì sẽ không phải cách hành xử của vương gia. Cho dù bọn họ không quan tâm, giả vờ như không biết chuyện này thì trong thâm tâm bọn họ suy nghĩ về gã Tần Lạc này cũng sẽ thay đổi. Ai, thật sự quá cao minh, bọn họ sẽ phải đau đầu một phen. Ăn thịt thôi. Gã béo mập nói xong lại cúi đầu ăn tiếp. Điều tôi thấy kỳ quái là tại sao thái tử lại có hứng thú với hắn. Hắn và hệ thống của chúng ta không có liên quan gì với nhau, gã gầy nghi ngờ hỏi. Thái tử lắc đầu nói, người đều nói hai người các ngươi ông hầm ông hừ đều là phụ tá đắc lực của ta, ông hầm ông hừ, ông hanh ông cáp, hai thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm, nhưng bây giờ sự thông minh và tính cảnh giác của hai người đã bắt đầu thoái hóa rồi. Chẳng lẽ hai người chưa nghe thấy sự kiện đồng tước thai sao? Hắn chỉ vì ra mặt giúp đỡ một người anh em ở Dương Thành mà hắn đã tát Bạch Tàn Phổ. Ngay cả khi Bạch Phá Cục ra mặt cũng không thể làm gì hắn. Chuyện này tôi có nghe qua, gã béo mập đột nhiên nói, thế nhưng tôi vẫn không hiểu là chuyện này có liên quan gì tới bên quân đội chúng ta. Huynh đệ Bạch gia dễ đối phó vậy sao? Các người có biết vì sao hắn có thể bình yên vô sự ra về không? Nghe nói hắn đã xuất ra thẻ bài của Long Tức. Không sai, có thẻ bài của người sáng tạo ra Long Tức. Ha ha, rất khá. Tôi rất kỳ quái là tại sao hắn lại có tấm thẻ bài Long Tức đó. Vì hắn là đồ đệ của Long Vương. Hắn chữa bệnh cho Long Vương. Gã đàn ông gầy nói, thái tử, lo lắng điều này liệu có thừa không? Long Vương đã mất thế lực nhiều năm rồi, mặc dù các bậc trưởng bối vẫn coi trọng ông ta, vẫn muốn chữa bệnh cho ông ta nhưng loại chứng bệnh nan y này có thể dễ dàng chữa trị như vậy sao? Nhất định ông ta sẽ chết sau 2 năm nữa. Nếu được như vậy thì quả thật rất tốt, thái tử cười. Ngón tay anh ta gõ vào từng cái chấn song cửa một, theo tin tức rất đáng tin cậy, Long Vương sắp sửa bình phục. Tuyệt đối không có năng, gã mập đang nhai một miếng thịt to trong miệng vội nuốt rồi nói, tôi đã đi hỏi người ta. Đây là bệnh nan y, chỉ 2 năm nữa là ông ta xong đời. Thật vậy sao? Gã gầy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thái tử nói, hơn nữa chính là do hắn chữa trị. Hơn nữa với thói quen bao che cho con của Long Vương. Các người nói xem sau này ta là thái tử hay hắn sẽ là thái tử. Sau này chính ta tát vào mặt hắn hay hắn sẽ tát vào mặt ta. Huống chi hắn thích phụ nữ, ta cũng thích phụ nữ, thái tử cười ngượng ngùng nói, đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh có thể để cho một người ngoài hái mất sao? Tương đương u tương đương. Nếu bọn chúng đã không sợ dám gây chuyện ở đây, Tần Lạc cũng không còn giữ kẽ nữa. Cho dù trời có sập xuồng cũng phải giữ thể diện của mình. Dù sao cũng là do bọn chúng ra tay trước. Dĩ nhiên hắn cũng biết đôi khi sự thật cũng không nhất định là sự thật. Nếu như bọn chúng chăm miệng như một, cố tình vu cáo hắn xúc phạm bọn chúng thì hắn cũng không có cách nào giải thích. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cứ để người khác tiếp tục sỉ nhục mình, trong khi đó bản thân hắn vẫn đang nhượng bộ, kìm nén. Kìm nén cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Quỳ gối van xin người ta hay là bị người ta ném ra ngoài cũng là chuyện khá tốt, nếu như không để ai nhìn thấy, vấn đề là bây giờ bên cạnh hắn còn có Ninh Toái Toái nên chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Ai dám đánh ta vào mặt, ta sẽ hủy đi dung nhan của người đó. Ai không nể mặt ta sẽ thẳng thắn không e ngại gì cả. Liều mạng, Tần Lạc thầm nghĩ. Một khi thân thể đã di chuyển, tốc độ của Tần Lạc càng lúc càng nhanh. Lúc trước Tần Lạc một chiêu đã đánh bại 2 gã vệ sĩ đã khiến cho 4 gã vệ sĩ đề cao cảnh giác, thế nhưng bọn chúng vẫn không thể nào chấp nhận được một thanh niên thư sinh yếu ớt như Tần Lạc lại có một tốc độ như vậy. 4 gã cùng giống lên một tiếng rồi cùng nhau vào tới chỗ Tần Lạc. 2 gã phía trước, 2 gã chỉ chậm hơn một nửa giây ở phía sau, cùng đánh về phía Tần Lạc. Song quyền nan địch tứ thủ, một người đàn ông khó địch lại 8 bàn tay. Thế nhưng Tần Lạc cũng là một đối thủ rất giỏi ứng phó. Tần Lạc không liều mạng dùng nắm tay cứng đối cứng với gã đó. 2 tay hắn đẩy về phía trước,
đẩy nắm đấm của hai gã đó ra sau, sau đó hai tay hắn đánh mạnh về trước, một chưởng đánh vào lồng ngực của chúng. A! À, hai gã vệ sĩ ở phía trước cảm thấy như lồng ngực bị một lực mạnh mẽ đè xuống giống như một khối đá nặng tựa ngàn cân, làm cho cả hai gã cảm thấy không thở nổi. Thân hình Tần Lạc dừng lại rồi hai tay hắn buông mạnh ra, nhảy lên tại chỗ, lăng không đá ra rất đẹp mắt, đá bay hai gã vệ sĩ bay ra ngoài. Tại sao mình lại thông hiểu một cách xuất sắc như vậy? Tần Lạc thầm nghĩ, nói cách khác thế đá đó của hắn rất đẹp, lúc đó Ly đã dùng thế đá đó để đá Tần Lạc đến mệt mỏi chết đi sống lại. Sau đó hắn bị Ly dùng chiêu này đánh đến chết đi sống lại rồi thì bây giờ hắn lại mượn chiêu này đánh người khác đến chết đi sống lại. Hai người phía trước ngã ngửa ra sau làm ảnh hưởng tới việc công kích của hai gã vệ sĩ phía sau. Tần Lạc thừa thắng xông lên, hắn tiến lên một bước dài, tới trước mặt hai gã vệ sĩ phía sau đang muốn lui lại để phòng vệ. Hai tay Tần Lạc vung ra, túm chặt lấy cổ áo của hai gã vệ sĩ. Sau đó hắn kéo hai gã áp sát vào nhau. Phịch, đầu của hai gã vệ sĩ thân thiết đọ sức với nhau, lưỡng bại câu thương. Gã vệ sĩ áo đen bên trái ngã xuống, gã vệ sĩ áo đen bên phải cũng ngã xuống. Sau khi bốn gã vệ sĩ áo đen bị Tần Lạc thu thập gọn gàng nhưng cơ hồ Tần Lạc không bị tổn thương chút nguyên khí nào. Lúc này hắn mới nhìn về phía kẻ cầm đầu Lôi Diệu Dương. Bây giờ mày có muốn nói gì không? Tần Lạc chậm rãi tiến gần tới Lôi Diệu Dương. Cười hỏi. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là không nên làm loạn. Mày có biết đây là đâu không? Lôi Diệu Dương, cũng rất có khí phách, hắn ta không la lên cầu cứu, không bỏ chạy, kiêu ngạo đứng yên đối mặt với Tần Lạc đang từng bước tiến gần tới. Thoáng cái sự tức giận dâng lên trong lòng Tần Lạc. Đây chính là loại tiểu nhân đắc thế điển hình. Khi bạn cùng hắn nói chuyện luật pháp, hắn sẽ vung tay đấm bạn. Khi bạn bất đắc dĩ phải vung tay đánh lại hắn, hắn lại quay ra nói chuyện luật pháp với bạn. Tao hiểu đây là Lan Đình, Tần Lạc gật đầu nói, tao sẽ không làm sằng bậy. Binh! Trong lúc nói Tần Lạc vung tay tát một cái vào mặt Lôi Diệu Dương. Kính của hắn ta dưới chấn động của cái tát Tần Lạc bay lên đập vào cành cây ở bên cạnh nát vụn. Bịch! Lần này Tần Lạc chuyển thành nắm tay. Hắn vung tay đánh một quyền vào cằm Lôi Diệu Dương. Thân thể thực sự yếu ớt của hắn ta gào lên một tiếng thê thảm rồi té ngã trên mặt đất. Loảng xoảng! Đau không? Tần Lạc tung ra một cước. Loảng xoảng! Đau không? Tần Lạc lại đá ra một cước nữa. Loảng xoảng! Có đau không? Nếu đau thì hãy giống lêu đi. Cước thứ 9 của Tần Lạc không đá ra được bởi vì có người ở sau lưng hắn kéo áo hắn. Tần Lạc quay đầu lại nhìn và nhận ra Vương Cửu Cửu đang đứng sau lưng hắn. Tần Lạc hào khí muôn trượng khoát tay nói, Cửu Cửu em không cần phải giúp tôi. Anh ta mắng tôi là Tiểu Bạch Kiểm, tôi muốn cho anh ta xem nắm đấm của Tiểu Bạch Kiểm. Vương Cửu Cửu cười khó xử nói, thầy Tần, thầy có thể ngừng đánh có được không? Tại sao? Anh ta là anh họ của em, Vương Cửu Cửu nói. Chương 442, anh họ. Anh họ. Anh họ, Tần Lạc sửng sốt quay người hỏi, thế giới này quả quá nhỏ bé. Cái gã đàn ông vô sỉ gặp trên máy bay hóa ra lại là anh em bà con với Vương Cửu Cửu. Dạ, Vương Cửu Cửu gật đầu trả lời. Một bên là người đàn ông nàng yêu thích, một bên là người anh họ thân thích trong gia tộc. Tuy Lôi Diệu Dương này không thuộc dòng chính của Vương gia, hơn nữa còn là người không được người trong Vương gia yêu mến, nhưng khi gặp anh ta trong tình cảnh này thì nàng vẫn có chút khó xử. Anh ấy là con trai của cậu em. Vương gia là một thế lực lớn, người đông thế mạnh, thanh thế to lớn. Vương gia rất có ảnh hưởng trong giới quân đội, đây cũng chính là nguyên nhân Vương Cửu Cửu được người ta gọi là tiểu công chúa. Lôi Diệu Dương có quan hệ họ hàng với bên họ của Trương Nghi Y. Cha của Lôi Diệu Dương có quan hệ anh em họ với Trương Nghi Y. Nếu như ở nông thôn, cái loại mối quan hệ họ hàng kiểu như bà cô 7 đời, bà ngoại 8 đời đó gần như không quá quan trọng. Nếu bình thường hai nhà gặp nhau cũng chưa chắc đã chào hỏi nhau. Thế nhưng khi một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, giống như Giả Phủ trong Hồng Lâu Mộng, lão tổ tông cũng chưa chắc đã nhớ hết hình dáng thân thích của mình, nhưng ngày nào cũng có người tự giới thiệu là họ hàng tới cầu xin chuyện gì đó. Đương nhiên Lôi Diệu Dương cũng có chút bản lĩnh, chẳng qua hắn ta không lọt vào mắt thần của Vương gia mà thôi. Hắn ta chính là loại người nếu một khi bước vào cũng không ai chủ động lên tiếng đuổi hắn đi. Ít nhất Vương Cửu Cửu cũng coi như cũng hiểu biết về con người Lôi Diệu Dương. Mấy ngày trước đó Lôi Diệu Dương còn lấy cớ là tới thăm cô họ, mặt dày ở lại ăn cơm ở Vương gia nên coi như Vương Cửu Cửu cũng biết mặt hắn ta. Vậy hả, Tần Lạc xấu hổ dậm chân, hắn giải thích, anh ta mắng tôi.
Tôi mắng lại, anh ta cho người đánh tôi mới đánh lại. Vương Cửu Cửu cười gật đầu, nàng hiểu rõ tính tình Tần Lạc, nếu như không ai trêu chọc hắn, hắn không bao giờ muốn dính vào bất kỳ chuyện gì. Nếu có ai chọc hắn, hắn nhất định làm người đó sống dở chết dở. Từ tình cảnh trước mắt mà thấy Tần Lạc nhất định không thiệt hại gì. Đương nhiên nếu Tần Lạc bị ảnh hưởng gì, cô học sinh Vương Cửu Cửu này sẽ không bình tĩnh như vậy. Tại sao mọi người lại làm náo loạn như vậy? Đây là chỗ mà các người có thể gây chuyện mà không bị chú ý sao? Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu hỏi, từ lúc xuất hiện tới giờ nàng cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lôi Diệu Dương đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Mặc dù âm thanh rên rỉ của hắn ta rất có nghề. Âm thanh không lớn, nhưng cũng rất nặng nề đủ để làm người khác có cảm giác hắn ta bị thương rất nặng, cũng làm người ta có cảm giác hắn ta vì danh dự của người đàn ông mà không muốn phát ra tiếng kêu rên. Thế nhưng những thứ đó có liên quan gì tới Vương Cửu Cửu? Chỉ cần Tần Lạc đứng trước mặt nàng thì ánh mắt của nàng vĩnh viễn chỉ tập trung vào một nơi. Những người khác nàng chỉ mong cho chết đi. Tần Lạc kể lại nguyên do của sự việc lại một lần. Từ lầm xảy ra xung đột trên máy bay tới cả chuyện Lôi Diệu Dương đột nhiên xuất hiện chửi móc. Sau khi Vương Cửu Cửu chăm chú nghe qua sự việc, hàng mi dài của nàng chớp chớp, nàng trầm ngâm suy tư hồi lâu sau đó nàng đi tới chỗ Lôi Diệu Dương đang nằm, ngồi xổm cạnh hắn ta. Nàng mặc một chiếc tê, xuất cổ hình chữ V bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ rất vừa vặn. Nàng mặc một chiếc quần sút da đen, đi một đôi bốt màu đen gây cho người khác một ảm giác gợi cảm mê người. Xem ra lần ra ngoài này nàng đã mất rất nhiều công sức trải chuốt. Anh họ, anh có sao không? Vương Cửu Cửu hỏi vẻ quan tâm. Nàng mở túi xách tay của mình lấy ra một tấm khăn ướt, chu đáo đặt vào tay Lôi Diệu Dương, anh hãy lau đi. Miệng anh đang chảy máu, để người khác nhìn thấy cảnh này thì rất mất mặt. Ôi, Lôi Diệu Dương muốn bỏ dậy nhưng hắn ta lại xít xoa kêu lên đau đớn, Cửu Cửu, sao em lại tới chỗ này? Cô có khỏe không? Nhìn anh kìa, có thể nói rất giống đứa trẻ vậy, bị người ta đánh thành như vậy mà câu nói đầu tiên lại quan tâm hỏi thăm sức khỏe người khác. Ừ, mẹ em vẫn khỏe. Mẹ em nói hãy bảo anh tới gặp mẹ. Vương Cửu Cửu cố nín cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ lần trước Lôi Diệu Dương tới nhà thăm, khi anh ta ra về. Trương Nghi Y điên cuồng ăn hai hộp kem và mắng, ta còn tưởng rằng bản thân mình hay nói rông dài, không ngờ hôm nay còn gặp một thanh niên còn làm nhảm nhiều hơn cả mình. Con nói đi, tại sao nó có thể làm nhảm nhiều câu hỏi như vậy? Cô, gần đây sức khỏe của cô thế nào? Cô, sáng nay cô ăn gì ạ? Cô, bữa sáng cô có ăn bánh quẩy rán dầu thực vật không ạ? Dầu phộng hay dầu đậu nành ạ? Cô, bánh quẩy này rất ngon. Qua, mẹ sau này không cho nó bước vào cửa Vương gia chúng ta nữa. Phải là người như con rể của ta mới tốt, khi tới đây nói chuyện cũng xấu hổ, vừa nói một chút đã đỏ mặt. Vương Cửu Cửu chỉ có ý muốn mời hắn ta, còn về việc đón tiếp hắn ta như thế nào đó là chuyện của Trương Nghi Y. Đối với Vương Cửu Cửu mà nói việc thưởng thức những lời nhận xét của Trương Nghi Y về con người cũng là một trong những chuyện vô cùng thú vị. Thật vậy sao, cô mời anh tới hả? Lôi Diệu Dương kích động nói, hôm nay anh phải tới vấn an cô. Nhưng bất chợt hắn ta nghĩ ra gì đó, hắn ôm mặt, đổi giọng nói, thôi mấy ngày nữa anh mới tới. Bây giờ hình dáng anh thế này, đến làm cô sợ, không đến thì lại làm cô lo lắng. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ Trương Nghi Y mẹ nàng là loại người không có lương tâm, chỉ có quỷ mới lo lắng cho anh ta. Nàng gật đầu nhìn Lôi Diệu Dương bị đánh méo cả mồm nói, vậy cũng được, dù sao cũng không cần gấp. Mẹ em rất ít khi đi ra ngoài, chỉ thường ở Lỵ Yến Kinh, khi nào anh rảnh rỗi thì tới thăm mẹ em. À, đúng rồi, mấy người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại ẩu đả ở đây? Thật ra cũng không có chuyện gì, cũng chỉ vì phụ nữ mà xảy ra xung đột nhỏ nhặt. Lôi Diệu Dương ngượng ngùng nói, không ngờ Tần Lạc lại là bạn bè của em, đúng là nước lũ ngập miếu Long Vương, người nhà lại đánh người nhà. Vương Cửu Cửu gật đầu chỉ vào bốn vệ sĩ áo đen cũng vừa mới đứng dậy hỏi, bọn họ là ai vậy? Lôi Diệu Dương thầm kinh hãi, hắn vội cười giả là nói, bọn họ là bạn bè của anh, cùng tới đây với anh. Bọn họ thấy anh bị đánh nên mới ra tay trợ giúp anh, không ngờ bạn của em quá lợi hại. Không ngờ anh ta trông gầy còm vậy mà năm người đàn ông bọn anh vẫn không phải là đối thủ. Anh ta học công phu ở đâu vậy? Thật vậy sao? Lôi đại thiếu đã rơi vào tình cảnh ra ngoài phải có bốn vệ sĩ hộ tống từ khi nào vậy hả? Vương Cửu Cửu cười nói. Cái này, Cửu Cửu, đây là bạn bè của anh. Thật vậy sao, anh có biết tên của mấy người bạn này không? Biết chứ,
Lôi đạt này, truy tử, thạch đầu và cả lão hổ nữa. Bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, bọn anh chỉ thích gọi biệt hiệu của bọn họ Lôi Diệu Dương nói. Vậy anh hãy lén cho em biết ai là Lôi Đạt, ai là Trung Tử, sau đó em bảo bọn họ đứng ra ngoài. Nếu không thì anh hãy đưa giấy chứng nhận CC của bọn họ cho em xem. Vương Cửu Cửu thông minh tuyệt luận. Chút mẹo vặt vãnh này sao có thể lừa gạt được nàng đây? Em họ, thật ra bọn anh mới quen biết nhau chưa lâu. Bản thân anh cũng không biết liệu anh có nhận lầm hay không. Lôi Diệu Dương giải thích. Hắn ta thật sự không ngờ người em họ của mình thoạt nhìn hắn cứ nghĩ khá vô tâm lại bất ngờ hỏi những câu hỏi có tính toán như vậy, làm hắn ta nhất thời cứng họng không thể trả lời. Lôi Diệu Dương hắn nào biết tên của bốn gã vệ sĩ này là gì? Bốn gã này là hắn ta mượn dùng tạm mà thôi. Lôi Diệu Dương hắn ra ngoài lần này được sử dụng bốn gã vệ sĩ này nhưng hắn lại không dùng được bốn gã này. Bây giờ nhìn lại hắn ta lại thấy thân thủ của bốn gã này cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không bằng người của công ty vệ sĩ cử tới. Anh họ, chúng ta là người một nhà, anh đừng có tiếp tục lừa gạt em không thích cái cảm giác bị lừa gạt. Vương Cửu Cửu nhìn mặt Lôi Diệu Dương, nàng chân thành nói, hãy nói cho em biết là ai đã sai anh làm. Lôi Diệu Dương muốn cười nhưng một khi cười thì lại ảnh hưởng tới miệng hắn, hắn ta đau đến run cả người nói, em họ, em muốn nói tới ai vậy? Đây chỉ là xung đột nhỏ nhặt giữa anh và anh ta. Không phải anh ta cũng đã nói với em rồi sao? Khi ở trên máy bay bọn anh đã biết nhau rồi. Làm gì có ai sai khiến chứ? Chuyện nhỏ mà, nếu chúng ta đã là người một nhà thì thôi cứ bỏ qua đi nha. Hơn nữa anh cũng quá liều lĩnh, trận đòn này cũng coi như anh bị giáo huấn một trận. Lôi Diệu Dương ngẩng mặt nhìn Tần Lạc nói, người anh em, thân thủ rất hay. Chúng ta, những người sinh trưởng trong gia đình quân nhân rất bội phục những người có thân thủ tốt. Chừng nào cậu rảnh tôi sẽ mời cậu uống trà. Tần Lạc cười, không nói gì. Tần Lạc nhận ra Vương Cửu Cửu đã phát hiện ra đầu mối gì đó. Trong khi đó gã Lôi Diệu Dương không quan tâm tới hiềm khích khi trước, nói lấy lòng, rõ ràng là muốn nói lảng sang chuyện khác để Vương Cửu Cửu không truy cứu chuyện này nữa. Xem ra anh không muốn nói, đúng không? Vương Cửu Cửu biến sắc, giọng nói của nàng không hề ôn nhu, không tỏ vẻ quan tâm, không hề nhỏ nhẹ mà là một giọng nói lạnh như băng. Trở mặt chính là môn học đầu tiên mà những người như nàng phải học trước tiên. Em họ. Thật sự không có mà. Lôi Diệu Dương đau khổ nói, nếu thực đã có thì anh đã sớm nói cho em biết. Xem ra em phải gọi điện cho cậu, một khi cậu biết chuyện này, không biết cậu có đánh gãy chân anh hay không. Yên tâm đi, em sẽ đề nghị cậu đánh gãy chân anh. Vương Cửu Cửu nói, nàng rút điện thoại di động trong túi ra. Anh nói. Lôi Diệu Dương lấy tay đè cái túi của Vương Cửu Cửu. Ừ, rất tốt, như vậy chúng ta mới là người một nhà, chúng ta cần phải đồng lòng đối phó với người ngoài. Làm gì có đạo lý người trong nhà gây sự với nhau. Vương Cửu Cửu gật đầu mỉm cười, thế nhưng dù anh không nói ra em vẫn có thể đoán được. Ngay khi anh quay về từ Hàn Quốc, anh đã vội vã chạy tới Lan Đình, chứng minh ở đây có người anh rất coi trọng. Lôi Diệu Dương không thừa nhận thế những điều đó cũng đồng nghĩa như không phủ nhận. Vương Cửu Cửu, ồ, lên một tiếng rồi nàng nhìn Tần Lạc nói, đi nào, em dẫn anh đi làm quen với một người bạn. Anh ta nhất định cũng muốn gặp anh. Nếu không anh ta đã không tặng anh đại lễ này dù chưa quen biết. Tần Lạc cười gật đầu nói, anh rất vinh hạnh, một khi đi vào địa bàn của ông chủ, đáng lẽ phải lên tiếng chào hỏi mới đúng. Chương 443, hỏi tội. Vương Cửu Cửu quen thuộc đi trước dẫn đường, có vẻ nàng đã tới đây rất nhiều lần. Tần Lạc theo sát phía sau Vương Cửu Cửu, hắn không ngừng quan sát đánh giá tình hình xung quanh. Ninh Toái Toái chăm chú đi theo sau Tần Lạc, giống như nàng sợ mình sẽ lạc đường vậy. Xem ra Lôi Diệu Dương rất sợ người đàn ông họ Hoàng kia. Hắn ta một mực sợ bóng sợ gió, lẽo đẽo đi sau cùng, rất nhiều lần hắn ta ngập ngừng đứng lại không dám bước tiếp, Vương Cửu Cửu quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta mới lại khó nhọc lê bước theo sau. Đây là một ngôi biệt thự thấp, bí mật. Nói ngôi biệt thự này bí mật là vì nó núp sau một số tòa nhà cao tầng. Hơn nữa phía trước nó có hòn non bộ và một rừng cây che lấp. Nếu như không có người quen dẫn đường, Tần Lạc không thể nào biết có chỗ này. Nói ngôi biệt thự này thấp là vì nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài thì nó không có gì khác biệt so với các ngôi biệt thự khác, giống nhau về độ cao, giống nhau về màu sắc. Hình thức kiến trúc hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng Tần Lạc phát hiện ra có sự khác biệt so với những ngôi biệt thự bình thường khác. Bốn xung quanh ngôi biệt thự được canh phòng cẩn mật hơn. Không biết có phải là do Vương Cửu Cửu dẫn đường hay không mà những người ẩn trong bóng tối không xuất hiện ngăn cản. Mặt khác khi bước vào cầu thang,
Tần Lạc phát hiện ra bên trong cũng bài trí xa hoa hơn khá nhiều so với ngôi biệt thự Lăng Tiếu đang ở. Phòng nào? Vương Cửu Cửu dừng lại ở hành lang hỏi. Phía đông Lôi Diệu Dương chỉ vào một căn phòng phía đông, khẽ nói. Vương Cửu Cửu khinh thường liếc nhìn Lôi Diệu Dương một cái rồi nàng bước tới căn phòng đó. Gã đàn ông này thật đúng là gã đầu heo. Chẳng lẽ gã không biết một khi đã phản bội thì phải phản bội triệt để sao? Một khi cứ rụt rè sợ hãi như vậy, tranh vinh giữa dòng sẽ bị cả hai bên ghét bỏ, không thu được kết quả tốt. Không cần gõ cửa vì cánh cửa căn phòng cuối hành lang ở phía đông mở rộng. Hiển nhiên người trong phòng đã biết có khách tới thăm. Bốn gã vệ sĩ áo đen bị Tần Lạc hạ gục đứng trước cửa, mắt nhìn mũi, như là không nhìn thấy Tần Lạc. Có lẽ bọn chúng đã mang tin tức Vương Cửu Cửu và Tần Lạc sẽ tới thăm thông báo trước. Tiểu công chúa Cửu Cửu, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp ra một người đàn ông dáng người cao gầy như bộ xương đứng nghênh đón ở cửa, vẻ mặt tươi cười, tâm lạnh nói. Ha ha, đến tuổi trưởng thành cũng không tệ lắm. Đúng là bông hoa của quân đội của chúng ta. Gã đàn ông mập mạp đang ngồi gặm đùi dê ở ghế nói vẻ châm chọc. Thái Liên, Trịnh Tồn Cảnh, Hành Cáp nhị tướng các người ở đây thì nhất định thái tử cũng ở đây. Anh ta đâu? Vương Cửu Cửu đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt, ở trong này không có nhân vật nàng muốn gặp. Thái tử biết có khách quý tới thăm nên đã đi tắm rửa, thay quần áo. Thái tử sẽ nhanh chóng ra ngoài đãi khách. Trịnh Tồn Cảnh cười ha hả nói, vào đây Cửu Cửu, vào uống trà. Mấy người này là bạn bè của cô sao? Vương Cửu Cửu chỉ vào Ninh Toái Toái nói, đây là Ninh Toái Toái, con gái của Ninh Chí Viễn. Nàng lại chỉ vào Tần Lạc và Lôi Diệu Dương nói, hai người này chắc cũng không xa lạ với các vị, phải không? Ha ha, thật sự rất lạ mắt, vẫn cần phải phiền Cửu Cửu giới thiệu một chút. Trịnh Tồn Cảnh cười nói. Bởi vì gương mặt dài của gã không có thịt nên ai nhìn thấy cũng cảm giác cực kỳ âm trầm. Vương Cửu Cửu biết gã nói như vậy là muốn chối bỏ trách nhiệm bèn nói, đây là Tần Lạc, anh ấy là bạn rất thân của tôi. Còn vị này, là anh họ của tôi, Lôi Diệu Dương. À, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trịnh Tồn Cảnh chia tay ra, gã có ý muốn bắt tay với Tần Lạc. Tần Lạc một mực để tay phía sau, hắn không có ý bắt tay với Trịnh Tồn Cảnh. Trịnh Tồn Cảnh chưa bao giờ bị rơi vào cảnh mất mặt như vậy. Mắt gã lóe hung quang rồi nhanh chóng trở lại bình thường rồi gã quay sang bên kia bắt tay với Lôi Diệu Dương. Gã còn cố ý vỗ vỗ ba cái vào lưng Lôi Diệu Dương, giống như một hành động thân mật mà cũng như để cảnh cáo. Vương Cửu Cửu chép miệng nhìn cánh cửa phòng trong nói, thái tử tắm rửa thay quần áo cần bao nhiêu thời gian. Nếu các người không đợi được thì ngày mai hãy tới. Trịnh Tồn Cảnh cười gần nói. Không sao, vừa vặn hôm nay tôi có thời gian. Vương Cửu Cửu từ chối. Két. Cánh cửa phòng trong bị đẩy ra, một người trông giống như vương tử trong truyền thuyết đi ra. Mái tóc mềm mại, bồng bềnh, gương mặt tuấn tú, thoát tục, ánh mắt nhìn mỉm cười, trong suốt, đôi môi mỏng bàng bạc hơi cong lên một cách tao nhã của người có học. Một chiếc áo sơ mi trắng, một bộ vest đen, một đôi giày tay mũi nhọn màu đen. Thoạt nhìn thì đó là một người tràn đầy sinh lực, khí phách bất phàm. Người đàn ông như này khi đứng ở bất kỳ chỗ nào sẽ là tiêu điểm của đám đông. Anh ta mỉm cười nhìn Vương Cửu Cửu nói, Cửu Cửu, cần gặp tôi gấp vậy sao? Đúng vậy thái tử, khi anh vẫn chưa đi ra, bọn họ liên tiếp thúc giục, hình như sợ anh không ra thì phải. Gã mập Thái Liên cười ha hả nói. Thái Liên, câm cái miệng thối của ông lại. Hiển nhiên Vương Cửu Cửu không có hảo cảm với gã mập đó. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn và mắng không chút khách khí. Gã mập Thái Liên nổi giận, gã đập cái đĩa trong tay xuống mặt bàn, phẫn nộ nói, Vương Cửu Cửu. Cô tự coi mình là công chúa thật sao? Người khác sợ cô chứ bản thân tôi không coi cô vào mắt. Những lời này tôi cũng đang định nói với ông. Miệng của ông đã đủ thối vì vậy nên nói ít đi. Mỗi lần nghe ông nói đều ngửi thấy mùi vị của dê. Cửu Vương Cửu Cửu chanh chua nói một cách cay độc. Vì Thái Liên thích nhất là ăn thịt dê. Trong toàn bộ thịt của con dê, gã thích ăn nhất là đùi dê. Vì vậy khi gã nói chuyện không khỏi thở ra chút mùi vị nhiễm cái đó. Vương Cửu Cửu, con mẹ nó, ngươi. Thái Liên thái tử quát lên. Thái Liên nghi ngờ nhìn thái tử, gã không hiểu thái tử muốn nói gì. Ông làm dơ bẩn tấm thảm của tôi. Thái tử chỉ vào bàn chân của Thái Liên. Lúc trước gã tức giận đập mạnh cái đĩa nên cái đùi dê bắn lên rơi xuống tấm thảm đắt tiền, làm trên tấm thảm có dính một ít mỡ. Thái Liên không dám tiếp tục đấu võ mồm với Vương Cửu Cửu nữa, gã vội vàng cúi xuống thu nhặt miếng đùi dê và mảnh đĩa vỡ. Tìm tôi có chuyện gì không? Thái tử nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu, nhẹ nhàng hỏi.
Hai năm không gặp nhau, con nhóc trong mắt mấy người anh ta trước kia bây giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân vô cùng quyến rũ. Ừ, cũng không tệ lắm. Một người bạn của tôi rất muốn gặp anh, Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc ở phía sau nói. Hả, tôi cũng rất vinh hạnh được quen biết bạn bè của Cửu Cửu thái tử chia tay với Tần Lạc. Chúng ta có oán thù với nhau không? Tần Lạc cười hỏi, hắn vẫn không đưa bàn tay quý giá của mình ra. Đương nhiên thái tử hụt hẫng thu tay về nói, tôi không hiểu ý của anh. Tần Lạc chỉ vào mấy vệ sĩ áo đen đứng ở cửa nói, chẳng lẽ bọn họ không nói với anh là bọn họ vừa mới ra ngoài đánh nhau sao? Thật vậy sao? Thái tử ra vẻ kinh ngạc nhìn mấy gã vệ sĩ, lúc nãy tôi đang tắm nên tôi không rõ lắm đã xảy ra những chuyện gì. Thế nào, bọn họ gây tổn thương cho ai sao? Không có, Tần Lạc lắc đầu, bọn họ chỉ bị đánh như mấy con chó chết, không biết chủ của bọn họ có đau lòng không? Cho dù là chó sống hay chó chết thì vẫn chỉ là chó. Chó vì chủ nhân của mình mà làm mấy chuyện, đó là đạo lý đương nhiên. Chủ có gì mà phải đau lòng đây? Mất mắt mà không khó chịu sao? Vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ nhưng cuối cùng lại không ngờ bọn họ chỉ là lũ bị thịt. Bốn gã vệ sĩ áo đen tức giận tới mức run bắn cả người, thế nhưng một khi chủ nhân chưa ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân kim phải qua hỏa luyện. Có lẽ chủ nhân của bọn họ cũng muốn đẩy bọn họ ra đào luyện một phen để xem bọn họ là chân kim hay là sắt vụn. Vậy nhất định kết quả sẽ làm anh rất thất vọng, đúng không? Tôi, vì sao tôi phải thất vọng? Thái tử nhìn Tần Lạc hỏi. Cả hai người đàn ông cùng có gương mặt nhu hòa, tuấn tú, làn da cùng tái nhợt nhưng sạch. Nụ cười châm biếm, ánh mắt xấu hổ cùng độ cong của khóe miệng cũng tương tự như nhau. Bọn họ đang đứng đối mặt với nhau trên một đường thẳng tắp. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, giống như một cặp anh em song sinh tuấn tú vậy. Không phải anh sai bọn họ làm sao? Mặc dù tôi vừa mới nói vinh hạnh nhưng xin thứ cho tôi mạo phạm. Tôi thực sự không biết anh là ai. Những lời này của thái tử cực kỳ cay nghiệt, kiêu ngạo. Ý của thái tử là trong mắt anh ta không biết hạng người nhỏ bé như Tần Lạc là ai, anh ta cũng không có động cơ để làm chuyện này. Lôi Diệu Dương Vương Cửu Cửu lôi người anh họ Sa đang trốn ở sau lưng ra nói. Hãy nói cho mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh, ánh mắt của Lôi Diệu Dương vừa tiếp xúc với ánh mắt của thái tử, hắn ta lập tức ậm ừ không dám nói. Vương Cửu Cửu thầm tức giận, nàng nghiêm mặt nói, Lôi Diệu Dương, anh hẳn phải hiểu rõ lập trường của mình, còn nữa anh đã phản bội anh ta. Anh hãy nghĩ xem anh ta có tha cho anh không. Lôi Diệu Dương thầm nghĩ quả thực bản thân mình đã là một tên phản bội. Thái tử nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu bây giờ hắn cũng đắc tội với đại tiểu thư của vương gia vậy thì hắn chỉ còn một con đường chết. Lôi Diệu Dương cắn răng chỉ thái tử nói, là anh ta sai anh đi tìm Tần Lạc gây chuyện. Anh ta còn nói nếu như anh không thể đánh Tần Lạc thì hãy làm Tần Lạc đánh cho anh một trận. Tất cả những việc anh làm đều do thái tử sai bảo. Anh còn gì để nói nữa không? Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào thái tử nói, Tần Lạc và anh có oán thù gì? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, thái tử nhún vai trả lời. Muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có cách. Cô dẫn theo anh họ cùng với bạn thân của mình tới chỗ tôi hỏi tội. Anh họ của cô nói tôi sai đi gây chuyện với người bạn thân này của cô. Chẳng lẽ anh ta không có đầu óc sao? Tôi bảo anh ta làm cái gì anh ta cũng làm sao? Tôi bảo anh ta quỳ trên mặt đất làm chó sủa, anh ta có làm không? Nụ cười trên gương mặt thái tử đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ ngạo mạn, lạnh lùng, Vương Cửu Cửu. Nói gì thì nói, tất cả đều do người nhà các người nói ra hết. Chẳng lẽ các người thật sự nghĩ rằng tiếng nói của vương gia các người ở Yến Kinh này cũng có trọng lượng sao? Ánh mắt của thái tử nhìn Tần Lạc, một lần nữa đối chọi không khoan nhượng nói ánh mắt Tần Lạc và nói, mày dẫn theo một đám người tới đây là để ức hiếp người khác sao? Chương 444, khóc lóc om sòm. Vốn tới đây hỏi tội người ta thì bây giờ lại bị người ta kết tội là có mưu đồ riêng. Một câu nói của anh ta có thể khiến một người được sinh ra, cũng có thể khiến một người mất mạng. Từ ngữ Trung Quốc muôn màu muôn vẻ có thể cung cấp cho những kẻ đang đánh cờ, mưu cầu danh lợi cách nói miệng lưỡi cay độc nhất. Hơn nữa những điều thái tử nói quả thật khiến cho người ta không thể phản bác được. Lôi Diệu Dương là anh họ của cô, người bị hại là bạn bè thân thiết với cô. Cô dẫn theo anh họ của mình tới nói có người sai khiến anh họ của cô ra tay đánh bị thương bản thân của cô. Chuyện như vậy khi nói ra liệu có ai tin không? Hai người đó là người có quan hệ với cô. Bọn họ có liên quan gì tới thái tử tôi? Bất kỳ ai nghe thấy câu chuyện quanh co phức tạp như vậy cũng sẽ nhìn Vương Cửu Cửu với ánh mắt hoài nghi.
Rốt cuộc cô nàng Vương Cửu Cửu này muốn làm gì? Chẳng lẽ Vương gia nhà cô ta muốn đi gây chuyện sao? Từ khi sự việc mới bắt đầu, mấy người thái tử đã dự tính kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Bọn họ cũng đã phòng ngừa có người tìm đến nhà chất phất nên Lôi Diệu Dương chính là đối tượng phù hợp nhất để lựa chọn. Lôi Diệu Dương chính là nhân vật mấu chốt, nếu như không có hắn ta, vở kịch vui này tuyệt đối không thể có đất diễn. Lôi Diệu Dương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không quan trọng nhưng hành động của những nhân vật tiểu nhân như vậy thường làm thay đổi cả lịch sử. Tư duy của Vương Cửu Cửu không kịp có phản ứng, nàng tức giận đến nỗi thở mạnh, người run rẩy nhưng nhất thời há hốc mồm không biết phản bác lại như thế nào. Tần Lạc quả thực không ngờ lời lẽ của thái tử lại vô cùng sắc bén như vậy. Trong lòng Tần Lạc thầm có một cảm giác mãnh liệt muốn cùng đùa bỡn với đối phương. Dù thế nào đi nữa bản thân hắn cũng có nhiều kinh nghiệm diễn thuyết thành công. Dù sao cũng không cần lấy tiền cho nên dù gì đi nữa cũng không cần phải êm tai, dễ nghe. Vương Cửu Cửu ra mặt giúp hắn. Tần Lạc hắn không thể cứ một mực lặng thinh chịu nhục không chịu xuất chiêu. Tần Lạc chỉ vào bốn gã vệ sĩ áo đen đứng ở cửa nói, còn bọn họ thì sao? Anh giải thích thế nào về sự xuất hiện của bọn họ? Quả thật đây chính là sơ hở duy nhất của bọn thái tử. Nếu như Lôi Diệu Dương mang theo chính vệ sĩ của mình ra tay thì kế hoạch lần này đã có kết quả hoàn mỹ. Cho dù mấy người Tần Lạc có tới thì cũng không công mà lui. Bọn họ có thể lấy bất kỳ một lý do nào đó, hoàn toàn chối bỏ chuyện này. Thế nhưng khi Lôi Diệu Dương ra ngoài hắn ta lại mang theo cận vệ của thái tử. Điều này khiến hai bên sẽ phải thương lượng với nhau một cách nghiêm chỉnh. Lúc trước Trịnh Tồn Cảnh đã nói không biết Lôi Diệu Dương vậy tại sao Lôi Diệu Dương có thể sai bảo những vệ sĩ áo đen này động thủ. Có phải bản thân Lôi Diệu Dương đẹp trai, có khí phách vương bá khiến cho những vệ sĩ này vừa thấy đã phải khuất phục trước hắn ta? Tần Lạc vốn cho rằng điều này sẽ có ảnh hưởng quyết định, ít nhất nó có thể gây nên một chút khó khăn tới sự thông minh của thái tử. Nhưng Tần Lạc không ngờ phản ứng của đối phương làm hắn khá thất vọng. Thái tử liếc mắt nhìn bốn gã vệ sĩ áo đen nói, vừa rồi ta đang ở trong phòng tắm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Các người hãy rõ ràng chân tướng của sự việc này. Ngay khi bốn gã vệ sĩ áo đen nhận được mệnh lệnh nói chuyện từ ông chủ, một gã vệ sĩ đầu húi cua, trên mặt vẫn còn vết bầm nói, thái tử, chuyện là thế này. Bốn người chúng tôi nhận lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ, khi chúng tôi quay về thấy trong rừng cây có tiếng cãi vã. Tiếng cãi nhau đó càng lúc càng lớn, âm thanh càng lúc càng căng thẳng. Chúng tôi lo lắng bọn họ sẽ làm ảnh hưởng tới sự an tĩnh của Lan Đình nên mới đi vào khuyên can bọn họ. Một gã vệ sĩ cao gầy dáng vẻ tinh anh, mắt bị đánh biến thành gấu mèo lên tiếng tiếp lời, chúng tôi lên tiếng khuyên bảo mà bọn họ cũng không nghe, ngược lại bọn họ càng cãi lộn kịch liệt, cuối cùng đã xảy ra động thủ. Sau khi bốn người chúng tôi thương lượng với nhau liền xông vào định can ngăn nhưng chúng tôi không ngờ vị tiên sinh mặc trường bào này lại đột nhiên ra tay với chúng tôi. Chúng tôi lo lắng anh ta chính là khách quý của Lan Đình nên không dám xúc phạm tới anh ta vì vậy chúng tôi chỉ cố né tránh chứ không đánh trả. Nếu không dựa vào thân thủ của đội viên đội mũi tên nhọn của chúng tôi tuyệt đối sẽ không bị người ta đánh thành như này. Khung cảnh xung quanh cực kỳ tĩnh lặng khi bốn gã vệ sĩ đó giải thích xong. Âm mưu, âm hiểm, bọn chúng đã sắp đặt từng bước rất cụ thể, rất chu đáo. Lúc trước Tần Lạc vẫn còn hoài nghi thân phận quân nhân của những gã vệ sĩ áo đen này, hắn cảm thấy bọn chúng thật sự không chịu nổi một đòn của hắn. Hắn thật sự không ngờ thân phận thật sự của những gã vệ sĩ này lại là đội viên đội mũi tên nhọn. Nếu nói như thế, bốn người bọn chúng vây công đánh một người cuối cùng lại bị đánh giống như chó chết. Tất cả chỉ có một cách giải thích như bọn chúng đã nói, bọn chúng lo sợ bản thân Tần Lạc là khách quý của Lan Đình nên chỉ dám né tránh, không dám đánh trả. Nếu chuyện này gây ồn ào, bên quân bộ nhúng tay vào. Bốn người cùng bị Tần Lạc đánh, kết quả sẽ như nào đây? Tất thảy các chứng cứ đều cho thấy bốn gã vệ sĩ đều tham dự một cách bị động. Mấy người Tần Lạc, Lôi Diệu Dương cùng Vương Cửu Cửu giống như mấy người cố ý tới gây chuyện, đợi cho người khác tự chui đầu vào lưới, tiểu nhân có mục đích vu tội hãm hại người khác. Hơn nữa cái kế hoạch thấp kém như vậy đương nhiên không chịu nổi một kích. Một sắp đặt thật sự hoàn mỹ, Tần Lạc cũng bắt đầu thầm bội phục gã thanh niên trẻ tuổi dễ dàng sắp đặt âm mưu này. Thế nào, các người đã hiểu chưa? Thái tử lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, chuyện này cứ định như vậy đi. Thái tử, người cũng quá khoan hồng độ lượng. Đối với loại chó điên có ý đồ khiêu chiến gây hại cho sự uy nghiêm của thái tử tốt nhất là gặp một lần đánh một lần. Điều duy nhất là hãy đánh cho chúng sợ,
thuần phục, nếu không sau này những con chó điên khác nhìn thấy thái tử nhân từ cũng lại to gan lớn mật nhào tới cắn người. Trịnh Tồn Cảnh vẫn căm tức lúc trước Tần Lạc không bắt tay gã, không nể mặt gã liền lên tiếng khích bác. Đúng vậy thái tử, chúng ta không gây chuyện, chúng ta sao có thể sợ phiền phức đây. Lúc này Thái Liên đã nhặt xong số thịt dính trên thảm sàn nhà, gã nhanh nhẹn đứng dậy nói, tôi thân thể to béo, đã lâu không vận động, nếu không thì tôi đã nguyện làm tiên phong cho thái tử. Trong khi nói chuyện ánh mắt âm tàn của gã nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tư thế ủ ca gã như muốn nhào tới động thủ với đối phương. Gã này thân thể đầy thịt, gã dĩ nhiên có thể dùng chiêu lấy thịt đè chết người, nhưng đương nhiên điều kiện kiên quyết là bản thân gã có thể ép tới được. Trình Tồn Cảnh, Thái Liên, các người đúng là đồ không biết xấu hổ. Các người hãy nhìn xem các ngươi là thứ gì. Vương Cửu Cửu đang trầm ngâm hồi lâu bất chợt lên tiếng, dáng điệu của nàng giống như pháo nổ, nàng hùng hổ vọt tới trước mặt Thái Liên, chỉ tay thẳng vào mặt gã mắng, ông cho rằng ông có thể thở ra hai câu uy hiếp như trâu là có thể làm một anh hùng siêu cấp sao? Ông cho rằng có thể đánh ngã người khác sao? Với thể trạng này của ông, chỉ cần bước đi một bước đã thở hồng hộc cả nửa giờ, ông có thể đánh ngã được ai? Ông muốn đánh nhau, đúng không? Tới đây, tôi sẽ đứng yên trước mặt ông. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh lại. Ông cứ thử đánh tôi 100 cái tát xem. Nếu như ông chỉ cần nghỉ ngơi một lát, ông đích thực không phải đàn ông. Trong lúc nói Vương Cửu Cửu ngang nhiên đứng trước mặt Thái Liên, một mực giống như bà cô đây sẽ liều mạng với mày. Con mẹ nó, đồ kỹ nữ Thái Liên trợn tròn mắt, sắc mặt gã đỏ ửng, gã giơ tay phải lên định đánh vào mặt Vương Cửu Cửu. Không được, Ninh Toái Toái hô lên. Trong lòng Tần Lạc cũng rất căng thẳng nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không có biểu hiện gì. Tần Lạc biết ý định của Vương Cửu Cửu khi nàng làm vậy. Đó là đoạt lý. Đoạt lại đạo lý. Bọn họ là những con người đặc biệt nên quả thật có nhiều chuyện hành động không tuân thủ quy tắc nào hết, thế nhưng bọn họ vẫn phải theo một chữ lý. Nơi này không để người ngoài tới mà chỉ để cho bạn bè tới. Nếu như không chiếm được chữ lý lẽ, xin lỗi, rất có thể ngươi sẽ bị đá văng ra cửa. Thế nhưng phải dùng tới biện pháp cực đoan vậy sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay Thái Liên đang nâng giữa không trung. Bàn tay mập mạp, phì nộn, trên mờ u bàn tay lông mao màu đen rậm rạp. Tần Lạc thầm nghĩ nếu như Thái Liên dám đánh tiếp, bản thân hắn sẽ phế bàn tay đó đi. Cho dù phải trả một cái giá lớn cỡ nào, Tần Lạc hắn nhất định phải làm như vậy. Trong lòng Trịnh Tồn Cảnh cũng vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay gã rịn mồ hôi. Gã mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được. Trường hợp này đã vượt ra khỏi sự khống chế của gã. Chỉ có bản thân con người Thái Liên mới có quyền đánh tiếp hay rụt tay lại. Vô luận là lựa chọn cách nào thì đó cũng là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Thái tử không nói gì, sắc mặt anh ta trong sáng, nhạt nhẽo như vậy, giống như anh ta là một người đi lạc vào cõi thần tiên, không hiểu rõ trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng ánh mắt của thái tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Đánh đi, thế nào không đánh hả? Thế nào, không dám xuống tay sao? Không phải ông vừa mới khiêu chiến rất sắc bén sao? Không phải ông muốn đi tiên phong sao? Tới đây trước tiên hãy chém dụng một cô gái nhỏ như ta dưới ngọn đao uy phong của đấng mày râu của ông. Vương Cửu Cửu thấy Thái Liên không dám xuống tay, nàng càng làm già. Miệng lưỡi càng lúc càng lưu loát, công phu làm tổn thương người khác của nàng cũng rất thành thục. Rốt cuộc ông có đánh không? Ông nâng tay như vậy có mệt không? Ông không mệt, tôi lại thấy mệt mỏi thay cho ông. Thể trạng ông béo mập, để duy trì sức khỏe không phải là điều dễ dàng gì. Lúc trước tôi còn tính toán giúp ông, tôi đã nghĩ mỗi khi ông tát tôi được 10 cái thì sẽ nghỉ ngơi một lát. 100 cái tát thì ước chừng chỉ khoảng thời gian ăn xong bữa cơm tối là xong. Tôi không ngờ tôi đã đánh giá ông quá cao, thì ra ông chỉ là một con cá chết. Vương Cửu Cửu la mắng. Quát tháo om sòm làm cho những người xem có cảm giác rằng nàng đang ép Thái Liên ra tay đánh nàng. Cánh tay Thái Liên mỏi nhừ, trán gã nhỏ mồ hôi lạnh. Chuyện xảy ra tới đây đã trở thành cục diện bế tắc. Gã không biết có nên đánh tiếp để rồi gánh chịu sự trả thù điên cuồng như cuồng phong bão táp hay không. Còn một khi từ bỏ coi như là chấp nhận thất bại không thể chấp nhận được, mất hết danh dự cũng như sự công kích nhục mạ của đứa con gái xảo trá này. Điều làm gã càng khẩn trương hơn là lúc này thái tử vẫn cho gã một chỉ thị cụ thể nào cả. Nếu như thái tử gật đầu, có chỗ dựa là thái tử, gã sẽ kiên cường đánh tiếp. Nếu như thái tử lắc đầu, có sự ra lệnh của thái tử thì gã có thể tìm một lý do xác đáng để xuống thang. Thế nhưng thái tử vẫn thờ ơ nhìn xem, giống như chuyện này không có liên quan gì tới những người xung quanh và bản thân anh ta.
Rất lâu sau đó, hình như thái tử đã chán ngán cái trò đang diễn ra, anh ta bình tĩnh nói, thế này đi, coi như ván này chúng ta hòa. Trong lòng Vương Cửu Cửu thầm thở dài, nàng thầm nghĩ, quả thật Trương Nghi Y mẹ nàng nói rất có đạo lý, phụ nữ nhất định phải tận dụng được toàn bộ ưu thế của mình. Đánh không lại thì mắng, mắng không lại thì khóc, khóc cũng không tác dụng thì khóc lóc om sòm. Khóc lóc om sòm vẫn không được thì sẽ xông vào loạn đả, vẫn không được thì cởi dây thắt lưng ra thắt cổ. Vương Cửu Cửu nhếch miệng khinh thường nhìn thái tử nói, ngay cả phụ nữ cũng không dám đánh, các người có còn là đàn ông nữa không? Thôi đừng bày trò âm mưu quỷ kế gì đó, hãy đi kiếm phụ nữ mà sinh con đẻ cái đi. Chương 445, tao ghét người khác cười giống tao. Nhóm dịch, ngạo thiên môn. Cuối cùng Thái Liên cũng buông cánh tay phải xuống. Trong thời gian giơ trên không trung, Thái Liên có một cảm giác rất mãnh liệt. Đó là cái tay kia không phải của gã, nó là của người khác. Ít nhất nó chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh của người khác thì mới hành động. Sau khi bỏ cánh tay xuống, suy nghĩ của Thái Liên cũng nhạy bén trở lại, thân thể gã không còn cứng nhắc nữa. Nghe thấy Vương Cửu Cửu mỉa mai nói vậy, Thái Liên cười nhạt nói, đó là thái tử không thích chấp nhặt với phụ nữ. Ngươi đừng có được thể khoe mẽ. Binh! Vương Cửu Cửu vung tay tát đúng vào mặt Thái Liên, trên gương mặt béo nộn giống như mì vằn thắn lên men, trắng nhạt của Thái Liên có in hình bàn tay rõ ràng màu tím đỏ. Thái Liên ngây người như mộng. Trịnh Tồn Cảnh ngây người như mộng. Tần Lạc cũng ngây người như mộng. Tất cả mọi người đều ngây người như mộng. Bà cô này sao lại gây náo loạn như này? Nói đánh là có thể đánh sao? Ít nhất cũng phải lên tiếng cảnh báo trước chứ. Là ông nói các ông sẽ không chấp nhặt với một cô gái. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Tôi đã đánh xong má trái của ông, tôi có cần phải đánh tiếp má phải của ông nữa không? Vương Cửu Cửu, con mẹ mày, rốt cuộc Thái Liên đã lên tiếng. Lần này gã đã thực sự quên cái gì là công tử, thái tử, vương tử, tiểu tử vân vân. Gã hoàn toàn dựa vào bản năng của mình để làm việc. Thái Liên giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó gã vung tay đánh mạnh vào mặt Vương Cửu Cửu. Cái gì mà là tiểu công chúa vương gia, trước tiên phải đánh cho nó một trận rồi hắn tính. Tần Lạc động thủ. Thân hình Tần Lạc nhoáng lên, thoáng cái gã đã xuất hiện trước mặt Vương Cửu Cửu. Hắn che khuất thân thể Vương Cửu Cửu ở phía sau mình. Một tay Tần Lạc vung lên đỡ quả đấm của Thái Liên, một tay còn lại của hắn nắm thành quả đấm đánh thẳng vào ngực của Thái Liên. Thân hình béo mập của Thái Liên lùi lại sau ba bước. Thế nhưng đây không phải là do Thái Liên bị Tần Lạc đánh lui lại sau, mà có người ở phía sau ra tay mạnh mẽ kéo gã lùi lại. Thân thể mập mạp của gã bị kéo giật mạnh về sau, tránh cho gã khỏi dính một đòn tấn công nhanh như chớp của Tần Lạc. Lúc này thái tử vẫn đứng yên ở vị trí lúc trước của mình. Anh ta không ra tay. Hai tay anh ta vẫn chắp sau lưng, dáng người thẳng cao đứng đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Lạc. Tần Lạc không tiếp tục tấn công nữa. Hắn kinh ngạc đứng nhìn thái tử. Tần Lạc thực sự không ngờ một gã thanh niên thoạt nhìn thân thể yếu ớt như một thư sinh đó lại có thân thủ bất phàm. Bởi vì động tác của thái tử quá nhanh nên mọi người ở đây căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tần Lạc và Thái Liên lại biết rất rõ. Ngay khi Thái Liên phẫn nộ đánh ra một quyền bị Tần Lạc nhẹ nhàng lướt tới bắt được, khi lồng ngực gã cảm thấy có một áp lực rất mạnh đè lên, bất chợt thân thể gã bị một lực đạo rất mạnh ở phía sau tóm lấy, phảng phất làm thân thể gã như bay lên không trung, thế là thân thể gã lùi lại phía sau mấy bước, hóa giải đòn tấn công của Tần Lạc. Thực hiện động tác đó cũng không khó, nhưng lúc đó thái tử đứng cách vị trí của Thái Liên chừng 2 mét. Chỉ nguyên việc ra tay từ khoảng cách đó đã đủ làm người ta kinh hãi. Ta đã nói rồi, chuyện này coi như hòa, các người có thể rời khỏi đây, thái tử bình tĩnh nói. Trong lúc nói thái tử không nhìn Vương Cửu Cửu, vốn là người chủ sự việc này, mà anh ta nhìn Tần Lạc. Anh ta hiểu rõ người đàn ông vẫn một mực đứng sau lưng Vương Cửu Cửu mới có tiếng nói quyết định. Tôi muốn có một đáp án, Tần Lạc nói. Có rất nhiều chuyện không thể có câu trả lời, dường như thái tử biết Tần Lạc muốn nói về vấn đề gì, anh ta nhất định từ chối. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tần Lạc lại hỏi. Chưa từng. Tôi có trêu chọc mấy người không? Không có. Vậy tại sao mày lại đưa ra một lễ vật lớn như vậy cho một người xa lạ, không có xích mích với bản thân mình ở ngay lần đầu tiên gặp mặt? Anh dựa vào cái gì hả? Bởi vì là thái tử sao? Bởi vì mày cảm thấy cả cái thành phố Yến Kinh này chỉ có mày mới có quyền khi nói chuyện với người khác, chỉ có mày mới có quyền ức hiếp người khác, còn người khác chỉ biết chịu ức hiếp sao? Những lời này hơn một nửa là nhắc lại lời thái tử vừa mới nói lúc anh ta chất vấn Vương Cửu Cửu, cũng uy lực, đanh thép như vậy.
Thái tử trầm mặc. Chủ nhân trầm mặc chính là lúc các nô tài biểu diễn. Trịnh Tồn Cảnh tiến về phía Tần Lạc, nhưng sau khi gã nhớ ra thân thủ kinh khủng của Tần Lạc, gã liền dừng lại, đứng chệch ra khỏi vị trí đó. Như vậy vị trí đứng của gã có chút quái dị, gã không đứng đối mặt với Tần Lạc mà gã đứng bên cạnh Tần Lạc. Một khi đứng như vậy sẽ làm khí thế của gã giảm đi, sức nặng khi nói chuyện cũng giảm đi rất nhiều. Thực sự trông gã giống với một vai hề đang ra sức biểu diễn trong điện ảnh và truyền hình hơn. Ai đưa đại lễ cho mày? Mày nghĩ rằng bản thân mình là ai? Thái tử mà để loại người nhỏ bé như mày vào mắt sao? Chúng mày dưới sự chỉ huy của tiểu công chúa vương gia tìm một lý do chẳng hiểu ra cái gì huy động người tới đây hỏi tội. Chẳng lẽ chúng mày không cảm thấy chúng mày đang khinh người quá đáng sao? Xem ra nhất định phải để bên quân ấy xử lý việc này. Đối với những người nói năng không rõ ràng như chúng mày, bên quân bộ nhất định sẽ có những xử lý công bằng với chuyện này. Coi như Trịnh Tồn Cảnh là người thông minh, gã hiểu rõ rằng chỉ cần không có cách gì chứng minh Lôi Diệu Dương có liên quan tới chúng. Đó chính là nguyên nhân gây chuyện, cũng là vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm. Đây chính là vấn đề làm Tần Lạc đau đầu nhất, hắn hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh tất cả những chuyện này là do Thái tử đứng sau sai khiến. Hắn biết với nhân cách của gã, hai mặt Lôi Diệu Dương cùng với mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu, lời làm chứng của hắn sẽ hoàn toàn bị xem nhẹ. Tần Lạc không thèm quan tâm tới Trịnh Tồn Cảnh, hắn nhìn Thái tử nói, mày rất thông minh. Tao cũng không phải là người quá ngu ngốc, có rất nhiều thứ trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Xem ra mày là một người rất ngạo mạn, tao chỉ cần một câu trả lời. Một câu trả lời để chứng minh sau này chúng ta có thể trở thành kẻ thù hay là đối thủ. Mày không dám sao, hay mày chỉ giống như bọn trộm cướp ẩn núp trong bóng tối phóng ám khí, sử dụng những quỷ kế căn bản là không có tác dụng gì cả. Trong mắt Trịnh Tồn Cảnh chợt lóe thần quang, nhưng bề ngoài của gã vẫn trầm mặc như vậy. Yêu một người hẳn cũng phải để người đó biết, hận một người hẳn cũng phải để người đó biết. Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy những lời này khá mập mờ nên hắn vội vàng giải thích, ý của tao là nếu hận một người thì hãy quang minh chính đại nói cho người đó biết. Nếu như mày có đủ tự tin, mày hãy nói thẳng cho người đó biết, đón nhận sự phẫn nộ cùng với sự trả thù nếu có của người đó. Nếu là tao, tao sẽ làm vậy. Vậy còn mày? Thái tử hỏi. Tao, Tần Lạc ngẩn người, tao làm sao? Mày có hận tao không? Hận, Tần Lạc nói, tao hận mày. Tần Lạc vốn muốn bổ sung thêm vào sau nữa, tao hận mày, hận mày, hận mày, hận mày. Khi ngủ cũng hận mày, khi ngủ dậy cũng hận mày. Khi ăn cơm cũng hận mày, khi đi tiểu cũng hận mày. Hận mày mỗi người, hận mày mỗi phút, hận mày mỗi giây. Cả đời này tao hận mày. Nhưng Tần Lạc sợ khi hắn nói vậy sẽ khiến hai cô gái trẻ Vương Cửu Cửu và Ninh Toái Toái hiểu lầm, cho là linh hồn hắn đã bị đại sư ngôn tình nổi tiếng của Đài Loan chiếm giữ nên hắn đành khiên cưỡng kìm lại. Lý do gì? Bởi vì sự thù địch không rõ ràng của mày, Tần Lạc nói sau khi suy nghĩ. Hắn nói thêm, tao còn căm ghét người nào có nụ cười giống tao. Hiện tại mày đã có thể trả lời câu hỏi của tao chưa? Tần Lạc nói, xem ra bản thân mày vẫn không bằng tao. Tao cũng hận mày, Thái tử nói, chẳng lẽ không có ai nói cho mày biết sao? Mày rất đáng ghét. Không có, Tần Lạc lắc đầu, ngược lại bọn họ một mực nói tao rất đáng yêu. Tần Lạc đắc ý pha lẫn tự hào nói, lần trước khi tao quay về từ Hàn Quốc đã có gần 1 vạn người ra sân bay đón tao. Khung cảnh vô cùng hùng tráng, thậm chí cảnh sát cũng cúi chào tao. Trong di động của tao có quay được một đoạn đó, mày có muốn xem không? Mày cũng có thể lên Google tìm kiếm tên của tao. Trên mạng có 650 vạn thông tin có tên tao. Không, đó là con số của ngày hôm qua. Hôm nay nhất định đã lên tới 700 vạn. Đây là chuyện có tới tận lúc này làm Tần Lạc tự hào nhất, giống như đứa trẻ nhà ai đó được lên CCAV, nó luôn không kìm lòng được muốn thông báo toàn bộ cho bạn bè thân thích của bố mẹ, họ hàng gần xa biết. Chỉ cần có cơ hội là Tần Lạc nhất định sẽ giao giảng cho người khác nghe về chuyện này. Không ngờ Thái tử thậm chí còn gật đầu nói. Tao biết rất rõ cảnh đó, nhưng như thế thì đã sao nào? Chẳng lẽ mày không biết người dân rất chóng quên phải không? Bọn họ chỉ quan tâm tới giá cả của chè, gạo, mỡ, muối, giá thịt có tăng hay không. Bọn họ sẽ nhanh chóng quên phén cái tên mày. Bọn họ có thể thổi phồng mày lên rất cao nhưng cũng có thể hạ mày té ngã rất thê thảm. Tao sẽ không ngừng làm ra những chuyện để bọn họ nhớ rất kỹ. Như vậy thì mệt chết. Đời người không có hứng thú sẽ không thể làm được chuyện gì hay ho, Tần Lạc cười nói, có lẽ mày cảm thấy trốn tránh trong ngôi biệt thự này nghĩ ra mấy âm mưu quỷ kế hại người tự cho là thiên hạ vô song. Đời người cũng rất phong phú,
sự thỏa mãn của nội tâm là vô cùng tận, nhưng tao khác với mày. Tao muốn đón nhận những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của dân chúng. Điều tao muốn là được lưu danh sử sách, tao cảm thấy như vậy mới là sảng khoái. Lưu danh sử sách, thái tử nở một nụ cười. Ban đầu nụ cười không thành tiếng, HCI làm ra mặt co lại, nhưng dần dần tiếng cười to lên và cuối cùng biến thành một nụ cười sằng sặc. Trí tuệ thấp kém. Tần Lạc nổi giận nói, mày có thể không đồng ý với suy nghĩ của tao, nhưng mày tuyệt đối không được công kích, hạ nhục sự lựa chọn của tao. Tôn trọng người khác là vấn đề quan trọng nhất. Thái tử gật đầu nói, trước đây tao cũng như mày. Còn bây giờ, bởi vì tao nhận ra suy nghĩ này không thực tế. Chính vì vậy mà mày mới hận tao, phải không? Tần Lạc cười hỏi. Không, thái tử phủ nhận, bởi vì chuyện gì tao không làm thành công, mày lại thành công. Đó hoàn toàn không công bằng với tao, Tần Lạc thầm cười gượng trong lòng. Đây là loại người nào vậy? Hắn chỉ nghe nói phụ nữ thích ăn giấm chua, gã thanh niên này ghen tức điên cuồng như vậy, quả thực rất hiếm gặp. Công bằng, bọn họ đã từng công bằng với tao chưa? Thái tử hung tợn nói, còn nữa, mày có một câu nói rất hay. Cái gì? Tần Lạc hỏi. Tao cũng rất ghét người nào có nụ cười giống tao. Không ngờ chúng ta lại có giống điều kiêng kỵ như vậy, Tần Lạc cười nói, nhưng bất kể như nào mày vẫn thiếu một lời xin lỗi. Chương 446, chúng tôi dùng ngựa hạ đẳng đánh cuộc với ngựa thượng đẳng. Ta đương nhiên thấy xin lỗi là không cần thiết, thái tử kiêu ngạo nói, hơn nữa ta cũng không có thói quen xin lỗi. Nói như vậy là mày muốn ức hiếp người ta phải không? Tần Lạc cảm thán nói, nhưng tao không có thói quen bị người khác ức hiếp. Hai hàng mi trên mắt thái tử nháy nháy, anh ta chăm chú nhìn Tần Lạc nói, vậy bây giờ mày muốn làm gì? Tao muốn đòi lại công bằng cho chính mình, Tần Lạc cười nói. Sau đó thì sao? Thái tử cười nhạt nói, mày muốn ra tay ở đây sao? Mày không có bất kỳ ưu thế nào hết nếu luận về nhân số và thực lực. Quả thật Tần Lạc không có một chút ưu thế nào. Bên cạnh hắn chỉ có một Phương Cửu Cửu mới học được mấy chiêu của thuật bác đấu trong quân đội. Ninh Toái Toái hoàn toàn không biết thuật chiến đấu. Còn về phần Lôi Diệu Dương, có lẽ ngay cả Ninh Toái Toái hắn ta cũng không bằng. Còn đối phương thì sao? Không nói về thực lực khủng khiếp của riêng thái tử. Chỉ riêng bốn gã vệ sĩ áo đen cùng với Trịnh Tồn Cảnh đang đứng nhìn hằm chằm cũng đủ làm Tần Lạc đau đầu. Trong khi bản thân hắn đối phó với thái tử, một mình Vương Cửu Cửu có thể đơn độc đấu với năm người đàn ông như hổ lang không? Nhưng Tần Lạc thực sự không cam lòng nếu cứ vậy mà buông tha. Chính bản thân hắn không trêu chọc ai, hắn chỉ dẫn theo một em gái đi dạo trong rừng cây lại bị một đá ưm lưu manh quấy rối. Một khi đã biết kẻ chủ mưu mà không thể trả thù thì Tần Lạc hắn thật sự không thể nuốt trôi cái cảm giác đó. Tần Lạc thầm nghĩ, tại sao không thể trả thù? Bởi vì hắn ta là thái tử. Thái tử là ai? Đúng vậy, thái tử là ai? Bây giờ Tần Lạc mới suy nghĩ cẩn thận, hắn căn bản không biết thái tử là ai. Cũng do hắn ta có hai vị quân sư quạt mo nên Vương Cửu Cửu dường như có phần cố kỵ ta. Anh ta một mực bày ra vẻ mặt thong dong bình tĩnh, bí hiểm vì vậy. Bây giờ bản thân hắn phải coi thái tử như là một nhân vật tai to mặt lớn sao? Có thể dễ dàng bị hắn ta ức hiếp một cách uất ức vậy sao? Người chết thì lên thiên đường, không thể sống vạn năm. Liều mạng. Vì vậy Tần Lạc rút súng ra. Đây chính là khẩu tiểu hắc hỏa dược đã đưa tặng hắn. Tần Lạc vốn lo lắng trên đường sẽ gặp phải sát thủ theo sát mình nên hắn mới mang theo khẩu tiểu hắc để phòng thân. Hắn quả thực không ngờ sát thủ đâu chưa thấy lại đụng phải một đám hề kịch này. Tần Lạc mở chốt an toàn, hắn chỉ súng vào đầu thái tử nói, tao đã nói rồi mày thiếu tao một lời xin lỗi. Bây giờ mày hãy nói ngay lập tức cho tao. Phản ứng của Tần Lạc quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Rốt cuộc trên gương mặt không hiện lên sắc thái nào của thái tử cũng xuất hiện cảm xúc khác thường. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không ngờ gã này lại ngu xuẩn tới mức độ này. Dùng súng ở Lan Đình này sao? Nó còn muốn sống nữa không vậy? Thái Liên và Trịnh Tồn Cảnh cùng cười âm hiểm, cả hai cùng chờ đợi một màn kịch vui. Sắc mặt Ninh Toái Toái hiện lên vẻ nôn nóng, nàng định tiến lên khuyên nhủ Tần Lạc mấy câu nhưng bất chợt nàng lại cảm thấy lúc này không nên đi tới quấy rầy Tần Lạc. Nếu để cho người xấu nhân cơ hội cướp mất súng, Tần Lạc mất đi quyền chủ động, khi đó bọn chúng có thể nổ súng, bọn chúng. Lúc đó bọn chúng có quyền tự vệ chính đáng vì dù sao người dùng súng trước là Tần Lạc. Ngược lại sắc mặt Vương Cửu Cửu rất bình tĩnh. Giống như nàng không có chút bất ngờ nào về hành động này của Tần Lạc nhưng trong lòng nàng đang âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ con người này không biết sợ hãi là gì sao?
có một số người tuyệt đối không thể cầm súng chỉ vào đầu. Tại sao mày dám làm như vậy? Ánh mắt thái tử sáng quắc nhìn Tần Lạc chằm chằm hỏi, mày thật sự cho rằng mày có một tấm thẻ bài long tức thì bọn họ không dám bắt giữ mày sao? Tao dám làm như thế là không có quan hệ gì với long tức. Nguyên nhân đơn giản là vì tao có súng, mày không có. Khi Tần Lạc nói những lời này, gương mặt của hắn vô cùng đắc ý làm cho người khác nghĩ tới tình cảnh hài hước khi một đứa bé trai 3, 4 tuổi nhìn một đứa bé gái 2, 3 tuổi nói, tao có chim, mày không có. Tao biết mày khẳng định rằng tao không dám nổ súng, thế nhưng tao có thể thẳng thắn nói cho mày biết, một khi tao đã rút súng ra là tao muốn có một kết quả. Bây giờ hãy nói xin lỗi đi. Mày dự định bắn vào chỗ nào? Thái tử hỏi, đầu ư, cái này mày sẽ không dám, mà cũng sẽ không đâu, bởi vì mày nghĩ rằng mạng của mày đáng giá hơn so với mạng của tao. Mày sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, mạng đổi mạng này đâu. Ngực sao, chỗ này dễ dẫn tới tình trạng tổn thương nội tạng, dẫn tới tử vong. Mày đương nhiên cũng không chọn chỗ này. Bắp đùi ư, bả vai ư, hay là chân? Thái tử không vì Tần Lạc đang cầm súng chĩa vào đầu mà tỏ ra lép vế, ngược lại anh ta đang từng bước phân tích những chỗ Tần Lạc có thể nổ súng khiến cho người nghe cảm thấy anh ta chính là người gây sự. Không sai, anh ta đang bức bách Tần Lạc nổ súng. Thái tử biết rằng đối thủ này của anh ta đã có một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Ngay giây phút Tần Lạc móc khẩu súng ra, thái tử biết ván bài thứ hai này hắn nhất định sẽ thua. Một đối thủ không biết cách lợi dụng sai lầm của kẻ thù đương nhiên không phải là một đối thủ xứng tầm. Chỉ cần Tần Lạc dám nổ súng, anh ta sẽ có cách xóa nhòa hết ánh hào quang đang bao quanh Tần Lạc. Ngay cả một thường dân Tần Lạc hắn cũng sẽ không có tư cách làm, khi đó hắn sẽ trở thành một kẻ tội phạm. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc lắc đầu, ý muốn bản hắn tuyệt đối không được làm liều. Lan Đình là khu vực do bên quân sự quản lý. Bất kỳ ai nổ súng ở đây cũng sẽ chuốc lấy phiền phức khó có thể giải trừ được. Đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Thái tử thấy trong mắt Tần Lạc hiện lên vẻ do dự. Trần Trừ liền lên tiếng thúc giục, có muốn tao đưa ra một đề nghị hợp lý không? Nói nghe thử xem. Tần Lạc gật đầu. Hãy bắn vào bắp chân đi nha. Loại vết thương này vừa không nguy hiểm tới tính mạng, lại có thể không đi lại được. Ít nhất cũng phải nằm viện 5 bữa, nửa tháng. Vấn đề mấu chốt là có thể đánh tan nhuệ khí của kẻ thù, làm uy tín của bản thân mình lên vùn vụt. Thái tử nói, giống như anh ta không phải là người bị gã đàn ông trước mặt cầm súng chỉ vào đầu. Được rồi. Tao nghe theo lời mày. Tần Lạc di chuyển mũi súng xuống ngay bắp chân của thái tử. Bắn thật sao? Thái Liên Như choáng váng. Trịnh Tồn Cảnh cũng choáng váng. Chẳng lẽ gã ngu này không hiểu nói mát là gì sao? Nếu là người khác khi nghe thấy thái tử nói vậy, nhất định sẽ ném củ khoai lang làm phỏng tay trong tay mình đi rất xa. Tần Lạc, chờ em một lát, Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu kéo người Lôi Diệu Dương, thì thào nói mấy câu vào tai Lôi Diệu Dương. Hai mắt Lôi Diệu Dương trợn tròn, kinh ngạc há hốc mồm. Hắn ta tuyệt đối không thể tin vào cách mà hắn ta vừa nghe thấy. Đi, còn, không, đi, sao? Vương Cửu Cửu hỏi gần từng từ một, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Lôi Diệu Dương nhìn thái tử một cái, sau đó hắn ta liều mạng lắc đầu. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trán vỗ mồ hôi lạnh, giống như hắn ta vừa mới vận động rất kịch liệt. Tôi bảo đảm anh sẽ không chết, Vương Cửu Cửu nói. Hơn nữa nửa đời sau của anh còn sống có danh dự hơn nhiều so với nửa đời trước. Lôi Diệu Dương lại lắc đầu. Hắn ta căn bản không thể đồng ý với cách đó. Vương Cửu Cửu thở dài nói, nếu một khi đã như vậy, sau này vương gia không còn liên quan gì tới anh nữa. Nàng như vô tình liếc nhìn thái tử rồi nói tiếp, hôm nay anh đã phản bội hắn, anh hãy chuẩn bị đón nhận sự trả thù của hắn đi. Anh hẳn biết tính cách của hắn. Em họ, em, sắc mặt Lôi Diệu Dương như đưa đám. Tôi là Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu sửa lại câu nói của hắn ta, tôi hỏi lại một lần nữa, anh có làm hay không? Một lần cuối cùng, có làm hay không? Anh chấm ans, Lôi Diệu Dương muốn phát điên. Hắn ta quả thực không ngờ hôm nay bản thân mình phải rơi vào một lựa chọn khó khăn như vậy. Nếu như có thể ước, hắn ta ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện ở Lan Đình này, cho tới bây giờ cũng không yêu ẩn biết bất kỳ ai trong căn phòng này. Hai hàm Lôi Diệu Dương run lên lập cập. Và vào nhau như tiếng băng đạn va chạm, hai tay hắn ta buông thõng, hai chân run lẩy bẩy, cả người hắn ta như co rúm lại, người lảo đảo như muốn ngã. Đi thôi, Vương Cửu Cửu nhẹ nhàng vỗ vai Lôi Diệu Dương nói, anh họ, đây là cơ hội chứng tỏ bản thân của anh. Sau này anh sẽ là người nòng cốt của vương hệ. Rốt cuộc Lôi Diệu Dương cũng khẽ gật đầu, hắn ta cố sức nuốt mấy ngụm nước miếng nói, Cửu Cửu,
đây là lần đầu tiên anh tin tưởng phụ nữ, hy vọng em không làm anh thất vọng. Yên tâm đi, Vương Cửu Cửu gật đầu. Đột nhiên Lôi Diệu Dương quay người, hắn ta tiến vội lên trước mặt Tần Lạc rồi cầm lấy khẩu tiểu hắc trong tay Tần Lạc, chỉ vào đầu thái tử nói, thái tử, đừng ép tôi. Anh ta chỉ cần một lời xin lỗi. Hãy xin lỗi anh ta, nếu không xin lỗi tôi sẽ nổ súng. Lôi Diệu Dương, mày biết mày đang làm gì không hả? Trịnh Tồn Cảnh lớn tiếng quát, có phải mày muốn chết không? Tao không muốn chết, nhưng nếu tao không làm như này thì tao chết chắc rồi. Lôi Diệu Dương hung tợn nói, tao không đồng ý thì cả hai nhà các người cũng ép tao tới chết. Tao đồng ý thì ít nhất vẫn còn vương gia bảo vệ tao. Lôi Diệu Dương, mày vẫn còn một lựa chọn. Hãy buông súng xuống hay quay ngược họng súng, thái tử sẽ bảo vệ sự phú quý của mày. Vô dụng thôi, đã tới bước này chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn. Lôi Diệu Dương lắc đầu nói. Ngay khi hắn ta đã đưa ra quyết định, tinh thần của hắn ta cũng bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi do dự lúc trước. Thái tử, xin lỗi, đừng ép tôi. Mày có biết điều kiện cơ bản nhất của một con chó là gì không? Thái Liên nhìn Lôi Diệu Dương hỏi. Cần phải cắn người. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói. Không sai, nhưng so với cắn người thì điều quan trọng hơn vẫn là trung thành. Ánh mắt sắc bén của thái tử nhìn chằm chằm Lôi Diệu Dương như muốn đâm thủng thân hình của hắn ta. Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Tao biết thủ đoạn của thái tử mày, vì vậy tao mới không thể không đồng ý. Lôi Diệu Dương nói, thái tử, hãy nói đi. Thái tử không nhìn Lôi Diệu Dương nữa, anh ta quay nhìn Vương Cửu Cửu nói, thủ đoạn hay lắm. Không có gì, chỉ học người xưa thôi. Vương Cửu Cửu khiêm nhường nói. Người xưa đã từng có thủ đoạn vậy sao? Thái tử nghi ngờ hỏi. Nhất định khi anh còn bé đã không chịu học hành tử tế. Nếu không thì sao ngay cả tích đua ngựa của Điền Kỳ anh cũng không biết? Vương Cửu Cửu sảng khoái chọc tức thái tử. Điều này đương nhiên là biết, thái tử nói. Đại tướng Điền Kỳ nước Tề rất thích đua ngựa. Một lần Điền Kỵ và Tề Uy Vương đồng ý tiến hành một cuộc đua ngựa. Bọn họ phân chia ngựa của mình làm thành ba loại, thượng, trung, hạ đẳng. Khi cuộc đua diễn ra, ngựa thượng đẳng đấu với ngựa thượng đẳng, ngựa trung đẳng đấu với ngựa trung đẳng, ngựa hạ đẳng đấu với ngựa hạ đẳng. Bởi vì mỗi đẳng cấp của Tề Vương Uy đều mạnh hơn so với của Điền Kỵ nên khi ba cuộc đua được tiến hành Điền Kỵ đều thất bại. Điền Kỵ mất hứng, ủ rũ định rời khỏi trường đua ngựa. Lúc này bản thân của Điền Kỵ là Tôn Tẫn mới cho hắn một phương pháp, trước tiên Điền Kỵ dùng ngựa hạ đẳng đấu với ngựa thượng đẳng của Tề Vương Uy. Trận đầu thua, trận đấu thứ hai, Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ dùng ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng của Tề Uy Vương. Trận thứ hai thắng, trận thứ ba Điền Kỵ dùng ngựa trung đẳng đấu với ngựa hạ đẳng của Tề Uy Vương, lại thắng. Khi cuộc tranh tài kết thúc, Điền Kỵ thắng 2, thua 1 nên đương nhiên thắng Tề Uy Vương. Vẫn chỉ là ngựa đó, nhưng chỉ cần thay đổi thứ tự xuất trận là có thể chuyển bại thành thắng. Tôi chỉ cần đổi ngựa thượng đẳng thành ngựa hạ đẳng đối đầu với anh. Anh nhất định sẽ không dám đánh cuộc nữa, đúng không? Mày thắng, thái tử nhìn Tần Lạc nói. Điều tao cần chính là một lời xin lỗi, Tần Lạc nói. Ánh mắt thái tử chớp chớp, hình như anh ta đang cố tìm năng lượng để nói ra câu đó. Rất lâu sau mới có một thanh trầm, thấp vang lên, thực xin lỗi. Chương 447, vật hy sinh. Thái Liên và Trịnh Tồn Cảnh há hốc mồm kinh ngạc, bọn chúng có thể giải thích được lựa chọn của thái tử nhưng bọn chúng không thể nào chấp nhận giải pháp đó. Bọn chúng đi theo thái tử nhiều năm rồi, từ khi vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng bởi vì bối cảnh gia đình mà đã tạo nên một khoảng cách mênh mông không thể vượt qua, chúng giống như một đứa tiểu nô chạy xung quanh thái tử. Bây giờ khi đã lớn tuổi, chúng từ tiểu nô tài thăng cấp lên đại nô tài. Quen biết thái tử nhiều năm, bọn chúng đương nhiên hiểu rất rõ bản tính của người thanh niên này. Anh ta giật ích kỷ, ngạo mạn, cuồng vọng, chạy theo sự hoàn mỹ, đầy dã tâm, cực kỳ xảo trá. Bọn chúng đã nhìn thấy rất nhiều thanh niên tuổi trẻ, tài năng phủ phục dưới chân thái tử, cũng nhìn thấy rất nhiều tiểu tử kiêu ngạo, không biết phép tắc đã rơi vào âm mưu, quỷ kế và họng súng của thái tử. Thái tử giống như một tử thần, anh ta cướp đi danh dự, là tử thần đối với sinh mạng của người khác. Thế nhưng hôm nay anh ta lại đối mặt với chuyện bị người khác thu hoạch tính mạng của mình. Từ đầu tới giờ nước sông quá chênh lệch so với mặt biển mênh mông, ngay lập tức làm bọn chúng như chìm trong giấc mộng, quên mất bản thân chúng là một nô tài. Bây giờ chúng nhìn thái tử với vẻ mặt sùng bái, khâm phục anh ta có bản sắc kiêu hùng giống như tiểu đệ đệ của muốn co là co, muốn mềm là mềm, muốn cứng là cứng, đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Tần Lạc nghe thấy lời xin lỗi của thái tử nói. Rất tốt, tao chấp nhận lời xin lỗi của mày. Mày hãy xem đi,
chỉ có ba từ thôi, cũng không phải quá khó, đúng không? Thái tử giống như là không nghe thấy câu nói châm chọc của Tần Lạc, anh ta chỉ cúi đầu xuống, khiến người ta cảm thấy anh ta không dám ngẩng đầu lên đối mặt với tình cảnh. Này! Các người điên rồi hả? Các người có biết là đang làm gì không? Rốt cuộc Trịnh Tồn Cảnh cũng có phản ứng, gã nghiêm nghị quát to. Chúng tao hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, Vương Cửu Cửu nói, thế nhưng có một điều chúng tao không hiểu là chúng mày đang muốn cái gì. Bây giờ đã có thể thu lại súng chưa? Đừng nói là chúng mày chuẩn bị nổ súng nhé. Trịnh Tồn Cảnh cười nhạt nói. Trịnh Tồn Cảnh bước lên trước, gã đứng chắn trước mặt thái tử nói, trước tiên hãy bắn tao trước. Vấn đề là ở đây có quá nhiều người mà thôi, đối với vương gia chúng mày. Mà nói loại chuyện nhỏ nhặt này rất dễ xoa nhòa được mà. Còn có tao nữa, Thái Liên lên tiếng rồi gã tiến lêu đứng chắn trước mặt Trịnh Tồn Cảnh nói, tao là người da dày, thịt béo. Có khả năng phải lãng phí mấy viên đạn. Mấy gã vệ sĩ áo đen thấy Trịnh Tồn Cảnh và Thái Liên thể hiện mình cũng cuống quýt có phản ứng. Mấy gã đó nhanh chóng chạy tới đứng chắn trước mấy người đó, dùng thân thể của mình đối mặt với họng súng đen ngòm, lạnh như băng. Lúc trước khi Tần Lạc rút súng ra, bọn chúng nghĩ nhất định Tần Lạc sẽ thua ván bài này, vì vậy chúng mới không có phản ứng. Bọn chúng sợ phá hỏng ván bài của Thái tử. Thế nhưng tình hình bây giờ đã có bước đột phá. Dĩ nhiên là Thái tử đã thua. Lúc này bọn chúng đương nhiên phải thể hiện một phen. Bàn tay của Lôi Diệu Dương lại bắt đầu run rẩy, hắn ta liếc mắt nhìn Vương Cửu Cửu, chờ đợi nàng xuất ra chỉ thị tiếp theo. Mặc dù trong phòng có rất nhiều người như vậy nhưng chỉ có hắn ta cầm súng trong tay, nhưng hắn ta thực sự không có quyền điều khiển cũng như quyền quyết định Vương Cửu Cửu tiến giữa cửa phòng. Nàng vung tay đập vào cái nút màu đỏ bao bọc bằng nhựa trắng trong suốt ở cạnh. Đây chính là chuông báo động trong trường hợp khách ở Lan Đình gặp phải tình cảnh nguy cấp, trực tiếp liên hệ với đội cảnh vệ, còn lúc bình thường không có ai dùng tới. Không, từ khi thành lập trại an dưỡng Lan Đình này vẫn không có bất kỳ ai dùng qua. Vương Cửu Cửu chính là cô gái đầu tiên dùng tới biện pháp này. Sau đó Vương Cửu Cửu đi tới bên cạnh Lôi Diệu Dương nói, hãy cố kiên trì khoảng một phút sau đó hãy đầu hàng. Sau khi suy nghĩ nàng bổ sung, nói cách khác nếu đầu hàng nhanh thì cũng chết nhanh hơn. Chưa đến một phút sau từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, tiếp theo đó là một đám cảnh vệ áo đen nai nịt, súng ống nghiêm chỉnh xuất hiện. Không nhúc nhích. Hãy bỏ súng xuống. Hãy lập tức bỏ súng xuống nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Dìa nó đi, nó định giết ta, thái tử ở phía sau gào lên. Trong khi thái tử nói, anh ta mang chân đá mạnh vào mông Trịnh Tồn Cảnh. Trịnh Tồn Cảnh nhao người về phía trước, sau đó gã đụng vào Thái Liên làm Thái Liên lảo đảo bước lên trước. Khổ người của Thái Liên quá lớn nên làm bốn gã vệ sĩ áo đen đứng chắn ở phía trước bắn ra ngoài. Chuyện xảy ra rất đột ngột nên không ai kịp có bất kỳ phản ứng nào. Ở vào vị trí của Lôi Diệu Dương thì hắn ta cảm thấy mấy người này đột nhiên xông lên như muốn cướp súng của mình. Không được tới đây, hắn ta kêu to, ngón tay hắn để trong cò súng như không thể kìm được nữa. Không cần nổ súng, Vương Cửu Cửu kêu to. Hãy mau đầu hàng đi, Tần Lạc nghiêm giọng hô lên. Ngay khi hắn hô lên, thân thể hắn mạnh mẽ xông tới, đánh ngã Lôi Diệu Dương ngã nhào xuống nền nhà. Phanh! Một tiếng súng vang lên. Không có bất kỳ ai bị thương. Viên đạn bắn vào thảm nhà. Tấm thảm màu hồng đẹp đẽ quý giá bị phá hủy một lỗ nhỏ, còn có mùi lông động vật bị đốt cháy. Tiếp theo đó Tần Lạc và Lôi Diệu Dương bị đè nghiến lại. Có rất nhiều họng súng chĩa thẳng vào đầu hai người. Có người đoạt lấy khẩu súng trong tay Lôi Diệu Dương, có người kéo Tần Lạc dậy. Ngay khi họ chuẩn bị bắt giam hắn thì Vương Cửu Cửu tiến tới nói mấy câu với người chỉ huy. Người đó liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi phất tay ra hiệu bỏ Tần Lạc ra. Lôi Diệu Dương bị một chìa còng của bên quân cảnh khóa lại, hắn ta bị bắt giống như một tội phạm. Trịnh Tồn Cảnh và Thái Liên định xông lên đấm đá Lôi Diệu Dương nhưng cả hai đã bị những cảnh vệ kéo ra ngoài. Ngay khi chúng định xông tới lần nữa thì Tần Lạc trợn mắt nhìn làm chúng co vòi lại. Cục diện vốn vô cùng hỗn loạn nhưng đã lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ sau 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người hoàn toàn bình an. Tất cả tội lỗi để một mình Lôi Diệu Dương gánh chịu, hắn ta là vật hy sinh duy nhất trong chuyện này. Viên sĩ quan chỉ huy đội cảnh vệ chạy tới trước mặt thái tử chào hỏi, hỏi thăm tình huống, Vương Cửu Cửu cũng đi ra ngoài gọi điện thoại. Bọn họ đã diễn trò xong, bây giờ vở kịch mới chính thức bắt đầu. Chẳng qua đây là một cuộc chém giết không tiếng động, không để cho người ngoài biết nhưng không kém tàn khốc cùng máu tanh. Vương Cửu Cửu đi tới trước mặt Tần Lạc và nói với hắn, anh phải hiểu chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì tới anh.
Tần Lạc gật đầu, hắn bỉa Vương Cửu Cửu đã được gia đình chỉ bảo cách để xử lý sự kiện nguy hiểm này như thế nào. Sau khi viên sĩ quan nghe thái tử nói xong, anh ta liền đi tới trước mặt Vương Cửu Cửu hỏi, Vương tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi biết một chút chân tướng của sự việc không? Đương nhiên có thể, Vương Cửu Cửu gật đầu nói, là như này. Thái tử sai Lôi Diệu Dương cùng 4 vệ sĩ của anh ta đánh bạn của tôi là Tần Lạc. Khi đó tôi đi ngang qua đó nên tôi mới dẫn bạn của mình tới đây để hỏi cho ra nhẽ, đòi lại công bằng cho bạn tôi. Bạn của tôi không có bất kỳ xích mích với anh ta, không hiểu vì sao anh ta lại có hành động làm người không thể hiểu nổi thế, nhưng thái tử lại phủ nhận chuyện mình đã làm. Anh ta nói tất cả là do Lôi Diệu Dương một mình làm. Vương Cửu Cửu chỉ vào 4 gã vệ sĩ áo đen nói, nếu như Lôi Diệu Dương thật sự tự mình quyết định, anh ta có thể sai bảo 4 gã đặc công kia không? Lôi Diệu Dương thấy mình rất oan ức nên mới lấy súng chĩa vào người thái tử. Tôi sợ sự việc diễn biến xấu nên mới bấm chuông báo động, sau đó thì các anh vào cuộc. Thế nhưng khẩu súng này là của ai? Viên sĩ quan giơ khẩu tiểu hắc trong tay lên trước mặt Vương Cửu Cửu hỏi. Là của bạn tôi, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu thẳng thắn nói. Lôi Diệu Dương đột nhiên ra tay đoạt lấy khẩu súng trong người Tần Lạc. Cô khẳng định vậy chứ? Đúng vậy. Tại sao Lôi Diệu Dương lại bỉa trong người bạn cô có súng? Viên sĩ quan hỏi. Điều này tôi cũng không biết. Anh có thể hỏi Lôi Diệu Dương. Trong khi nói chuyện, Vương Cửu Cửu cảm thấy thái độ thiên vị thái tử của viên sĩ quan chỉ huy nên nàng từ chối trả lời. Tôi sẽ hỏi, viên sĩ quan nói. Chúng tôi thu được 2 lời khai không ăn khớp với nhau, vì vậy chúng tôi cần mang theo tất cả những người có liên quan tới vụ việc này để phục vụ cho việc điều tra. Ai là người có liên quan tới vụ án? Vương Cửu Cửu hỏi. Lôi Diệu Dương, còn cả người bạn có khẩu súng của cô, viên sĩ quan nói. Vương Cửu Cửu thoáng dùng mình rồi nói, vậy mấy người kia? Thái tử thì sao? Bọn họ là người bị hại. Trước khi mọi chuyện chưa điều tra ra kết quả cụ thể, anh dựa vào cái gì mà có quyết định như vậy? Đây là quyết định cá nhân của anh hay là quyết định của phía chính phủ? Cái này, nếu như đây là quyết định cá nhân của anh, thật xin lỗi, anh hãy nói cho tôi biết anh là người có quyền đó sao? Còn nếu như đây là quyết định của chính phủ thì anh hãy mang cả thái tử đi. Như vậy mới công bằng, còn không tôi không phục. Viên sĩ quan chỉ huy nhìn sắc mặt kiên quyết của Vương Cửu Cửu, anh ta thở dài nói, khi nghĩ tới thế lực to lớn đứng sau lưng nàng, chúng tôi chỉ dẫn anh ta đi hỏi một số chuyện mà thôi. Chúng tôi không coi anh ta là tội phạm. Được thôi, hãy mang cả mấy người kia đi theo, Vương Cửu Cửu chỉ vào thái tử nói. Sức khỏe thái tử không tốt, vẫn đang dưỡng bệnh ở trong trại. Sức khỏe của bạn tôi cũng vậy, Vương Cửu Cửu nói, anh có cần giấy chứng nhận của bệnh viện không? Viên sĩ quan chỉ huy im lặng, anh ta biết với thực lực của vương gia, đừng nói tới giấy chứng nhận của một bệnh viện mà ngay cả giấy chứng nhận của một vạn bệnh viện cũng nhanh chóng được đưa tới đây. Mọi người là người trong cuộc. Nếu như chúng tôi cần tới sự phối hợp của mọi người, kính xin mọi người hãy tới. Viên sĩ quan thỏa hiệp. Còn xem tình hình, Vương Cửu Cửu nói. Viên sĩ quan liếc nhìn thái tử và nói, vì để tránh một lần nữa xảy ra xung đột. Xin thỉnh Vương tiểu thư hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Quả thật chuyện bảo vệ Tần Lạc không dễ dàng gì. Vương Cửu Cửu đi tới trước mặt Lôi Diệu Dương nói, anh biết cần phải làm gì, đúng không? Ngoại trừ việc tin tưởng tôi, anh không còn lựa chọn nào khác. Tôi hiểu, Lôi Diệu Dương lộ vẻ sầu thảm gật đầu. Nhưng mà, Vương tiểu thư, xin hãy cứu tôi. Cứ yên tâm đi, Vương Cửu Cửu gật đầu nói, tôi đã đồng ý chuyện của anh, tôi sẽ nhớ rõ. Cứu tôi, Lôi Diệu Dương khẩn khoản nhìn Tần Lạc nói. Thật ra hắn ta cảm thấy Tần Lạc là một người rất đáng tin cậy, thế nhưng trước đó không lâu hắn ta lại hận không đánh cho gã tiểu tử này thành đầu heo. Tần Lạc không nói gì. Hắn chỉ nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn, khóe miệng Lôi Diệu Dương rướm máu, hắn ta cười thảm nói. Sau đó Lôi Diệu Dương bị đám cảnh vệ oai nghi, tài giỏi kéo ra ngoài. Chương 448, khí đồ long tức. Sau khi ra khỏi ngôi biệt thự đặc biệt đó, 3 người Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Ninh Toái Toái lặng lẽ bước đi tới con đường nhỏ rải đá mà lúc trước Tần Lạc và Ninh Toái Toái đã đi qua. Liệu tôi có thể giúp được điều gì không? Ninh Toái Toái lên tiếng. Phá vỡ sự trầm mặc. Không thể, Vương Cửu Cửu lắc đầu. Nàng biết rất rõ gia thế của Ninh Toái Toái. Trong cuộc đấu tranh trực diện này, không một thương nhân nào có thể tham gia. Nếu như gia tộc Ninh Toái Toái bắt buộc tham gia vào thì bọn họ chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi. Dĩ nhiên Ninh Chí Viễn là người khôn khéo, chỉ e là ông ta cũng sẽ không dễ dàng để bản thân mình dính vào chuyện này.
thật sự xin lỗi Ninh Toái Toái, Lưu Tiểng xin lỗi. Không sao, Vương Cửu Cửu cười nói. Nàng chia tay ra nói với Ninh Toái Toái, tôi là Vương Cửu Cửu, rất vui được biết chị. Ừ, tôi là Ninh Toái Toái, tôi cũng rất vui được biết bạn. Bạn thực sự rất lợi hại, Ninh Toái Toái ca ngợi Vương Cửu Cửu từ tận đáy lòng mình. Nàng không thể không thừa nhận cô gái trước mắt này thực sự sắc bén hơn nàng, cũng khéo léo cư xử hơn nàng. Phong cách xử sự cùng với cách giải quyết vấn đề rất thủ đoạn. Ngay cả những người vẫn thường được coi là kiêu hùng, tuấn kiệt cũng còn lâu mới sánh được với Vương Cửu Cửu. Ngay cả Tần Lạc cũng nhìn Vương Cửu Cửu với ánh mắt khác thường. Ngày hôm nay Vương Cửu Cửu đã làm hắn rung động, một cảm giác vui mừng kinh ngạc, cũng như một cảm giác như đã có được vật gì trong tầm tay mình. Đây là bản năng di truyền, Vương Cửu Cửu cười nói, tôi thật sự tin rằng nếu nói về hoạt động kinh doanh thì tôi thực sự kém xa chị. Ninh Toái Toái cười ngượng ngùng nói, tôi hiểu hai người còn chuyện rất quan trọng phải làm ngay. Tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi đi thăm Lăng Thiếu, hai người cứ nói chuyện. Chị có bạn bè ở đây sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Đúng vậy, Ninh Toái Toái nói. Nếu như chị đồng ý đề nghị của tôi, ngay bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy ra bên ngoài. Tôi sẽ giúp sắp xếp cho cô ấy nằm ở bệnh viện khác. Về việc an toàn sẽ không có vấn đề gì. Nữa, Vương Cửu Cửu nói. Chẳng lẽ bọn họ, Ninh Toái Toái kinh ngạc hỏi. Những người đó gan to đến như vậy sao, dám làm cái chuyện coi trời bằng vung ở Lan Đình này ư? Bất kỳ lúc nào cũng không được coi thường lòng ác độc của kẻ ác. Không bao giờ có sự an toàn khi làm hàng xóm của lang sói, Vương Cửu cười nói, đương nhiên đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. An toàn vẫn là quan trọng nhất. Tốt quá, cảm ơn bạn, Ninh Toái Toái thẳng thắn tiếp nhận ý tốt của Vương Cửu Cửu. Bây giờ tôi sẽ tới giải thích ngay với người nhà của bạn tôi. Tôi sẽ cho người tới đón mọi người, Vương Cửu Cửu nói. Sau khi Ninh Toái Toái đi khỏi, Tần Lạc hỏi Vương Cửu Cửu. Làm sao em lại tới đây? Lúc ấy Tần Lạc đang bận đánh lôi Diệu Dương, vì vậy hắn cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Cửu Cửu nhưng lại không có thời gian để hỏi. Em nói em tới đây ngắm cảnh, anh có tin không? Vương Cửu Cửu nghịch ngợm hỏi. Trong giây phút này, dáng vẻ đáng yêu của một thiếu nữ tuổi thanh xuân so với vẻ bình tĩnh như thường để nghĩ ra độc kế tàn nhẫn lúc trước thì thực sự khác hẳn nhau. Tần Lạc cười gượng. Trương Nghi Y biết anh đã quay về nên bảo em tới mời anh ăn cơm, Vương Cửu Cửu cười giải thích. Anh cũng cần tới thăm mẹ em, Tần Lạc gật đầu trả lời. Hắn nhớ tới người phụ nữ mạnh mẽ đó. Thật sự Tần Lạc cảm thấy vừa mến vừa sợ. Bà quả thực là một người rất tốt và cũng rất thú vị. Khi ở bên cạnh xem hai mẹ con cãi nhau cũng là một chuyện rất hứng thú. Điều hắn sợ nhất chính là lối suy nghĩ không câu nệ cùng những câu hỏi không sao có thể trả lời rõ ràng được luôn làm người khác luống ca luống cuống. Sau khi suy nghĩ, Tần Lạc lại hỏi, có thể cứu anh ta ra không? Tần Lạc biết bản thân hắn đã đùn đầy tất cả trách nhiệm, vì vậy một mình lôi Diệu Dương sẽ gánh tất cả. Không cần đồng tình, cũng không cần phải thương cảm. Sau khi lôi Diệu Dương đồng ý với điều kiện của Vương Cửu Cửu, hay nói một cách khác khi hắn ta chấp nhận sự uy hiếp của Vương Cửu Cửu thì kết quả đã như thế rồi. Chẳng qua Tần Lạc cảm thấy tội của hắn ta không đáng chết. Không biết, Vương Cửu Cửu thở dài, lắc đầu nói ý, không nên xem thường năng lực của thái tử. Một khi hắn đã muốn người nào, không thể cứu người đó ra. Như vậy, Tần Lạc thở dài nói, cố gắng lên, anh cần phải làm gì đây? Em hiểu là sau lưng anh có Long Tức, Vương Cửu Cửu cười nói, thế nhưng trong tình huống này Long Tức nhất định sẽ không đứng về phía anh. Tại sao? Tần Lạc ngạc nhiên, trong suy nghĩ của hắn, khi hắn rút súng vào đầu thái tử thì chủ yếu là hắn cảm thấy vẫn còn Long Tức và Long Vương ở phía sau trợ giúp. Cho hắn, bọn họ chính là nơi hậu thuẫn kiên cố nhất mà hắn có thể dựa vào. Nếu ngay cả bọn họ cũng không đứng về phía hắn thì chắc chắn cảm giác an toàn của hắn sẽ biến mất. Thế nhưng Tần Lạc không hiểu, bọn họ không đứng cạnh hắn, bọn họ sẽ đứng về phía đối phương sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng sợ thế lực của gã thái tử đó ư? Tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt Vương Cửu Cửu say sưa nhìn Tần Lạc, giống như nàng muốn ghi dáng vẻ ngẩn ngơ, ngây ngốc của hắn trong lòng. Nàng cười nói, ngay cả tình huống anh không hiểu rõ mà dám giơ súng vào đầu hắn sao? Anh không giống như mọi người, Tần Lạc nói, anh không có xuất thân như mọi người. Anh không phải là người giống như mọi người, vì vậy đối với những mối quan hệ chằng chịt, phức tạp, không đầu mối anh không hiểu rõ lắm. Nói tới thái tử thì không thể không nói tới một người phụ nữ, Vương Cửu Cửu đảm nhiệm trách nhiệm của một người thầy giải thích những nghi vấn đó, một phụ nữ rất đẹp. Một người phụ nữ truyền kỳ,
Bà ấy rất giống với văn nhân Mục Nguyệt bây giờ, đều được xưng là đệ nhất mỹ nữ thủ đô. Bà ta là ai? Thoáng cái Tần Lạc bắt đầu nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Là mẹ của Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng. Đó là thái tử, bởi vì hắn họ Hoàng, địa vị của hắn rất đặc biệt vì vậy tất cả mọi người đều gọi hắn là thái tử. Dần dần mọi người đều biết hắn là thái tử, có rất ít người còn nhớ họ tên thật của hắn. Vương Cửu Cửu giải thích. Người phụ nữ đó thì có quan hệ gì với chuyện này? Tần Lạc mê hoặc hỏi. Vương Cửu Cửu che miệng cười duyên nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Một khi là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Anh quen biết văn nhân Mục Nguyệt, chắc hẳn anh cũng biết số lượng người theo đuổi cô ấy có sức mạnh. Hùng hậu tới mức độ nào? Tần Lạc gật đầu ngầm thừa nhận. Không nói tới những người khác, chỉ riêng một mình Tần Túng Hoành cũng đủ làm người khác khiếp sợ. Cùng tranh đoạt phụ nữ với một người đàn ông như vậy chỉ tổ rước lấy nhục nhã. Ngoại trừ Tần Túng Hoành, chẳng lẽ Bạch Phá Cục không có chút tình cảm nào với văn nhân Mục Nguyệt sao? Ngoài ánh sáng có, trong bóng tối có, mạnh có, yếu có, anh Tuấn có tài có tiền có quyền có, kỳ thực là đếm không xuể. Nghĩ tới điều này trong tâm trạng của Tần Lạc nảy sinh một cảm giác không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Giống như một cơn ghen. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Hắn thầm nghĩ trước đó bản thân hắn đã đưa ra quyết định như vậy, bây giờ cứ giữ mối quan hệ bạn bè như vậy là được. Trong đó có hai người đàn ông xuất sắc hơn nữa, bọn họ còn là những người bạn rất thân thiết của nhau. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc, bắt đầu mở nút. Bọn họ là ai? Một người trong đó sau này trở thành cha của Hoàng Thiên Trọng. Còn người kia? Người còn lại anh sẽ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Em không nói làm sao anh có thể biết đây? Tần Lạc buồn bực nói, người đàn ông tài năng ở Trung Quốc quả thực rất nhiều. Là Long Vương. Tần Lạc trợn tròn mắt, trên mặt hắn hiện lên vẻ bất ngờ không thể tiêu nổi. Long Vương. Cái ông già đang nằm liệt trên giường đó năm xưa còn theo đuổi đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh sao? Hơn nữa lại còn tranh đoạt cùng với huynh đệ của mình. Điều bi kịch nhất là đã thất bại. Tần Lạc cảm thấy điều này quá đỗi bất ngờ làm hắn ngây ngốc hồi lâu, không kịp có phản ứng gì cả. Không ngờ năm xưa Long Vương cũng là người phong lưu, quả thật không thể ngờ. Tần Lạc thầm nghĩ nếu ngày mai hắn đi gặp Long Vương, trong lúc nói chuyện làm như lơ đãng nói tới chuyện này thì không biết Long Vương sẽ có phản ứng gì đây. Đột nhiên Tần Lạc giật mong đợi được nhìn thấy cảnh đó. Long Vương cùng cha của Hoàng Thiên Trọng không chỉ là bạn bè thân thiết, mà còn là người đồng sáng lập ra Long Tức, Vương Cửu Cửu giải thích tiếp. Là người sáng lập ra Long Tức sao? Một lần nữa Tần Lạc như lạc vào giấc mộng. Thảo nào Vương Cửu Cửu nói lần này Long Vương và Long Tức sẽ không đứng cạnh hắn. Nếu như điều này thật sự đúng thì khả năng này là vô cùng lớn. Bởi vì ngay sau khi người bảo vệ của Long Vương đưa cho Tần Lạc chiếc thẻ bài Long Tức, Ly đã từng nói với hắn Long Tức có ba người đồng sáng lập. Thì ra người thứ ba đó chính là cha của Hoàng Thiên Trọng sao? Thảo nào hắn có được địa vị như vậy, được người khác tôn kính như vậy. Bản thân Tần Lạc hắn là một đệ tử gà mờ của Long Vương mà đã có thể đập Bạch Tàn Phổ như vậy. Thái tử hắn còn là con trai của người sáng tạo ra Long Tức, đương nhiên uy thế càng hiển hách hơn. Dường như đã đoán trúng tâm tư của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu tiếp tục giải thích, hắn có địa vị như này không chỉ nhờ vào cha của hắn mà hắn còn có một người mẹ vô cùng lợi hại. Hả? Lợi hại như nào thì em không thể nói rõ ràng. Dù sao chỉ cần anh nhìn văn nhân Mục Nguyệt là có thể tưởng tượng ra bà ta là người như thế nào. Nói không chừng sau này anh sẽ có cơ hội gặp bà ta, Vương Cửu Cửu nói. Nếu cha thái tử đã là người đồng sáng lập Long Tức vậy ông ta đã đi đâu? Tại sao tới bây giờ vẫn không nghe nói về ông ta? Trễ rồi. Đã chết. Chết trận. Tần Lạc xúc động một hồi. Vương Cửu Cửu thở dài nói, tuy ông ta đã chết nhưng đất nước đã vinh danh xứng đáng cho bọn họ. Những người vi quốc phong thân đều là những người đáng tôn trọng, Tần Lạc nói. Đúng vậy, em có thể hiểu tại sao thái tử gây chiến nhằm vào anh, Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói. Tại sao? Vì đố kỵ. Đố kỵ, Tần Lạc cười gượng nói, anh có cái gì đáng giá để anh ta ghen ghét? Hắn có thân phận cao quý, không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Đáng lẽ anh phải ghen ghét với hắn mới đúng. Bởi vì cái hắn muốn thì không chiếm được, anh lại đạt được rất đơn giản. Hắn muốn cái gì? Long Tức, hay nói cách khác là sự tôn nghiêm của Long Tức, Vương Cửu Cửu trả lời, hắn đã từng gia nhập Long Túc nhưng đã bị Long Vương trục xuất. Nói một cách nghiêm khắc hắn chính là người bị Long Tức loại bỏ.
thảo nào thái tử có thân thủ như vậy thì ra hắn cũng xuất thân từ Long Tức. Nếu vậy từ nay về sau càng phải cẩn thận đề phòng. Sự tồn tại của Long Tức làm người ta sợ hãi. Dù hắn đã bị trục xuất khỏi Long Tức nhưng những điều hắn học được ở Long Tức vẫn đủ làm người ta sợ hãi. Càng hiểu rõ tổ chức này càng gây thêm áp lực tâm lý. Quả thật Tần Lạc đã được mở rộng tầm mắt, hôm nay hắn mới biết Long Tức có nhiều chuyện bí mật như vậy. Chương 449, em phải bảo vệ anh. Trong lòng Tần Lạc hừng hực như lò bát quái hỏi, tại sao hắn lại bị Long Tức trục xuất? Vương Cửu Cửu cười nói, điều kiện gia nhập Long Tức cực kỳ hà khắc. Một khi muốn gia nhập phải trải qua sự sát hạch nặng nề. Phải bịa rằng cha của hắn là người đồng sáng lập. Long Tức, tuy ông ta đã trễ nhưng uy danh của ông ta vẫn còn. Nếu như không phải hắn phạm phải sai lầm lớn, sao hắn có thể bị trục xuất chứ? Đó chính là một trường hợp giật khó hiểu của năm đó, em cũng chỉ là vì hiếu kỳ mà biết. Có lẽ anh nên quay về hỏi Long Vương, sư phụ anh, chỉ ông ấy mới có câu trả lời chính xác nhất cho anh. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ Long Vương cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Nếu như ông ấy không muốn tiếp nhận thái tử, ông ấy có thể từ chối ngay từ đầu. Nhưng một khi đã nhận vào rồi nửa đường đuổi ra thì rất dễ bị người ta ỉ xèo không hay sao. Lưng. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu cười hỏi, em hãy nói thẳng ra xem trong suy nghĩ của em cũng nghĩ Long Vương vì muốn trả thù chuyện năm xưa nên mới cố ý bêu xấu con. Trai của người bạn cũ. Vương Cửu xấu hổ giải thích, năm đó cũng có rất nhiều người nghi ngờ như vậy, thậm chí có rất nhiều lời đồn đại của những người dỗi việc lan truyền khắp nơi. Em chỉ nghe thấy đại danh của Long Vương, chưa từng tiếp xúc với ông ta, em càng không hiểu ông ta là loại người như nào. Ông ấy càng không có khả năng đứng ra giải thích tất cả mọi việc vì vậy việc này như nước chảy bèo trôi. Ông ấy khẳng định không phải là người như vậy Tần Lạc quả quyết. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tần Lạc, trong lòng Vương Cửu Cửu thầm có một cảm giác say mê. Nàng nói với hắn, Tần Lạc, anh là người tốt. Cái gì? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Cô gái này lại mắc bệnh hoa si sao? Mặc dù bản thân hắn trông giống như một đóa hoa nhưng tính cách hơi một tí lại sùng bái cá nhân của cô. Nàng thật sự làm người khác không chịu nổi. Anh luôn tin tưởng bạn bè của mình, tin tưởng người thân bên cạnh mình, không một lúc nào mất niềm tin. Cho dù em, cho dù chúng ta chỉ có thể là bạn bè với nhau nhưng em. Vân vô cùng cao hứng, bởi vì em biết, cho dù là bất kỳ lúc nào, cho dù là có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ vẫn tin tưởng em, đúng không? Bởi vì em là người rất đáng tin cậy Tần Lạc cười nói, đây là sự tin tưởng lẫn nhau. Vương Cửu Cửu gật đầu nói, đúng vậy, em cũng tin tưởng anh, rất tin tưởng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình, trong lòng Tần Lạc không khỏi dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng Tần Lạc lại cảm thấy vô cùng nhức đầu với mối tình thắm thiết của cô bé với mình. Em đã thay đổi rất nhiều Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, giống như là em đã lớn lên chỉ trong một đêm vậy. Vương Cửu Cửu cười nói, ý anh muốn nói tới chuyện em uy hiếp Lôi Diệu Dương sao? Tần Lạc gật đầu. Vương Cửu Cửu có thể nghĩ ra một nước cờ tàn nhẫn để Lôi Diệu Dương thay thế hắn nổ súng bức bách thái tử chấp nhận thua cuộc quả thật đã làm Tần Lạc cực kỳ khiếp sợ. Đây là tính di truyền của dòng họ, anh có tin không? Vương Cửu cười, hàng mi xinh đẹp nhướng lên, giống như nàng không muốn cho người khác nhìn thấy ánh mắt nàng. Có chút đau buồn, sinh ra ở một gia đình như vậy. Bất kỳ thời nào cũng phải rơi vào hoàn cảnh đấm đá lẫn nhau. Hiểu được nhiều một chút thì có thể vượt qua dễ dàng hơn một chút, sống thọ hơn một chút. Anh có thể hiểu Tần Lạc buồn buồn nói nhưng làm vậy thì không khỏi quá mệt mỏi sao. Tần Lạc thực sự không thích một Vương Cửu Cửu buồn không ra buồn, lo không ra lo này. Hắn vẫn thích một Vương Cửu Cửu dám yêu, dám hận, một Vương Cửu Cửu đã thích là. Bất kể mọi sự, dĩ nhiên Tần Lạc cũng hiểu đây chỉ là ý muốn của hắn. Bất cứ người nào khi bước vào xã hội đều phải ít nhiều có sự thay đổi. Có niềm vinh dự bị chà đạp, có lý tưởng bị nhấn chìm, có tín ngưỡng bị mất đi, có tính thiện lương bị bỏ rơi. Cuộc sống chó chết này luôn là một trò đùa dai, thích thú biến con người lương thiện thành gái điếm. Ánh mắt Vương Cửu Cửu đăm đăm nhìn Tần Lạc, phảng phất trong ánh mắt nàng như ẩn giấu một bảo vật sáng lấp lánh, sáng ngời làm người khác không dám nhìn thẳng vào nàng. Em hiểu anh thích một Vương Cửu Cửu như thế nào? Đương nhiên em sẽ là một Vương Cửu Cửu như vậy. Những chuyện như này sẽ rất hiếm khi xảy ra. Chỉ bất kỳ khi nào anh gặp nguy hiểm thì em mới có thể nghĩ ra mọi biện pháp để bảo vệ cho anh. Vương Cửu Cửu dừng lại một chút rồi nàng ngẩng mặt nhìn Tần Lạc nói,
Em hiểu, có một số thời điểm em giống như một ông già có gương mặt dữ tợn, lòng dạ độc ác. Em thực sự không muốn để anh nhìn thấy tình trạng của em lúc đó nhưng em bắt buộc phải làm như vậy. Em phải bảo vệ anh không bị bất kỳ thương tổn nào. Bởi vì khi anh bị thương, em cũng sẽ bị thương theo anh. Em không bị thương thì tâm hồn em đau đớn. Sau khi Ninh Toái Toái và mẹ của Lăng Tiếu Tiếu thương thảo với nhau một hồi, rốt cuộc quyết định rời khỏi Lan Đình cũng được đưa ra. Thực tế khi làm như vậy không khác gì một cái tát ngang nhiên vả vào mặt thái tử bởi đó có nghĩa là anh ta ở đây thì người khác không muốn ở. Đây không phải là một lời chỉ trích rất rõ ràng anh ta là một người hàng xóm. Không thể ở cùng sao? Quả nhiên năng lực của ả Vương Cửu Cửu giật hùng hậu, nàng nhanh chóng sắp xếp được bệnh viện cho Lăng Tiếu. Một chiếc xe quân sự tới chờ tất cả mọi người rời khỏi Lan Đình. Sau khi Tần Lạc hẹn với Vương Cửu Cửu rằng hắn sẽ tới Vương gia ăn bữa tối do Trương Nghi Y nấu, hắn liền tự mình bắt xe đi tới thăm sư phụ Long Vương. Hôm nay hắn và thái tử xảy ra chuyện xung đột, hắn thực sự muốn tới tìm hiểu xem Long Vương có thái độ gì với chuyện này. Hơn nữa hắn cũng luôn nghĩ về sức khỏe của Long Vương. Một khi đã quay về từ Hàn Quốc, hắn cũng nên tới thăm ông. Tần Lạc đã tới đây rất nhiều lần nên những nhân viên bảo vệ ở đây đã nhận được mặt hắn. Bọn họ đơn giản chỉ kiểm tra qua giấy tờ của hắn rồi để hắn đi vào. Khi Tần Lạc đi tới trước ngôi biệt thự của Long Vương, hắn vẫn thấy ông già vệ sĩ đó hình như vẫn đang nằm ngủ một cách vô cùng chật vật trên chiếc ghế băng nhỏ. Tần Lạc không biết nằm trên chiếc ghế băng đó có thoải mái hay không. Hắn cũng không hiểu vì sao ông ta không ngã từ trên ghế xuống. Ánh nắng mặt trời long lanh. Bộ quần áo trên người ông ta cũng thay bằng một bộ quần áo mỏng màu đen, mái tóc dài che kín gương mặt làm Tần Lạc không sao thấy được nét mặt của ông ta. Tần Lạc không có đi tới quấy rầy ông ta. Khi đi tới bên người ông, cũng giống như những người khác, hắn đi chậm lại. Đối với những người cả đời vì dân vì nước như bọn họ thì cần được tôn kính. Ngay khi đẩy cánh cửa nhỏ ra, Tần Lạc ngây người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hai tay Long Vương đều đang đặt trên một cây gậy trống. Long Vương đang e dè di chuyển. Hai cây gậy trống kia không đặt dưới nách ông mà ông cầm chúng trong tay. Nói. Cách khác ông hoàn toàn dựa vào lực của hai cánh tay để chống đỡ trọng lượng của thân thể. Hai chân ông lơ lửng trên không, không chạm đất, căn bản là không có chút sức lực nào để hoạt động. Mấy nhân viên hộ lý trẻ thì nôn nóng đi ngay sau lưng, sắc mặt của bọn họ như sợ tiến lên ngăn cản thì sẽ bị mắng. Hai nhân viên chăm sóc đặc biệt thì đi hai bên Long Vương, cả. Hai đang thì thào khuyên nhủ điều gì đó. Ly trong bộ quần áo da màu đen như thường lệ, gương mặt lạnh lùng hà khắc đứng ngay ở cửa ra vào, giống như nàng không nghe thấy lời của hai cô nhân viên chăm sóc. Nàng đang chăm chú dùng thanh chủy thủ, vật bất ly thân của mình gọt một trái táo đỏ. Vỏ táo dài chảy xuống để lộ ra thịt táo trong suốt óng ánh. Ly liệc nhìn qua Tần Lạc đứng trước cửa sau đó nàng cắn một miếng táo. Nhìn thấy Tần Lạc đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Long Vương lộc cộc di chuyển tới trước mặt Tần Lạc, ông cười to hỏi, thế nào? Không ngờ phải không? Quả thật rất bất ngờ Tần Lạc cười nói, khi con rời đi, hai tay sư phụ mới chỉ cử động được thôi mà. Thật sự không ngờ sư phụ lại khôi phục nhanh như vậy. Phải biết rằng chuyện cử động và dùng sức là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi Tần Lạc đi Hàn Quốc, các ngón tay của Long Vương mới vừa có thể cử động được nhưng loại cử. Động đó chỉ là bản năng của cơ thể. Trong đó không có một chút sức lực nào. Bây giờ khi hắn quay lại, hai tay Long Vương đã hoàn toàn cử động rất tốt mà còn có thể gắng gượng chống đỡ sức nặng của thân thể. Tốc độ bình phục như vậy có thể nói là thần. Kỳ, cho dù là một người bình thường thì mấy người có thể hai tay chống thiền trượng bước đi như vậy không? Nói về chữa thì đều là ba phần trị, bảy phần dưỡng nhưng Long Vương là một con người đặc biệt. Tần Lạc chỉ cần làm một người dẫn đường, khai không tất cả vấn đề trong cơ. Thế ông, những việc còn lại đều do chính ông tự giải quyết. Đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn đơn giản. Ngược lại câu nói, nội trị là cực kỳ khó khăn. Tần Lạc cũng thực sự không biết bản lĩnh võ công của Long Vương cao cường tới đâu mà có thể làm được như vậy. Gấp mà Long Vương thẳng thắn nói, ta nằm một chỗ đã nhiều năm rồi, đã lãng phí mất bao thời gian quý giá. Một khi cánh tay này có thể cử động thì đương nhiên không thể. Nhàn rỗi nữa, con hãy xem. Bản thân ta muốn hoạt động, người càng hoạt động thì càng có ích. Hãy xem các cô ấy hù dọa ta kìa. Sư phụ, các cô ấy quan tâm tới sức khỏe của người Tần Lạc cười khuyên nhủ, chân của người vẫn chưa bình phục, không thể vận động quá nhiều.
Nếu một khi cơ thể mệt mỏi sẽ ảnh hưởng tới việc bình phục. Ta biết Long Vương thở dài nói, đôi chân này khi nào mới có thể đứng lên đây? Tần Lạc có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Long Vương. Nếu như thân thể của ông tàn phế hoàn toàn, sẽ cắt đứt những mong muốn trong đầu ông. Khi đó ông sẽ cam chịu nằm yên trên giường bệnh, sẽ không bao giờ mơ tưởng về chuyện hồi phục nữa. Thế nhưng bất ngờ có người tới nói cho ông biết rằng chân của ông vẫn có thể cứu vãn được, tâm tình của ông lập tức sôi động hẳn lên. Ông cảm thấy mỗi giây, mỗi phút nằm trên giường đều vô cùng đau khổ, ông chỉ mong đợi được mau chóng đứng lên. Tần Lạc an ủi, sẽ nhanh thôi, lúc trước sư phụ còn không nghĩ tới việc tay của mình có thể cử động được. Không phải bây giờ đã có thể cử động hoàn toàn tự nhiên sao? Đúng vậy, Long Vương di chuyển hai cây gậy trống đi ra tới chỗ ghế nằm, có còn ở đây thì vẫn còn hy vọng. Tiểu tử ngươi xem ra vẫn còn có lương tâm, sau khi quay về còn đến thăm ta. Ta cứ tưởng rằng bây giờ con nổi danh rồi thì đã quên mất sư phụ này rồi. Tần Lạc xấu hổ cười nói, sư phụ, con mới về. Có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý. Hôm nay rỗi rãi con mới tới thăm sư phụ được. Long Vương để thân thể mình nằm xuống ghế, ông giao hai cây gậy trống cho một cô hộ lý. Long Vương nhìn Tần Lạc cười to nói, ta hiểu con ở bên ngoài làm được rất nhiều chuyện hả hê lòng người. Ta xem cũng hả giận, đối xử với kẻ thù ngoại bang tuyệt đối không thể khách khí. Con càng hung tợn, càng tàn độc bọn chúng mới sợ không dám trêu vào. Con, tạ ơn sư phụ, Tần Lạc nói. Hắn đi lên phía trước rồi bật mạch, chẩn đoán tình trạng bệnh của Long Vương gần đây. Long Vương nằm trên ghế trúc, hai mắt nhắm lại vẻ thư thái. Ông hỏi Tần Lạc với vẻ thờ ơ, tại sao con lại chống đối với tên tiểu tử kia? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 450, tôi nhổ vào gương mặt như nước ép trái cây của anh. Tần Lạc biết Long Vương muốn hỏi chuyện xung đột của hắn và thái tử. Mặc dù hắn không chủ động nói ra, dựa vào hệ thống tình báo thu thập tin tức của Long Vương, ông có thể dễ dàng có được thông tin về chuyện xảy ra ở Lan Đình. Hãy nhớ có người đã nói một câu như sau, ở đất nước này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Long Tức. Sắc mặt Ly đứng bên cạnh vẫn không đổi, thế nhắc đôi mắt nàng mở to, chớp chớp như muốn biết. Kỳ thật trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên về chuyện này. Tần Lạc không muốn giấu giếm, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Tần Lạc cười nói, trước đó con cũng nghĩ mãi không biết vì nguyên nhân nào anh ta lại tìm gây chuyện với con, nhưng sau đó có người tới nói cho con biết anh ta làm vậy chỉ vì ghen ghét. Hả, vì ghen tị sao? Giọng nói của Long Vương vẫn bình tĩnh, sắc mặt vẫn không biểu lộ gì, thậm chí ông vẫn không mở mắt. Hắn ghen tị với con vì cái gì? Ghen tị vì con có Long Vương còn anh ta thì không. Tần Lạc nhẹ nhàng vỗ mông ngựa với Long Vương. Ban đầu Long Vương ngẩn người, sau đó ông cười ha hả nói, không sai, hắn vì ghen ghét. Nịnh Hót Ly đứng bên bĩu môi nói vẻ khinh thường, miệng nàng hồng hồng, nho nhỏ vậy mà cũng đã kịp truyền tải cả một quả táo to vào trong bụng. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn nàng nói, tôi chỉ nói sự thật. Long Vương nói, Tần Lạc nói đúng đó. Trong hai người Tần Lạc và hắn ta chỉ có thể chọn một. Ta đã chọn Tần Lạc. Tần Lạc không ngờ Long Vương lại giữ vững quan điểm ủng hộ mình rõ ràng như vậy. Hắn nói, sư phụ, con nghe nói cha của anh ta với sư phụ cũng có chút quan hệ sâu xa, phải không? Long Vương cười nói, cái cô bé nhà vương gia đó đã nói không ít chuyện bậy bạ với con hả? Một ít, Tần Lạc trả lời. Rất tốt, về phương diện này, con là đồ đệ mà có vẻ mạnh hơn sư phụ ta. Long Vương thở dài nói, không sai, ta và cha của hắn là bạn bè thân thiết. Chúng ta còn là huynh đệ đồng môn, cùng nhau sáng lập ra Long Tức. Còn nếu như con bé đó có nói cho con những chuyện gì khác thì hoàn toàn không phải là sự thật. Tần Lạc cười cười, không dám vạch trần. Có lẽ Long Vương xấu hổ không dám thừa nhận chuyện mình tranh đoạt phụ nữ thất bại trước mặt hắn và Ly. Con không hiểu, tại sao sư phụ lại đồng ý cho anh ta gia nhập Long Tức. Hắn là một nhân tài. Hơn nữa hắn cũng giống cha mình, có nhiệt tình của tuổi trẻ. Nếu như hắn có thể trụ lại lâu trong Long Tức, hắn chính là người một mình có thể tự đảm nhận nhiệm vụ. Nói một cách chính xác, hắn và con rất giống nhau, cả hai đều là nhân tài trăm năm khó gặp, chỉ có điều biểu hiện bề ngoài của con là y thuật, biểu hiện bề ngoài của hắn là tài năng quân sự. Nếu anh ta đã ưu tú như vậy thì tại sao sư phụ lại trục xuất anh ta? Nói như vậy thì chẳng phải sư phụ muốn thanh danh mình bị bêu xấu sao? Ly thoáng dùng mình, thanh chủy thủ trong tay nàng bay vù vù. Nàng bực tức nói, ai dám mắng? Đương nhiên không phải là tôi. Tần Lạc vội vàng giải thích.
tính tình của cô gái này vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ cần một lời nói không hợp đã ra vẻ muốn rút đao. Nói gì thì nói, không phải mối quan hệ của hai người là bạn bè thân thiết sao? Ngay cả cục cưng của mình cũng đã cho cô ấy xem. Cô ấy vẫn vô tình vô nghĩa như vậy, thật sự làm mình quá khổ sở. Ly, không được manh động, Long Vương nói, người trong thiên hạ mắng ta. Con sao có thể bịt miệng người trong thiên hạ đây? Không thể nào, Ly quả quyết, mắng sư phụ chỉ là hạng người trộm cướp có lòng dạ bất chính. Những người thực sự hiểu đạo lý sẽ không bao giờ mắng sư phụ. Tần Lạc nhìn Ly nói, tôi thực không bằng cô. Cái gì? Công phu vuốt đuôi ngựa ấy. Tôi chỉ nói sự thật, Ly tức giận nói với Tần Lạc. Hai người các con không nên đôi co với nhau nữa, Long Vương khuyên nhủ. Hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai nói nữa. Đại trưởng phu hành sự, có việc cần làm, có việc không nên làm. Ta cảm thấy chuyện gì đúng ta sẽ làm. Năm đó ta trục xuất con trai cố nhân ra khỏi Long Tức đã gây nên một làn sóng kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng ta cố ý báo thù, cố ý làm người chết mất mặt. Ta là hạng người như vậy sao? Nếu ta là người như vậy, ta đã trực tiếp từ chối không cho hắn gia nhập Long Tức. Đây chính là điều con thấy rất kỳ quái, Tần Lạc nói. Với trí tuệ của Long Vương, ông tuyệt đối không thể làm ra chuyện mà ông không dự đoán trước hậu quả. Một khi ông đã làm như vậy tất nhiên có chỗ khổ tâm không thể thổ lộ. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi rất giống nhau, thông minh, có tài năng, có thể đảm đương trách nhiệm lớn. Hơn nữa hai người còn có một ưu điểm rất lớn, đó là tham lam. Nhìn thấy Tần Lạc đỏ mặt không nói nên lời, Long Vương cười ha hả nói, không nên hiểu lầm. Tham lam ở đây không có nghĩa xấu mà là khen ngợi. Tâm con ngòi phải như rắn nuốt voi. Con người sống cả đời phải giống như rắn, phải có chí nuốt bất kỳ cái gì. Đây chính là lòng tham. Có lòng tham này mới có thể làm nên sự nghiệp. Có một số người ham mê nữ sắc nên cũng không tốt, Ly ở bên cạnh bổ sung. Tần Lạc căm hận nghiến răng. Hắn chỉ muốn lột cái quần da của nàng xuống, hung tợn vỗ mấy cái vào cặp mông nhỏ của nàng. Cô chỉ là một đứa bé xấu xa không hiểu gì về thất tình lục dục. Cô biết ham mê nữ sắc là cái gì? Như tôi đây, một thần tượng, một người có đầy đủ phong thái của một người đàn ông. Muốn có phụ nữ ư, chỉ cần ngoắc tay, các cô ấy có tới không? Chỉ cần gật đầu, không phải các cô ấy đã nằm xuống sao? Nhưng tôi có làm vậy không? Không. Người đàn ông như vậy mà có thể gọi là ham mê nữ sắc sao? Long Vương không để ý tới việc hai người đang liếc mắt đưa tình, ông nói tiếp, Tần Lạc tham, đó là cái tham cho dân chúng. Điểm này ta đồng ý. Hắn tham dùng đất nước làm vũ khí sắc bén. Điểm này ta không đồng ý. Nếu một người lính có dã tâm bành trướng, đối với đất nước với dân chúng không phải là chuyện tốt. Để tránh cho Long Tức hỏng trong tay hắn, ta đã trục xuất hắn ra ngoài. Tại sao sư phụ không giải thích? Tần Lạc hỏi. Long Vương thở dài. Một lúc lâu sau ông mới nói, vì cha hắn là huynh đệ của ta. Nếu như Long Vương nói ra nguyên nhân trục xuất thái tử thì cấp trên sẽ đề phòng hắn. Sau này hắn khó có thể tự do đi lại. Nhưng Long Vương không có làm như vậy bởi vì người huynh đệ đã chết kia đã từng kề vai sát cánh chiến đấu với ông, đã từng dùng thân thể của mình đỡ đạn cho ông. Người đã chết nhưng tình nghĩa mãi mãi. Trong khi đó đương nhiên thái tử hiểu rõ tâm trạng của Long Vương, vì vậy anh ta mới đạo diễn tin đồn khắp Yến Kinh là Long Vương trả đũa con của cố nhân. Đây chính là câu người đời thường nói, người tốt đoản thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Người tốt sống với tấm lòng thiện lương và sự biết ơn, người xấu chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Trời sinh ra người xấu còn nhiều hơn so với người tốt. Trong khi nói chuyện, Tần Lạc cũng đã bắt mạch xong cho Long Vương. Hắn nói, sư phụ. Ngày mai con sẽ giúp sư phụ khơi thông kinh mạch ở chân. Người hãy cứ uống theo đơn thuốc con đã kê, tiếp tục cho người mát xa toàn thân như con đã hướng dẫn. Tại sao không phải là hôm nay? Ly đứng bên hỏi. Bởi vì tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, Tần Lạc trả lời. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị nằm nghỉ một ngày, Tần Lạc nói. Châm cứu chân Long Vương tất nhiên cần phải ở vào cảnh giới nhập thần, nhưng nếu một khi như vậy hắn sẽ rơi vào tình cảnh ngất xỉu vì thoát lực. Hôm nay hắn bận nhiều việc không thể ngất xỉu, ngày mai mới có thời gian để ngất xỉu. Hiển nhiên Ly nghĩ tới cảnh khó xử sau khi Tần Lạc ngất xỉu. Dù gì hai người cũng đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm xấu hổ đó. Ly trợn mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi không nói gì nữa. Tần Lạc đã hẹn với Vương Cửu Cửu buổi tối tới Vương gia ăn cơm nên hắn liền cáo từ Long Vương. Tần Lạc ngồi trên chiếc Hummer của Ly,
tốc độ xe như bay làm Tần Lạc có chút choáng váng nhưng tâm trạng hắn vẫn thấy thư thái. Trước kia mỗi lần hắn tới xem bệnh cho Long Vương, đều là do Ly tới đón, khi quay về cũng do Ly đưa về. Hai người cũng đã bỏ qua mối quan hệ không tốt ban đầu, sự căm thù và mập mờ, bắt đầu xây dựng một mối quan hệ bạn bè khác thường. Trở về lúc nào? Tần Lạc hỏi. Hôm qua. Không ngờ lần này quay về lại có thể gặp cô. Tần Lạc cười nói. Tôi cũng không ngờ vừa mới quay về đã phải giúp anh giải quyết một cục diện rối rắm. Một cục diện rối rắm? Tần Lạc không hiểu. Anh cho rằng bên Lan Đình dễ nói chuyện như vậy sao? Lan Đình còn một cái tên khác gọi là, nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của cán bộ kỳ cựu. Nước ở trong đó sâu lắm, Ly nói. Tần Lạc sờ mũi mình nói, tôi cứ tưởng chỉ Nguyên Vương gia ở phía sau can thiệp thì ra vẫn còn mọi người tham dự vào. Anh có thể cho rằng chúng tôi chỉ là những người bàng quang đứng nhìn, người khác sẽ không biết. Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, anh là đồ đệ của nghĩa phụ. Ai muốn động tới anh cũng phải suy nghĩ về mối quan hệ này. Tần Lạc cười nói, thì ra tôi lại vô tình không biết tôi lại có một chỗ dựa lớn như vậy. Không phải anh vô tri vô giác, anh là người trăm phương ngàn kế. Tần Lạc nhìn Ly nói, cô hãy nói thật đi, có phải cô rất khó chịu không? Đúng vậy, Ly gật đầu. Cô nói ra sẽ khiến người khác vô cùng khó chịu. Đó là vấn đề của anh. Không khí trong xe tĩnh lặng một lúc, Ly một tay cầm lái, một tay mở một chiếc vali ra. Nàng lấy ra một cái hộp bằng đồng đưa cho Tần Lạc. Trả lại lễ vật cho tôi ư? Tần Lạc vui mừng cầm cái hộp hỏi, bên trong là gì vậy? Cô gái này càng lúc càng giống một phụ nữ. Lễ vật. Tần Lạc biết mình hỏi cũng như không, trong khi nói hắn đã mở cái hộp ra. Sau đó Tần Lạc liếc nhìn hắn thấy bên trong hộp đầy con sâu nhỏ màu vàng giống như những con giun. Khi nhìn những con vật đó trông giống như những con côn trùng, Tần Lạc lại mừng rỡ như điên. Kim Dũng, cô tìm thấy ở đâu vậy? Tần Lạc vui mừng hỏi. Đích xác là bột phấn Kim Dũng của hắn đã dùng hết nhưng đáng tiếc là hắn vẫn không có cơ hội đi tới vùng rừng Vân Điền tìm kiếm kén Kim Dũng chế thuốc. Hắn quả thực không ngờ Ly lại ghi nhớ chuyện này mang về cho hắn cả một hộp. Vừa mới tìm thấy, không phải là anh cũng muốn tìm cái này sao? Ly hỏi. Đúng vậy, đây là kêu Kim Dũng, dùng để chế dược. Tần Lạc gật đầu. Hắn cảm kích nhìn Ly nói, lần sau trên lưng hay trên mông của cô có vết sẹo nào, hãy tới tìm tôi. Tôi bảo đảm sẽ hết sẹo. Đôi môi của Ly giật giật, rốt cuộc nàng không nhịn được nói, tôi nhổ nước ép hoa quả vào cái mặt của anh. Chương 451, đừng đánh nữa. Tần Lạc chẳng hiểu gì cả, há hốc mồm kinh ngạc, việc không thể tưởng tượng được đã diễn ra ngay trước mắt hắn, Ly nói ra một câu mà có lẽ hắn không bao giờ ngờ tới. Trong nháy mắt hắn đã bị Ly đánh bại. Tần Lạc không ngờ một người phụ nữ như Ly lại có những lúc nói ra những lời như vậy, vẫn tưởng rằng điểm mạnh của nàng phải là ném dao vào người khác cơ. Ai dạy cô nói như vậy thế? Tần Lạc hỏi, phải biết một điều rằng, Ly không phải là một người phụ nữ thông thường, nàng là một phụ nữ không bình thường chút nào. Nàng là người phụ nữ siêu thường, quan hệ giao tiếp của nàng không rộng, cũng chỉ có khoảng vài thành viên của Long Tức và một nhân viên quản lý cao cấp của Long Tức là mình đây mà thôi. Mình đâu có dạy nàng những loại thuật ngữ Internet thế này đâu cơ chứ, còn thành viên khác của Long Tức thì lại không hiểu những cái này. Long Vương sẽ không nhổ nước ép hoa quả vào mặt bạn mà chỉ chặt ngang cái đầu giống như quả táo của bạn đi mà thôi. Nói như vậy thì xuất xứ của những từ ngữ đó là rất khả nghi. Tôi nhìn thấy nó ở trên mạng, Ly lạnh lùng đáp lại. Cô mà cũng biết lên mạng sao? Tần Lạc thở dài một cái, phát minh ra máy vi tính đã hủy cả một loạt dòng chữ đẹp, còn phát minh ra Internet thì phá hủy sự thuần khiết, tinh khôi của người con gái nhìn có vẻ ngốc nghếch này. Thế mà cũng nói. Ly hú lên một tiếng. Học từ lúc nào thế? Tần Lạc cố thăm dò hỏi ý. 5 năm trước, Ly đáp. Tần Lạc bấm bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói, cái gì? Cô biết lên mạng sớm hơn tôi tận 4 năm. Năm ngoái hắn mới học được cách sử dụng cái công nghệ kỹ thuật cao này, tất nhiên là lúc đó những cậu bé 5 tuổi ở bên ngoài kia cũng có khi đã biết cách dùng nó để nói chuyện với bạn gái của mình rồi. Nói những câu đơn giản nhưng lại lưu manh như kiểu, lần sau mình đi vệ sinh thì có thể cùng đi với bạn được không? Hoặc là vì sao phía trước bạn có? Kẽ mà mình thì lại là cái vòi lủng lẳng. Ấy, cái này cũng bình thường thôi. Ly nhún vai nói với vẻ bất cần. Tần Lạc không thèm để ý đến những lời châm biếm của nàng, hắn lại tiếp tục hỏi, ai dạy cho cô thế? Long Tức, Ly đáp. Long Tức có thể là một người, cũng có thể là một tổng thể.
Trong ý thức của nàng thì bất kỳ thứ gì thuộc về nàng đều là do Long Tức dành cho nàng cả. Vì thế mà khi nàng trả lời là Long Tức, thì Tần Lạc không hề cảm thấy lạ lùng gì dù là một chút. Thực ra, trước khi Ly trả lời thì hắn cũng biết đáp án sẽ là như vậy rồi, cứ vặn vẹo cho đến cùng như vậy cũng là vì hắn thấy bộ dạng nói chuyện của Ly rất dễ thương, hắn thích nghe Ly nói, thích cái điệu bộ ngô nghê, ngồ ngộ của nàng. Cộng thêm vào đó là kiểu ăn nói lạnh lùng, thản nhiên. Bất kể là nói về cái gì thì nàng cũng nói với giọng điệu như vậy và vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Nếu không phải trong xe hiện giờ chỉ có hai người bọn họ thì Tần Lạc cũng không dám khẳng định là nàng đang nói chuyện với mình hay là với ai nữa. Kể cả khi nàng nói câu chuối như em nhổ nước ép vào mặt anh thì vẫn nói với bộ dạng nghiêm nghị như thường. Vì sao phải nhổ nước ép vào mặt người ta? Tần Lạc hỏi. Không phải là người khác mà là anh. Ly xác định lại, tôi nhìn thấy câu này ở trên mạng. Thấy dùng nó trên người anh thì thật là phù hợp. Vì sao đó là nước ép thì là bởi vì vừa. Rồi tôi vừa mới ăn táo xong. Còn chuyện gì nữa không? Ly nói với một vẻ lạnh như băng. Nghe giọng điệu có thể thấy được là Ly đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Thế nếu cô không ăn táo thì cô nhổ cái gì ra vậy? Tần Lạc vẫn cố vặn vẹo Ly. Cuối cùng thì Ly cũng ý thức được là Tần Lạc đang cố ý trêu chọc mình. Sau khi nàng trợn mắt lườm hắn một cái thì không thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn nữa. Tần Lạc cười nói, Ly, cô nên tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, tiếp xúc với mạng nhiều hơn nữa. Vì sao phải vậy chứ? Ly hỏi lại. Là một phụ nữ trẻ đẹp yêu kiều như vậy, cô không thấy là cuộc sống của mình quá bất bình thường hay sao? Tần Lạc nói. Cuộc sống của bọn họ mới là bất bình thường ấy. Tôi đang làm việc mà tôi nên làm. Ly phản bác lại. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, không nên để một cô gái phải gánh chịu nhiều thứ như thế. Tần Lạc khuyên nhủ. Đây là phân biệt giới tính phải không? Ly tức giận nói, anh đừng có quên là tôi đã không biết bao nhiêu lần đã đánh cho anh nằm bẹp dí trên mặt đất như một con lợn chết không dám bỏ dậy đâu đấy. Không phải là anh không dám bỏ dậy mà là anh không còn sức mà bỏ nữa. Tần Lạc chỉnh sửa lại. Có gì khác sao? Ly vặc lại. Có chứ. Về phía trước có ý nghĩa là tôi sợ cô, còn phía sau có nghĩa là tôi không hề sợ cô. Có nghĩa là, Tần Lạc cố gắng giải thích. Có nghĩa là đánh không lại được tôi, Ly liếc mắt nói. Chấm, gạch dưới, Ly đang nói chuyện thì bỗng nhiên nheo mắt lại, nghiêm mặt hỏi, nói về việc anh bị đánh lén ở Hàn Quốc đi. Cái này mà cô cũng biết sao? Tần Lạc hỏi, hỏi xong rồi hắn mới thấy câu hỏi của mình thật là ấu trí, liền nói tiếp. Thì đi cùng một người bạn đến một bữa tiệc của một nhân vật lớn, kết quả là xảy ra xung đột với nhân vật lớn đó, vì thế nên trên đường từ Seoul về đến đảo Jeju, thì có người nổ súng bắn tôi. Người phụ nữ đó là Mễ Tử An, còn người đàn ông đó tên là Lý Thừa Minh, Ly nói. Ha ha, cô đều biết cả rồi à? Tần Lạc khó xử nói. Hắn vốn muốn xóa bỏ hề những gì có liên quan đến Mễ Tử An. Anh có thể xác định được mục tiêu hiểm nghi không? Ly hỏi. Không, Tần Lạc lắc đầu nói. Phạm vi hiểm nghi thì sao? Lý Thừa Minh tất nhiên sẽ là nghi phạm lớn và còn tổ chức thần bí chuyên nhằm vào Trung Y. Hứa Đồng Lâm, hoặc bất kỳ người nào ở Hàn Quốc cũng đều có thể là từ Trung Quốc đến. Tần Lạc trầm ngâm nói. Kẻ thù của anh quả không ít chút nào. Ly lắc lắc đầu mỉm cười nói. Tần Lạc cười khổ, đáp, có điều, tôi biết, tên sát thủ đó đã đến Trắc Quốc, tôi đã gặp hắn ta ở Hải Dương Quán. Cái này tôi cũng đã biết rồi, Ly nói. Cô cũng biết chuyện Hải Dương Quán sao? Tần Lạc ngạc nhiên nói. Tôi biết hắn ta đã đến Trắc Quốc từ lâu rồi, Ly khinh khỉnh nói. Sao em biết? Tần Lạc thắc mắc. Bởi vì hắn ta đang đằng sau. Vừa dứt lời, Ly đã quẹo mạnh tay lái một cái, chiếc xe Hummer của nàng bay thẳng vào trong đường chính thành phố. Tần Lạc lúc này mới bừng tỉnh, hắn nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có một hàng xe dài đi theo sát sau lưng. Có đủ các loại xe nhìn mà hoa hết cả mắt, hắn không thể nào biết được đâu là xe đang bám theo đuôi xe của hắn và Ly nữa. Chiếc nào thế? Tần Lạc hỏi. Chiếc xe Chevrolet màu đen thứ ba từ bên trái qua đó. Ly đáp. Tần Lạc nói với vẻ mặt kinh ngạc, sao cô lại biết đó là hắn ta vậy? Hắn ta trốn kỹ như vậy cơ mà. Bởi vì tôi là thành viên của Long Tức, Ly lạnh lùng nói. Chấm, gạch dưới. Thế bây giờ phải làm thế nào? Tần Lạc hỏi, hắn dò xét một cách cẩn thận chiếc xe Chevrolet màu đen đó, thì thấy nó đúng là không rời chiếc Hummer của Ly nửa bước.
Bất kể những chiếc xe trước nó có xảy ra chuyện gì thì nó vẫn duy trì được một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Không tiến đến quá gần, nhưng cũng không dễ gì mà để mất mục tiêu được. Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, sau đó đạp mạnh chân ga một cái, chỉ ước xe có biệt hiệu là vua xe trong làng xe Việt dã này bắt đầu phát huy sức mạnh vốn có của mình ở ngay. Trong thành phố, lại thêm vào đó là kỹ thuật lái xe thần kỳ của Ly thì nó không ngừng vượt lên phía trước, luồn lách rồi lại vượt lên. Chỉ trong chốc lát đã cắt được cái đuôi đằng sau mình rồi chiếc Chevrolet đều đó chẳng có cách nào theo sát được cả. Tần Lạc thở dài một hơi, nói, tôi thì lại cứ tưởng cô sẽ bắt sống nó cơ đấy. Thì tôi đang chuẩn bị làm thế đây, Ly nói. Nàng lại ngoặt cho một cái, sau đó dừng xe dưới một chiếc cầu trên đường cao tốc. Giống như một con báo ẩn nấp trong chỗ âm u tối tăm mịt mù, an tĩnh đợi con mồi của mình. Nên vậy, dòng xe như nước chảy, tới lui không ngừng. Tần Lạc và Ly nhìn chằm chằm rồi đếm từng chiếc một, chờ đợi chiếc Chevrolet có biển số 0202 đến đây. Một phút, hai phút, rồi ba phút, nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra cả. Tần Lạc nói, có phải em chạy nhanh quá làm cho hắn ta phát hiện ra mục tiêu đã bị bại lộ rồi không? Hắn ta nhất định sẽ đến, Ly bình thản nói. Sao em có thể khẳng định chắc nịch như thế? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Anh nhìn thấy chiếc xe nào có thể quay đầu xe ở trên đường quốc lộ chưa? Ly khinh khỉnh nói. Chấm, gạch dưới. Tần Lạc nghĩ, lần sau từ châu Âu về, cho dù không thi được bằng lái thì cũng phải học một chút luật lệ giao thông, nếu không người khác lại cho mình là mù chữ thì đúng là nhục. Mặt, ít nhất thì không để cho Ly thấy rằng mình là một thằng mù chữ được. Trên thế giới này, chẳng có gì bi kịch hơn là để cho một tên mù chữ cho rằng bạn là một người mù chữ cả. Quả nhiên Ly không đoán sai chút nào. 5 phút sau, bóng dáng nặng nề chắc nịch của chiếc Chevrolet có biển số 0202 lù lù tiến tới. Sau khi nó đi thẳng xuống dưới cầu, thì trực tiếp tiến về phía trước. Rõ ràng là hắn ta cho rằng mục tiêu của mình là ở ngay trước mặt. Ly đạp mạnh chân ga, sau đó, chiếc Hummer lại bắt đầu chồm lên bay thẳng về phía trước. Ở đằng trước, Tần Lạc chỉ vào chiếc Chevrolet nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở Ly nói có điều, tôi đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Ly như những tên ăn cắp xe trong Gone in 60 Seconds, cho xe bay nhanh về phía trước, lúc thì lượn bên trái khi thì lách sang phải, chiếc xe của nàng lượn lách như con rắn. Ngoằn nghèo trong làn xe dày đặc ở trên đường, vậy mà không xảy ra bất kỳ va chạm nào với những xe khác. Rất nhanh, trước mặt nàng chỉ còn một chiếc xe mà thôi. Đó chính là chiếc Chevrolet màu đen. Chủ của chiếc Chevrolet cũng đã phát hiện ra mục tiêu mà mình bám theo đang ở ngay sau lưng mình thì bắt đầu tăng tốc độ lên. Ly lại một lần nữa gạt cần số, sau đó đạp mạnh chân ga. Đầu xe Hummer húc mạnh vào đít xe Chevrolet, chiếc Hummer rung mạnh lên từng hồi, nhưng thân xe thì lại không hề hấn gì cả, còn đầu xe của chiếc Chevrolet thì đã có hiện. Tượng chính choáng. Sau đó nó húc đâm thẳng vào lan can bên làn đường dành cho người đi bộ. Chevrolet lúc này tắt máy, cánh cửa dần mở ra, một người đàn ông có thân hình to lớn mặc đồ vest từ bên trong xe bước ra. Hắn ta chỉ vào Tần Lạc và Ly cũng vừa bước xuống từ chiếc Hummer mẹ kiếp, chúng mày điên rồi à? Biết đây là hành vi gì không? Đây là có ý định mưu sát, chúng mày đợi đấy. Ly bước đến trước mặt hắn ta rồi cho hắn một quyền vào mặt. Gã đàn ông cao lớn hơn Ly cả gần cái đầu liền im miệng lại, máu chảy dài ra từ mũi và khóe miệng của hắn, nóng hổi, chẳng khác nào những cục băng tuyết trên những dòng. Suối nhỏ vừa bị tan chảy vào mùa xuân. Các người là... Bốp! Ly không nói gì lại lần nữa cho hắn ta thêm một đấm lên mặt. Tao sẽ kiện chúng mày. Giết người rồi, cứu tôi với. Hự! Lần này, Ly cho một quyền vào trước ngực người đàn ông đó, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thở gấp từng hồi. Không có cách nào nói ra thành lời được. Bốp! Ly lại vung tay lên cho hắn ta một quyền vào mặt. Tần Lạc nghĩ bụng, sao người phụ nữ này lại có sở thích giống mình được cơ chứ? Thích đánh vào mặt người khác. Bốp! 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 Đây là cảnh làm cho người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Đây là màn máu me be bét. Đây là cả một tình thế thê thảm khôn lường. Đây là một cảnh tượng đặc sắc của một cô gái. Xinh đẹp gợi cảm ngược đãi một gã đại hán mặc đồ đen. Ly không nói câu nào, tựa như định rõ đây là tên hung thủ truy sát Tần Lạc vậy, không ngừng chào hỏi trên khuôn mặt hắn ta, liên tục những cú đấm cứ như thế rơi lên trên mặt của gã to con này không hề thương tiếc. Rất nhanh, hắn đã mất đi diện mạo vốn có của mình,
khuôn mặt giờ đây sưng vù khắp nơi. Đừng đánh nữa, người đàn ông mềm oẹt dựa vào xe nói. Anh ta rút một quyển sổ nhỏ màu xanh trong túi áo mình ra nói tiếp, tôi là quân nhân. Bốp, Ly không giơ tay ra tiếp lấy quyển sổ đó, lại càng không muốn nghiệm chứng thân phận thực sự của hắn ta, mà lại xuất quyền lần nữa, cho hắn một quyền dứt khoát làm cho hắn ta hôn mê bất tỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.